Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 366. Lần này ngươi có thể thật tốt hội, sẽ có không thiếu trẻ tuổi thiên tài tụ tập nơi này, thảo luận lôi tu phương pháp, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Diệp Thế Uy khó khăn được mở miệng cùng Diệp thần nhiều lời mấy câu, ngược lại là nhường Diệp thần đối tên này mới nhậm chức tông chủ nhìn với cặp mắt khác xưa, người này thiên phú cực kỳ tốt. Tuy nói bây giờ là con rối, nhưng ai nào biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì đây? Hơn nữa giỏi về ẩn nhẫn người, không phải củi mục chính là người tàn nhẫn. Người này nhìn qua cũng không giống như một củi mục. Diệp Thế Uy cùng Diệp thần nói chuyện với nhau một hồi sau đó, liền rời đi trước, hắn căn bản cũng chưa có tham gia lần này đại điển hứng thú. Toàn bộ Thái Lôi Thần Tông tiệc ăn mừng, tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, Huyền Minh nhị lão lại là cảm giác mình nắm đại quyền, cao hứng không dứt. Đợi Diệp Thế Uy cứ mặc cho sau đó, tạm thời mất đi giá trị lợi dụng, liền đem một cái bỏ qua một bên, chẳng ngó ngàng gì tới. Toàn bộ chúc mừng lớn sẽ kéo dài liền hai ngày thời gian, Diệp thần cũng không cùng quá nhiều người có chút trao đổi. Dẫu sao hắn thực lực chân thực quá mức nhỏ, những người khác chỉ cần nhìn lần trước mắt, liền biết sâu cạn, cho nên khinh thường tại và Diệp thần trao đổi. Mà Diệp thần muốn, chính là thứ hiệu quả này, hai ngày qua, hắn coi là liền hiểu rõ biết Thái Lôi Thần Tông kiến trúc xếp phải, đem toàn bộ tông môn cấu tạo cho sở rõ ràng. Có khả năng nhất có dấu lôi bia địa phương, là đứng sừng ở Tây Sơn tới giữa một tòa thần tháp. Căn cứ Thái Lôi Thần Tông người mà nói, tòa kia thần tháp là vì tống giam trọng phạm mà thiết lập, bình thường không cho phép trong tông phái người đến gần. Nhưng Diệp thần mở luân hồi thiên nhãn, xuyên thấu qua vô căn cứ, phát giác không giống nhau hơi thở. Tòa kia thần bên ngoài tháp đồng hồ ngăm đen, thâm trầm nội liếm, sấm sét lóe lên, trong phảng phất toát ra màu vàng thần quang. Nếu như trong này thật là tống giam tà ma yêu đạo, nặng phạm nhân, tuyệt không thể nào có như vậy cường thịnh dị tượng. Diệp thần kết luận vậy thiết tháp lý mặt có mở ám, nhưng Tây Sơn vòng ngoài có rất nhiều người trông coi, Diệp thần không cách nào mạnh xông, chỉ có thể tạm thời lựa chọn rời đi. Chúc mừng đại điển kết thúc sau đó, Diệp thần cùng thánh nữ các người rời đi nơi này, hướng cửu lôi thần cung phương hướng bay đi, nhưng là khi bọn hắn được tới một nửa lúc đó, chợt nghe sau lưng truyền đến ẩm chấn thiên hưởng tiếng. Trong thoáng chốc, lôi quang chọc thủng hộ tông đại trận, thẳng để vân tiêu làm, nguyên cái thiên địa cũng làm biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì? Có người không khỏi kêu lên. Bọn họ mới vừa từ Thái Lôi Thần Tông trong đó đi ra, liền xuất hiện dị tượng như thế, chẳng lẽ nơi đó bộc phát đại chiến sao? Tâm niệm đến đây, xuất đội cửu lôi thần cung trưởng lão liền lập tức chạy về đi, cùng đi tới nơi này núi thần lúc đó, phát hiện vòng ngoài hộ tông đại trận đã có nơi đốt trọi, hơn nữa chân trời lưu quang chợt tránh chợt hiện, ở trong tầng mây lật bay nhảy, chỉ chốc lát sau, màu vàng kim thần quang cùng lôi quang chung nhau xen lẫn, bộc phát ra cường đại chiến ý. Ở trong đó rốt cuộc là thứ gì? Nơi toát ra ánh sáng vậy quá kinh khủng đi. Có lôi tu thấy đó cùng sấm sét giao chiến màu vàng thần quang, trong chốc lát không khỏi được kêu lên. Bởi vì đó không phải là sấm sét hệ thống tu luyện công pháp, lúc này lại xông vào nơi này, hơn nữa đưa tới mấy tên Thái Lôi Thần Tông trưởng lão liên thủ đánh ra. Diệp thần chính là vận dụng luân hồi thiên nhãn, miễn cưỡng thấy rõ vậy trong mây mù cảnh tượng, lại là một con thần long, đang cùng đầy trời sấm sét đối kháng, ngửa mặt lên trời gào thét, kim quang cuồn cuộn. Mà Diệp thần từ vậy cái màu vàng rồng thần trên mình, phát giác một phần quen thuộc hơi thở. Bỗng nhiên lúc này, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nếu như hắn không có đoán sai, chính là nàng. Diệp Lạc Nhi. Nơi này đại chiến hấp dẫn không ít người chú ý, Thái Lôi Thần Tông người rối rít cảm thấy tức giận. Bởi vì cái này con thần long lẻn vào nơi này, thừa dịp chúc mừng đại hội kết thúc, tông môn buông lỏng lúc đó, lại muốn trộm đi che giấu ở bọn họ tông phái trung thần bia. Khối kia thần bia, nhưng mà bọn họ dựa vào sinh tồn tu luyện cơ sở, tuyệt đối không thể bị người khác cướp đi, nếu không toàn bộ tông phái đem sẽ trở thành là không thủy chi nguyên. Khá tốt chấn thần tháp phòng ngự cực kỳ vững chắc, đem con thần long kia ngăn cản ở bên ngoài, hướng tông môn phát ra cảnh cáo, bọn họ cái này mới có thể phát hiện dị thường. Trên bầu trời tình huống chiến đấu, đổi được càng ngày càng kịch liệt, theo sấm sét đại trận chậm rãi thành hình, màu vàng rồng thần chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng bị ép tới gần tông môn nơi bố trí phạm vi trong đó. Làm trận pháp lúc phát động, như sương ải vậy màu xanh ra trời khói mù, phun ra,
ngay tức thì hóa là núi thây biển máu, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này chìm ngập. Con thần long kia vậy cảm nhận được liền nguy hiểm không biết, dao động đuôi rồng, lên như diều gặp gió, cả thân miếng vảy bộc phát ra kim quang sáng chói. Vào giờ khắc này biến dạng hư không, đạp phá thiên địa, liền phá mấy lớn thái lôi thần tông trưởng lão hình thành phong tỏa. Bay vào hư không sau đó, cái này mảnh đất giới chỉ còn lại có mấy giọt máu, là vậy rồng thần nơi lưu lại. Gần như vô địch màu vàng rồng thần, lại có thể vào lúc này bị thương. Tiến vào hư không sau đó, màu vàng rồng thần nhanh chóng chạy trốn, nhưng Huyền Minh nhị lão lúc này đã sử dụng pháp lôi thần trược, nhanh chóng đuổi theo tới, để cho hắn không che giấu. Dọc theo đường đi, có không ít màu vàng máu tự nhiên ra, như vậy có thể suy đoán cái này con thần long bị thương không nhẹ. Mà ở một bên khác, Diệp Thần đã mang theo quỷ răng mặt nạ, cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, dự định xuất thủ tương trợ. Vậy rồng thần từ trong hư không xuyên ra tới, bay đến một phiến bát ngát núi rừng địa giới, muốn xem thì phải từ trong hư không chạy khỏi mà đi. Nhưng lúc này, Huyền Minh nhị lão đã bố trí tốt liền phòng ngự hình lôi trận, hai người chia nhóm tại đồ phương vị, lấy hai cây lôi chiến thần đao làm trận pháp mắt, nhanh chóng đem nơi này không gian phong tỏa. Màu vàng rồng thần liên tục đụng mấy lần, phát ra chấn thiên vậy tiếng vang, nhưng không cách nào chạy khỏi. Nó rồng thần khu, lại có thể ở trận pháp này trước mặt mất hiệu lực. Vậy vóc người to lớn Huyền lão, nhìn màu vàng rồng thần, cười lạnh nói, bất quá là một cái tạp long mà thôi, lại còn dám ở trên địa bàn ta như thế phách lối. Màu vàng rồng thần con ngươi lạnh như băng, nếu không trốn thoát, vật thì dứt khoát ngạnh chiến, nó phát ra một tiếng gào thét. Gầm thét sóng âm bốn tản ra, nhất thời phá hủy mấy chục dặm núi rừng. Khổng lồ núi đá vậy vào giờ khắc này hóa là phấn vụn, long chảo vung lên, kim quang như sóng chiều vậy mãnh liệt vọt ra, chống lại sấm sét lực lượng. Nhưng Huyền Minh nhị lão thực lực cuối cùng tăng thêm một bậc, bọn họ hai người trực tiếp động thủ, một trước một sau, phong tỏa màu vàng rồng thần né tránh tuyến đường. Rồi sau đó Huyền lão một quyền đánh ra, thế đại lực trầm, cơ hồ phải đem cụm núi vỡ nát. Vậy từng cây cường tráng cổ mộc cũng chặn ngang chặt đứt. Nhất thời, màu vàng rồng thần đầu và đuôi cũng gặp phải công kích, rồng khổng lồ thân thể cuộn thành một đoàn, hung hãn đập vào mặt đất trong đó. Màu vàng rồng thần đang cùng hai người đối kháng trong đó, hoàn toàn hạ xuống hạ phong, vì vậy còn gặp phải Huyền Minh nhị lão giễu cợt. Người con rồng này, vốn là uẩn dục mà đến, tự thân đạo uẩn quy tắc không lành lặn không đủ, bất quá trên mình tựa hồ có nghịch thiên cơ duyên. Còn dính nhuộm mấy phần thái thượng thế giới hơi thở, coi như vậy, người muốn dùng này cùng cấp thấp thủ đoạn tới lừa gạt được chúng ta. Thật là mộng tưởng hảo huyền, hiện tại liền nhường ngươi hiện ra bộ mặt thật tới. Huyền lão vừa nói, lấy ra một bó dây thừng thật nhỏ, hắn ở giữa không trung bỗng nhiên dương ra, rào rơi xuống, giống như một tấm vô hình lưới lớn, dưới chân trong đất lôi pháp đại trận, phối hợp lẫn nhau, nhất thời phong tỏa nguyên phiến hư không, làm màu vàng rồng thần không cách nào nhúc nhích. Cây kia dây thừng thật nhỏ, ở trong nháy mắt bạo tăng, ngay sau đó trói màu vàng rồng thần thân thể, nhất thời làm hắn không nhúc nhích được. Có lẽ chúng ta có thể dùng hắn kinh mạch chế tạo thành một cái sấm sét thần roi, như vậy tới một cái, trong tông môn lại thêm một kiện chí bảo. Vậy nãy giờ không nói gì, giống như xác ướp vậy lạnh như băng người phụ nữ lúc này mở miệng nói, lời này vừa nói ra, nhất thời nhường màu vàng rồng thần cả kinh. Bất quá sẽ ở đó đạo lôi đình dây thường sắp trói buộc ở màu vàng rồng thần lúc đó, một đạo thiên kiếm từ trên trời hạ xuống, hơi thở cuồng bạo đập vào mặt, máu đỏ hư ảnh giống như một tôn thần chi, cuồn cuộn không kiệt, thần uy chấn thiên. Ngập trời kiếm uy bộc phát ra, đem vậy sấm sét xích thần chém là hai nửa, ngay sau đó, nơi này liền xuất hiện một tên mang quỷ răng mặt nạ người đàn ông đồ đen. Là hắn khua kiếm chặt đứt Huyền Minh nhị lão sấm sét dây thừng. Ngươi là ai? Hai người theo dõi mà đến cường giả, dừng lại thân hình. Bọn họ nhất thời vừa sợ vừa nghi, trong chốc lát không dám xác định đối phương là người phương nào. Bất quá hai người ngay sau đó liền phát hiện, Diệp Thần thực lực có thể nói mạt lưu, bất quá là dựa vào trong tay pháp bảo, cưỡng ép ra mặt mà thôi. Huyền lão cười nhạt, một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, có cái gì tư cách ở chỗ này đối bọn họ kêu la om sòm. Tự tìm cái chết, Huyền lão lúc này hét lớn, lông mày giơ lên, mặt mũi nghiêm túc, không giận tự uy. Bất quá Diệp Thần cũng không có phản ứng hắn, mà là thi triển ra kiếm pháp tinh diệu, nhất thời, Long Uyên Thiên Kiếm lên màu máu bạo dũng ra,
cùng thiên lôi xen lẫn, giống như từ từ dâng lên mặt trời gay gắt thái dương. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Một vòng này mặt trời gay gắt thế tới hung mãnh, cơ hồ đem nửa thương khung cho che giấu, rơi vào toàn bộ người tông môn trong mắt. Đây là cái gì chiêu thức, lại có thể mới có thể có lớn mạnh như vậy dị tưởng. Người này thực lực thật sự là kinh người. Hắn là nơi nào nhô ra tu sĩ, căn bản cũng không phải là lôi tu, hẳn là con thần long kia đồng bọn đi. Nói là đồng bọn, nhưng luôn cảm giác quái chỗ nào lạ. Không chỉ là bọn họ, Huyền Minh nhị lão thấy vậy sắc mặt đổi được ngưng trọng, một kiếm này oai thật sự là quá mạnh mẽ, thật là có thể cùng thiên đạo sánh bằng. Ẩn chứa huyết khí, xâm nghiêm vắng lặng, đạo ẩn quy tắc vô cùng là nồng nặc. Người trước mặt, thực lực sợ rằng siêu nhiên phi phàm, căn bản không tựa như bề ngoài như vậy đơn giản. Người đi theo ta đi, ngàn vạn chớ có lộn xộn. Diệp Thần đối vậy cái màu vàng rồng thần truyền âm, con thần long kia trần chờ chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Không biết các ngươi có cái gì tốt phách lối, liền chỉ là một chư thiên vạn giới tiểu tông phái mà thôi, còn tự xưng là thế lực lớn, ta cũng vì các ngươi cảm thấy xấu hổ. Diệp Thần phách lối nói, cùng lúc đó, kiếm trong tay hóa ra vậy một vòng mặt trời gay gắt, trực tiếp chảm phá Huyền Minh nhị lão lưu lại phòng ngự, làm cả vách ngăn không gian lảo đảo muốn rơi xuống. Mà màu vàng rồng thần vậy nhân cơ hội thu nhỏ lại, đổi được chỉ có bàn tay như vậy lớn, sau đó nhanh chóng chui vào Diệp Thần tay áo bảo trong đó. Một kiếm diệt thiên đế, một trưởng trấn càn khôn. Đại thiên trọng lâu trưởng, hoảng sợ đánh ra. Diệp Thần cảm ứng thất lạc thời không ở giữa không không hơi thở, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa, mà hắn sau lưng, chính là nổi lên một tôn to lớn Phật Đà hình ảnh. Hắn chắp hai tay, kim quang rực rỡ. Vậy Phật Đà khuôn mặt hiền hòa, đợi hắn mở mắt lúc đó, nhưng sát khí nghiêm nghị, giống như một tòa núi to hung hăng đè xuống, đem cái này khắp nơi không gian quy luật cũng cho vỡ nát. Bát bộ phù đồ khí. Đại thiên trọng lâu trưởng. Diệp Thần đem cái này khác biệt cao nhất bảo thuật hợp hai là một, mượn do Phật khí, để che giấu đại thiên trọng lâu trưởng hơi thở. Như vậy hơi thở cực kỳ kinh khủng, nhưng người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Đó lại là... không không hơi thở. Huyền lão dẫn đầu kịp phản ứng, hắn chưa thấy qua không không lực lượng, nhưng là chân khí này vừa ra, dưới thiên địa, chỉ có nhất là cực hạn không vô tài xứng với. Cho dù là hắn đến nơi này tầng cảnh giới, cũng không cách nào cùng cực hạn không không chi đạo chống đỡ được. Huyền Minh nhị lão hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức đổi được mặt đầy nghiêm túc, bọn họ hai tay kết ấn, đồng thời cực nhanh lui về phía sau. Nhất thời triệu hoán ra một màn kiên cố lôi tường, che trước mặt mình. Đại thiên trọng lâu trưởng công kích là không khác biệt, thần niệm đến cực điểm, là được thúc dục này vậy trưởng pháp. Lấy Diệp Thần bây giờ thực lực, có thể giải quyết hết cái này phong tỏa bốn phía tràng vực, nhưng điều kiện tiên quyết là Huyền Minh nhị lão lại nữa truy đuổi tới đây. Trong bầu trời, mây mù mở ra, hư kháng khít khí lưu, đổ nghịch vượt quá, phát ra kịch liệt tiếng rít. Đại thiên trọng lâu trưởng ầm ầm hạ xuống. Mà Huyền Minh nhị lão chính là nhìn cái này lôi kiếp thần mây, kinh ngạc không thôi, tạm thời lựa chọn lui bước. Cho dù là bọn họ, cũng không nguyện ý chống cự này cùng ngút trời thần uy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần thừa dịp đại thiên trọng lâu trưởng phát huy lúc đó, lần nữa xuất kiếm, khuấy động mưa gió, hư không kịch liệt vỡ nát, nhường hết thảy trước mắt cũng đổi được mơ hồ. Còn hắn thì chạy ra ngoài, mang màu vàng rồng thần rời đi nơi này. Ngay chớp mắt nhún nhảy hết mấy hư không, cuối cùng từ hư bia bên trong truyền đưa ra, đi tới nơi an toàn, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà như hắn nơi suy đoán như vậy, màu vàng rồng thần bay lên không, thẳng hóa thành một tên thân mặc quần đỏ xinh đẹp thiếu nữ, không phải Diệp Lạc Nhi mà lại có thể là ai. Ngươi làm sao biết là ta? Diệp Lạc Nhi vậy linh động trong mắt bên trong có chút nghi ngờ. Diệp Thần chính là cười một cái nói, ngươi hơi thở ta đặc biệt quen thuộc. Cho dù chỉ là huyễn hóa ra một đạo phân thân, ta cũng có thể cẩn thận nhận ra, huống chi là bản thể của ngươi đích thân tới, vậy nhàn nhạt thể thơm, căn bản chạy không khỏi ta lỗ mũi. Diệp Lạc Nhi nghe những lời này, nhất thời không khỏi được mắc cỡ đỏ mặt, Diệp đại ca lại có thể nói tới nàng thể thơm. Hắn là như thế nào ngửi được, vậy là cái gì thời điểm ngửi? Ngay sau đó, Diệp Thần liền hỏi nàng vì sao phải tới chỗ này, hơn nữa còn gặp phải Thái Lôi Thần Tông đuổi giết. Diệp Lạc Nhi ánh mắt đổi được chút ảm đạm, lúc đầu nàng là bị Thái Thượng Thiên Nữ phái tới đây, vì đền bù lần trước phạm vào sai lầm,
Thái Thượng Thiên Nữ yêu cầu nàng tiến vào Thiên Lôi Thần Sơn, đem Thái Lôi Thần Tông thần bia trộm tới đây, mang về Thái Thượng Thế Giới, lấy công chuộc tội. Cho nên nàng biến hóa thành Thánh Long, muốn mượn do trời voi dị biến, cướp đi thần bia, thế nhưng tòa khóa yêu tháp lại bố trí phàm áo thần bí trận pháp, ở nàng cưỡng ép đột phá lúc đó, đánh bắn ra thượng cổ lôi quang. Đột phá phong ấn sau khi thất bại, sau đó còn có Thái Lôi Thần Tông trưởng lão đuổi theo. Nàng ở thần tháp đánh vào dưới bị thương, hơn nữa đối phương trưởng lão đã chạy tới, nàng chỉ có thể lại lui lại chiến. Nếu như Diệp Thần không thể kịp thời xuất hiện, sợ rằng nàng đã bị Huyền Minh nhị lão bắt, chỉ có thể mặc cho hắn xử trí sống chết, kết quả có lẽ sẽ rơi vào vô cùng là thê thảm. Diệp Thần nghe đến chỗ này, không khỏi được nhíu lại mi. Thái Thượng Thiên Nữ thủ đoạn, không khỏi quá tàn nhẫn chút. Bằng vào mượn Diệp Lạc Nhi sức một mình, lại sao có thể bắt được Thái Lôi Thần Tông bên trong bảo vật chấn tông. Vậy kiểu đồ, cũng không tốt bắt được. Liền hắn ở bên trong tông môn nán lại hai ngày, đều không cách nào đến gần Tây Phong Đỉnh, càng không cần phải nói Mạnh Sông. Bất quá hắn vậy như vậy xác định một chuyện, hắn mong muốn huyền bia, đại khái trước tiên là ở đó đỉnh núi chấn thần tháp bên trong. Sau đó, Diệp Thần liền vận dụng một chút luân hồi huyết mạch, tiêu trừ Diệp Lạc Nhi trên vết thương vẫy không ra lôi đình lực, giúp hắn khôi phục thương thế. Đem Diệp Lạc Nhi vết thương xử lý xong hết, hắn vận dụng một phần luân hồi huyết mạch, cùng với bát quái thiên đan thuật thay hắn khôi phục nhanh chóng tinh lực, tiêu trừ những cái kia sấm sét mang đến ảnh hưởng. Diệp Lạc Nhi theo hắn cùng, đi tới Hoang Lôi Điện. Làm Phi Lôi Thần Tôn thấy là Diệp Lạc Nhi tự mình sau đó, vậy có chút giật mình. Hắn có thể nhớ Diệp Lạc Nhi hôm nay nhưng mà Thái Thượng Thiên Nữ bên người người tâm phúc, bàn về địa vị, cần phải còn ở bọn họ 12 thần tôn bên trên. Ban đầu Diệp Lạc Nhi, nhưng mà Thái Thượng Thiên Nữ ở bên ngoài phát ngôn viên, thiên phú mạnh mẽ, thực lực cường đại, xử lý chuyện thủ đoạn vậy càng cao siêu. Hôm nay nhưng luân lạc tới này, sợ rằng đã mất đi Thiên Nữ đại nhân yêu thích. Phi Lôi Thần Tôn trong lòng nghĩ liền rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui. Rất nhiều chuyện sợ rằng vẫn là cùng Diệp Thần có liên quan. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần cũng ở đây Hoang Lôi Điện chuyên tâm tu luyện. Mà một ngày này, Phi Lôi Thần Tôn mang tới tin tức tốt, lúc đầu Thái Lôi Thần Tông đang chuẩn bị tuyển chọn đệ tử nòng cốt công việc, cần từ thế hệ trẻ lôi tu bên trong, chọn lựa có tiềm lực nhất người tuổi trẻ, làm hạch tâm đào tạo. Này chờ tin tức, có thể nói làm cho cả Thiên Lôi Thần Sơn chấn động. Phải biết Thái Lôi Thần Tông đã có mấy trăm năm thời gian chưa từng công khai thu đệ tử nòng cốt. Lần này đối với bọn họ mà nói, cũng là một thiên đại cơ hội. Thái Lôi Thần Tông đệ tử nòng cốt, cũng có thể gọi là nội môn thiên kiêu, là chân chính tiến vào người thừa kế hàng ngũ. Trước ở trên trời lôi cổ đạo cuối mà thu nhận những người đó, bất quá là chuẩn bị đệ tử mà thôi, liền ngoại môn đều không cách nào tiến vào. Mà hôm nay, Thái Lôi Thần Tông cần bổ sung máu tươi mới. Đối toàn bộ lôi tu đoàn thể mở cửa danh ngạch, đối Thiên Lôi Thần Sơn thậm chí còn toàn bộ chư thiên vạn giới lôi tu cũng cầm mở cửa thái độ. Phi Lôi Thần Tôn biết được Diệp Thần thực lực, cười hỏi muốn không muốn đi tham gia thử một lần, Diệp Thần vui vẻ đáp ứng. Hắn còn đang suy nghĩ tìm cái biện pháp, đến gần Thái Lôi Thần Tông, hiện tại có tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mặt, tự nhiên được nắm chặt. Dặn dò Phi Lôi Thần Tôn chăm sóc kỹ Diệp Lạc Nhi sau đó. Diệp Thần liền bước lên đi Thái Lôi Thần Tông đường. Ở đó liên miên chập trùng cụm núi trong đó, Thái Lôi Thần Tông trải qua rồng thần đoạt bia chuyện kiện sau đó, hết thảy lại khôi phục như lúc ban đầu, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Mà Diệp Thần đạp nấc thang, đi tới cái này ngôi thần sơn sơn môn, dương mắt nhìn lên, quá lôi tông cửa sấm sét bảo vệ trận, mở ra gần một nửa lỗ hổng, chính là vì lần này tuyển chọn giải thi đấu. Người dự thi vô luận thực lực như thế nào? Chỉ cần tuổi tác không qua 200 tuổi, liền có thể tham gia lần này tỉ thí. Diệp Thần đến lúc đó, bên ngoài sơn môn đã như biển người, đếm không hết trẻ tuổi lôi tu nhau nhau muốn thử, muốn đang chọn rút ra trong buổi họp mở ra quyền cước. Diệp Thần dùng tên giả Diệp Thí Thiên, tiến vào trong đó, hơn nữa rút lấy tự số, tiếp theo liền phải đối mặt chọn đại chiến. Lần này đệ tử tuyển chọn giải thi đấu cử hành được 10 phần long trọng, tiến vào nơi này sau đó. Có hơn 10.000 tên trẻ tuổi lôi tu cũng đi tới dưới chân núi Thiên Lôi Quảng Trường. Nơi đó đứng thẳng một tòa hùng vĩ pho tượng, ngạo nghễ đứng, ngón tay thương khung, đồng thời đem một cây lôi trượng chỉ hướng trời, sau lưng áo choàng theo gió nâng lên, cả người tựa như đang cùng thiên địa đối kháng như vậy, 10 phần uy phong lẫm lẫm.
Hắn chính là Thái Lôi Thần Tông Khai Sơn Tổ Sư, Nhạc Lôi Chân Nhân. Tin đồn năm đó Nhạc Lôi Chân Nhân chính là ở hỗn độn bên trong lấy được một chút căn nguyên sấm sét, đem tu luyện lớn mạnh, tham phá liền vô tận thiên lôi đại lộ, tài nhảy một cái trở thành cao cấp lôi tu. Ở toàn bộ lôi tu phát triển trong dòng sông dài lịch sử, Nhạc Lôi Chân Nhân thực lực, địa vị cũng gần bằng với hai đại lôi đế. Hắn lại là một lần hành động khai sáng Thái Lôi Thần Tông, rồi sau đó khá hơn nữa sinh kinh doanh, thâu rộng rãi hiền tài, để lại hệ thống lôi pháp truyền thừa, lúc này mới có hôm nay ở vào cường thịnh Thái Lôi Thần Tông. Bàn về thực lực, Nhạc Lôi Chân Nhân có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nếu bàn về kinh doanh tông phái, toàn bộ lôi tu thế giới cũng không có người có thể ra hắn yêu thích. Thương khung dưới, có mấy đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống, bọn họ là Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn thành viên, từng cái đều là thực lực văn hoa. Trong đó có một tên giữ lại râu dê lão đạo, tay cầm một cây phất trần, da vẫn tráng kiện, mặt mũi hiền lành, hắn đầu tiên là cười híp mắt quét mắt quảng trường một vòng, rồi sau đó nhẹ ho hai tiếng, nghiêm nghị nói, các người đều là lôi tu giới tương lai hy vọng, hôm nay tới tham dự ta Thái Lôi Thần Tông tuyển chọn, là ta Thái Lôi Thần Tông vinh hạnh, nhưng là nếu là tuyển chọn, vậy thì có tàn khốc cạnh tranh. Lão phu trước tiên ở nơi này thuyết minh, nếu như tâm trí không kiên định người, có thể tùy thời thối lui ra, này cùng lựa chọn, ta Thái Lôi Thần Tông tuyệt không bắt buộc, mong mọi người nghĩ lại sau đó làm. Tiếp theo, hắn tay áo vung tay lên, một mảnh trắng xóa trong mây mù, nổi lên hai đầu dữ tợn cự thú bóng người. Đó là bọn họ tức phải đối mặt sấm sét tuần thú, danh như ý nghĩa, sấm sét tuần thú là nhằm vào lôi tu nơi thuần dưỡng đi ra ngoài. Ở một trình độ nào đó đối với lôi tu có khắc chế tác dụng, cũng có thể đo lường ra một tên lôi tu thực lực sâu cạn. Trên quảng trường tất cả người, đều phải bị truyền tống tới một mảnh hư vô không gian, ai dùng lôi pháp chém giết thú sấm tối đa, hoặc là cấp bậc cao nhất, vậy thì có thể tống ra thuận vị, tiến vào vòng kế tiếp tỉ thí. Quảng trường bên trong, rất nhiều lôi tu bàn luận sôi nổi. Bọn họ có người đã từng tiếp xúc qua này cùng sấm sét tuần thú, biết được hắn chỗ lợi hại. Vì vậy trở nên có chút lùi bước. Vì vậy có người thối lui ra, cũng có người tiếp tục đóng giữ, vậy tóc bạc mặt hồng hào trưởng lão, chính là xuất lĩnh Thái Thượng Trưởng Lão Đoàn, giơ tới thiên lôi lão tổ pho tượng trước mặt, lại là đồng loạt cúi đầu một cái, biểu đạt đối lão tổ tôn kính. Rồi sau đó, mặt trẻ con tay của lão giả giữa trường, phun trào ra mênh mông lôi đình lực, tại hư không gian mở ra một cái rộng rãi lối đi. Từ các ngươi sau khi đi vào, liền bắt đầu tính giờ. 3 tiếng sau thực tập liền đem kết thúc, đến lúc đó, cái này mảnh không gian sẽ tự động ghi chép các người chém giết sấm sét tuần thú số lượng, vì vậy không cần lo lắng những chuyện khác, một lòng một dạ hoàn thành thực tập là được. Hắn sau khi nói xong, liền giơ tay lên tỏ ý bắt đầu tỉ thí. Người phía trước hít một hơi thật sâu, bước đi vào, biến mất ở hư không lối đi trong đó, Diệp Thần vậy đi vào theo. Trước mắt không gian một hồi biến ảo. Sau đó bọn họ liền đi tới một nơi hoàn toàn bất đồng độc lập lãnh vực. Nơi này không có sơn thanh thủy tú rừng cây, cũng không có vậy cao vút trong mây đỉnh núi, chỉ có một phiến nứt ra cánh đồng hoang vu, đạo đạo kẽ hở bò lổm ngổm ở trên vùng đất, giống như là mạng nhện như vậy, dữ tợn đáng sợ. Sấm sét lan tràn, hắc khí ngang dọc, vô số tiếng gầm gừ truyền lọt vào trong tai, làm tâm thần người kích chiến. Diệp Thần bị truyền đến một nơi cao điểm, dương mắt nhìn lên. Vô số sấm sét tuần thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Chúng dương ra trên lưng sấm sét vũ rực, hướng gần đây người thực tập phát động tấn công. Có vài người phản ứng kịp thời, định thần sau đó liền vận dụng lôi pháp, bắt đầu chém chết trước mặt tuần thú. Mà có vài người chính là nửa ngày không phản ứng kịp, cho đến bị sấm sét tuần thú ngã nhào, trên mình biến dạng ra vết thương, lúc này mới đau được kêu thảm thiết không thôi. Khi bọn hắn lựa chọn cầu xin tha thứ, cái này thực tập không gian phân biệt ra bọn họ cầu xin tha thứ cử chỉ, sẽ đem bọn họ truyền đưa đi. Tiến về trước cùng buông tha một màn, đang cái này mảnh không gian bên trong diễn ra. Mà Diệp Thần thấy vậy chẳng, chính là tròng mắt run lên, thân hình thuấn di, đi tới trên trăm đầu sấm sét tuần thú ở giữa. Hắn năm ngón tay khép lại, dẫn dắt lôi đình lực, giờ khắc này, Diệp Thần trong cơ thể, vận dụng một cái hang thiên lực lượng, kiên quyết lại cuồng bạo. Cơ hồ đem vùng lân cận cánh đồng hoang vu toàn bộ bao phủ. Theo đầy trời sấm sét hạ xuống, hung hãn đập xuống đất, Diệp Thần giống như là một đạo tia chớp, vọt vào bầy thú trong đó. Mà ở chỗ này trong quá trình, hắn bên người hình thành một cổ như có như không sấm sét tràng vực.
Diệp thần trong cơ thể ba bụi cây sấm sét thần liên, ở kinh mạch bên trong qua lại, theo máu đi tứ chi trăm kinh hãi lưu động, hình thành cường đại lực phòng ngự, óng ánh sáng lên, giống như một tầng quang khôi giáp. Mà Diệp thần chính là mượn tầng này sấm sét khôi giáp phòng ngự, chịu đựng liền rất nhiều sấm sét tuần thú tấn công. Từ bề ngoài nhìn qua, hắn tựa hồ là bị những thứ này sấm sét tuần thú cho cắn nuốt, mệnh không chịu vậy, nhưng trong thực tế, hắn chính là ở cảm ngộ đạo pháp lôi thì. Rộng rãi ý ngay trong óc, sấm sét ầm ầm rơi xuống, vô tận thần quang tóe ra, cuồn cuộn bao la, như sóng biển dâng như vậy mãnh liệt cuộn sạch. Diệp thần giống như một chiếc thuyền con, đứng ở trong đó, theo sóng biển dâng đung đưa không chừng, trên dưới chìm nổi, nhưng trên mình tầng kia lôi ánh sáng giáp, nhưng có thể bảo đảm hắn không sẽ gặp phải lo lắng tánh mạng. Còn hắn thì muốn ở nơi này vô tận sấm sét trong đó, tìm được mình căn nguyên quy luật. Cường tráng sấm sét, ở ý ngay trong óc không ngừng hạ xuống, kinh khởi một mảng lớn khủng bố thanh âm. Ngay tại nháy mắt tức thì, Diệp thần mở ra hai tròng mắt, trực tiếp phi thân lên, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, xông vào một đạo như núi cao vậy cường tráng sấm sét trong đó, bắt được một đạo màu sắc bất đồng lôi quang. Đó là một cái xích tiêu sấm sét, chợt lóe lên, thoáng qua tức qua, nhưng lại bị Diệp thần lưu lại. Xích tiêu sấm sét tựa như có ý thức của chính mình, kịch liệt vùng vẫy, muốn chạy trốn, nhưng Diệp thần trực tiếp nắm lên nó, một khắc sau làm ra cử động kinh người, đem đưa vào trong miệng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy đạo lôi đình, theo luân hồi mạch lạc, hết sức luyện hóa, ngay tại ngắn ngủn trong nháy mắt, vậy một đóa xích tiêu sấm sét liền tan thành mây khói, trở thành Diệp thần trong huyết mạch một phần lực lượng. Lúc này, Diệp thần đã bị một chồng sấm sét tuần thú chìm ngập. Hắn bị vậy đầy trời sấm sét tuần thú che giấu sau đó, liền không người để ý nữa hắn nơi này chiều hướng. Cánh đồng hoang nơi trung tâm, có mấy tên lôi tu thiên kiêu bay tới giữa không trung. Chỉ gặp bọn họ triệu hoán ra vậy nấp trong trên bầu trời hố sâu cuồng lôi, theo vung tay lên, hàng ngàn hàng vạn đạo lôi quang ầm ầm tới, đem những cái kia sấm sét tuần thú cho đập thành thịt vụn bột. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, mà không có kết thúc, những cái kia tuần thú tử vong sau đó, sẽ có một đạo nho nhỏ quang hạch lơ lửng đi ra, giống như là bồ công anh hạt giống như vậy, chậm rãi rơi xuống đất, lần nữa dung nhập vào không trọn vẹn máu thịt. Lấy là hạch tâm, bốn phía tàn thi thịt vụn giống như là được loại nào đó triệu hoán, lại lần nữa hợp lại, biến thành một cái mới tinh sấm sét tuần thú, tuần hoàn qua lại, miễn cưỡng không ngừng. Căn cứ sử liệu ghi lại, nơi này chàng vực xây, chính là bắt chước luân hồi chi chủ tu hành chi đạo. Lấy sấm sét làm luân hồi, có thể tâm linh sống lại, chỉ cần tông môn bất diệt, liền có thể vô hạn tuần hoàn chỗ này thí luyện chàng nơi. Ban đầu Thái Lôi Thần Tông tông chủ, vì xây như vậy một nơi đặc biệt không gian, còn bỏ giá thật lớn mời tới liền luân hồi chi chủ thủ hạ sáu ma tướng một trong. Kiếp trước luân hồi chi chủ thủ hạ sáu đại ma đem, mặc dù không có luân hồi lực lượng, nhưng bọn họ đi theo ở luân hồi chi chủ bên người nhiều năm. Hoặc hơn hoặc thiếu, đối luân hồi đều có một chút độc đáo cách nhìn. Có sáu ma tướng ở bên người làm tham khảo, rất nhanh liền đem cái này cảnh quay vực xây dựng lên, mà còn trở thành ngày sau Thái Lôi Thần Tông tuyển chọn đệ tử trọng yếu trạm kiểm soát. Mà ở bên ngoài, thực tập không gian trong đó cảnh tượng, chính là hóa thành một bức to lớn hình ảnh, đầu đến bên ngoài trong quảng trường, Thái Lôi Thần Tông rất nhiều trưởng lão đang quan sát bọn họ biểu hiện. Tên kia là Thiên Lôi Tử, người tuổi trẻ thực lực không tệ, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, cũng đã chém giết 463 đầu sấm sét tuần thú, tiềm lực vô cùng là không tệ. Nổi danh trưởng lão gật đầu một cái, đối đất này Lôi Tử rất là hài lòng. Vương trưởng lão, lời ấy sai rồi. Một người khác trưởng lão chính là lắc đầu, phủ nhận hắn giải thích. Cái này Thiên Lôi Tử mặc dù chém giết nhiều tuần thú, nhưng tự thân sấm sét đạo tắc cũng không hoàn chỉnh. Tương lai thành tựu có hạn, ta cảm thấy không thể chọn hắn. Hai vị trưởng lão đều nói không đúng, theo ta tới xem, vậy Vương Thành mới là nhất cái tiềm lực người. Ta cảm thấy các ngươi nói không đúng. Rất nhiều trưởng lão tranh luận không nghỉ, chỉ ít chọn lựa ra 3-4 tên thiên tài. Cái này mấy người biểu hiện cũng vô cùng là vượt trội, trong chốc lát không cách nào phân biệt ra được ai yêu ai kém. Được rồi, đừng cãi cọ, hiện tại tài nửa giờ mà thôi. Có thể chống được sau cùng mới là người thắng. Cuối cùng là Huyền lão lên tiếng, tài ngăn cản mọi người tranh luận. Không qua bọn họ cũng không phát hiện chính là,
sấm sét tràng vực bên trong, có một xó xỉnh lặng lẽ phát sanh biến hóa. Cùng lúc đó, Diệp Thần lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc sau đó, liền nhanh chóng giải quyết vây ở chung quanh hắn mấy đầu sấm sét tuần thú. Hắn tại chiến loạn bên trong mở ra hai tròng mắt, tóe ra vô cùng cường đại sáng chói lực lượng. Nếu như nói mới vừa rồi hắn là có bị áp chế trạng thái, như vậy hiện tại, hắn chính là đám này sấm sét tuần thú nắm giữ. Oanh thanh âm ùng ùng nhất thời vang lên, nhưng người nghe ra đầu tê dại, mà ở nơi này phiến phép tắc kềm chế dưới, Diệp Thần như cũ bạo phát ra vô cùng sấm sét lực lượng. Lần này, hắn là chân chính lĩnh ngộ nơi này lôi pháp. Lúc đầu không tháo sấm sét nguyên thủy chân nghĩa, lại là như vậy. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn trên cánh tay, sấm sét càn rỡ quấn quanh, cũng không ngoại phóng, chờ đợi những cái kia sấm sét tuần thú lần nữa nhào lên thời điểm, hắn nhanh chóng đánh, liên tiếp xuyên qua trên trăm đầu tuần thú. Mà chính hắn, chính là xem đi dạo sân vắng, một chút đều không ăn lực. Lại là một đạo sấm nhẹ, phiêu tán như khói, mang đi trên trăm đầu tuần thú tánh mạng, đây là, trong quảng trường, rốt cuộc có người chú ý tới hắn. Các ngươi mau xem nơi đó. Có lanh mắt trưởng lão phát hiện Diệp Thần tình huống, vì vậy vội vàng nói. Trưởng lão đoàn những người khác, cũng là rối rít đem sự chú ý chuyển tới vậy cự phúc hình ảnh xó xỉnh. Ở nơi đó, có một đạo sấm sét ánh sáng phóng lên cao, thẳng tới vân tiêu. Chu vi mấy chục dặm sấm sét huấn thú, đều bị này điện quang chém tới. Cùng lúc đó, bọn họ vậy thấy rõ Diệp Thần tướng mạo, chỉ gặp thần sắc vô cùng rửng rưng, mỗi lần ra tay, bắt đầu từ giữa trưởng vung ra một sợi dây thừng to lôi quang. Không sáng không màu, cực kỳ bình thường, nhưng là làm vậy lôi quang tiến vào sấm sét tuần thú đoàn thể trong đó lúc đó, liền tóe ra vô thượng thần thái. Có thể nói khủng bố tuyệt luân. Những trưởng lão kia thấy Diệp Thần như vậy bút tích, rối rít rất giật mình, lại là có người kêu lên Diệp Thần tu vi rõ ràng thấp như vậy, nhưng là vì sao có thể tóe ra mạnh như vậy sức lực sấm sét lực lượng. Như vậy đạo vận quy luật, thật là có thể cùng thiên địa gian cao cấp nhất lôi tu sánh bằng. Liền Huyền Minh nhị lão, cũng đem sự chú ý đặt ở Diệp Thần trên mình. Thằng nhóc giỏi, xem trong cơ thể hắn lôi lực tu vi, hẳn là tài mới vừa gia nhập lôi tu cảnh giới không bao lâu, nhưng sức lĩnh ngộ nhưng lớn mạnh như vậy. Có thể nói yêu nghiệt à. Huyền lão cũng không khỏi xúc động. Thái Lôi Thần Tông nơi đào tạo ra được sấm sét tuần thú, vô cùng hung mãnh, là do sấm sét mạt vụn nơi chế thành, xen lẫn lực lượng của tinh thần. Nếu là muốn đem chém chết, bằng vào mượn trong cơ thể lôi lực tu vi, có thể là không đủ, chân chính có thể chém chết tuần thú chỗ mấu chốt là lôi niệm. Cũng là một tên lôi tu đối với lôi pháp đạo tắc cảm ngộ. Từ trình độ nào đó mà nói, đối với lôi pháp cảm ngộ, thậm chí so bản thân tu vi thực lực càng trọng yếu hơn. Bởi vì một tên lôi tu cảm ngộ năng lực, cũng chính là tục xưng hạn mức tối đa, quyết định một tên lôi tu tương lai thành tựu. Bọn họ muốn thu nhận đệ tử nòng cốt, chính là tương lai toàn bộ Thái Lôi Thần Tông nhân vật dẫn quân, bây giờ thực lực có thể xu hướng tại nhỏ, nhưng tương lai tiềm lực nhất định phải không thể hạn chế. Cái này cảnh quay vực quy tắc áp chế cũng không nhỏ, sấm sét tuần thú được thiên thời địa lợi, còn có mấy tính ưu thế, sợ rằng sẽ phát động phản công. Có trưởng lão nói như vậy. Người còn lại nói, số lượng không nhất định sẽ gia tăng, nhưng là vậy mấy con lão thú sẽ ra mặt, sợ rằng mấy cái này đứa nhỏ sẽ thành không được khá bị. Ha ha, muốn không phải là cái hiệu quả này sao? Nếu như vậy mấy đầu lão thú cũng không chịu đi ra, đủ để chứng minh những thứ này người thực tập bên trong. Không có đáng chúng xuất thủ tồn tại. Tư đồ trưởng lão nói có lý. Thái thượng trưởng lão đoàn các vị cao tầng, đều là đang lẳng lặng chờ đợi. Vòng thứ nhất tuyển chọn, cơ hồ thì phải đào thải hết phần lớn người dự thi. Cuối cùng chỉ để lại 200 người, tiến vào vòng thứ hai. Tham gia thi đấu thời gian đã qua 4 tiếng, cuối cùng tạm thời thần, mới là cuối cùng thấy rõ thời khắc. To lớn màn ảnh hình ảnh bên cạnh, hiện ra một hàng tên chữ. Cùng với bọn họ đánh chết tuần thú số lượng. Xếp hạng nhất cao vị lôi tu, tên là Thiên Lôi Tử, 4 tiếng đánh chết 1799 đầu. Xếp thứ hai chính là Vương Thành, đánh chết 1624 đầu. Xếp hạng trước 10 người, chênh lệch đều không phải là đặc biệt lớn. Đám người một mực đang chú ý hạng biến hóa, bỗng nhiên lúc này có người kêu lên một tiếng. Các ngươi mau xem, cái tên đó vọt thật là nhanh. Men theo thanh âm,
người vây xem phát hiện một cái tên là Diệp Thí Thiên người, vốn đang xếp hạng đội sổ vị trí, tiếp theo liền xem ngồi lên tên lửa vậy, đi lên nhảy lên, đã chen vào trước 200 hàng ngũ. Hắn ở phía trước 2 tiếng, ước chừng đánh chết 3 đầu tuần thú mà thôi, như vậy hiệu suất tốc độ vậy quá kinh khủng. Trong sân có người đổ hít một hơi khí lạnh, nếu như là giữ như vậy đánh chết tốc độ coi là đi xuống, hơn nữa trước mặt vậy 2 tiếng, Diệp Thần đánh chết số lượng, đủ để đứng vào trước 20. Bên ngoài sân bàn luận sôi nổi, thán phục liền liền, nhưng là bên trong sân Diệp Thần nhưng là tâm vô bằng vụ, hắn trong mắt chỉ còn lại có một phiến mênh mông chiến trường. Ở hắn xử xuất vậy tiếng sấm sau đó, những cái kia sấm sét cự thú tựa hồ đã đem hắn coi là uy hiếp lớn nhất. Hơn ngàn con sấm sét cự thú trong mắt, lóe lên màu xanh nhạt điện quang, đều là nhìn về hắn bên này, to lớn áp lực rời núi lấp biển, mãnh liệt tấn công tới, nhưng không cách nào nhường Diệp Thần đầu gối cong phân nửa. Diệp Thần còn thấy vậy hơn ngàn con sấm sét tuần thú, đều là dừng lại không nhúc nhích, tuy mắt lộ ra hung quang, răng nanh tất hiện, nhưng như cũ tại chỗ chờ đợi, tựa hồ là nhận được loại nào đó mệnh lệnh. Bành! Bành! Diệp Thần nghe được đất rung núi chuyển thanh âm, dương mắt nhìn, phương xa trong hoang dã xuất hiện một đạo đồ vật khổng lồ, đang hướng đi tới bên này. Đó lại là một đầu vạn trượng cao sấm sét tuần thú, sống lưng hiểu rõ thiên địa, bốn chân giống như di động núi trụ. Mỗi đạp một bước, liền nhường thiên địa kinh hãi. Đây là tuần thú trong đó thú vương. Mà ở nó bên người, còn đi theo 3 đầu thể hình hơi nhỏ tuần thú, xem cơ thể hình cùng với bên ngoài, cần phải là chia giới tính. Cái này 3 đầu sấm sét tuần thú, hoặc giả là đầu này thú vương phối ngẫu. Những cái kia thông thường tuần thú, rối rít là thứ tư người nhường đường. Ở nơi này mảnh đất giới, thú vương cùng với mấy lớn thú sau đó. Liền là tuyệt đối nắm giữ. Thí luyện chàng ở giữa ngoài ra những người này, vậy rối rít quay đầu trông lại, nhìn gặp một màn này, thần sắc không khỏi được ngưng trọng. Bây giờ thí luyện chàng bên trong, chỉ còn lại có le que hơn ngàn người, còn lại người dự thi, đều là bị sấm sét tuần thú nuốt mất đánh ra bên ngoài sân, mất đi lên cấp tư cách. Tham gia thi đấu trước Huyền Minh nhị lão thì đã nói qua, sấm sét chàng vực nhìn như là một chàng đi săn chiến. Nhưng trong thực tế nhưng là một chàng sàng lọc giải thi đấu, trong này chỉ có vô tình giết hại và sàng lọc, muốn từ mấy chục ngàn tên lôi tu trong đó, chọn lựa ra mạnh nhất 200 người. Đây là ải thứ nhất ngưỡng cửa. Chỉ là cửa thứ nhất này, thì phải đào thải hết tuyệt đại đa số người, trình độ tàn khốc có thể gặp một ban. Nhưng hiện tại, người dự thi bên trong mạnh nhất mấy người vậy gặp phải phiền toái. Vậy 3 tên thú sấm sét sau đó, ở thú vương chỉ thị dưới. Đều là hướng phương hướng bất đồng chạy đi, bất ngờ là nhắm ngay trên bảng xếp hạng đánh chết số lượng nhiều nhất 3 tên lôi tu thiên tài. Ai nói những người này là vô ý thức, ta xem liền rất thông minh. Hạng thứ 2 Vương Thành hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, liền triệu hoán ra một vòng to lớn sấm sét trường mâu, bao trùm ở trên đỉnh đầu. Đây là hắn bổn mạng kỹ năng, sấm sét hóa khí. Ở hắn thao túng dưới. Có thể đem sấm sét hóa là không cùng hình thái vũ khí, uy lực so với tầm thường, tăng cường ngàn lần trăm lần. Ở hắn thao túng dưới, đi đâu cũng có lợi, chém giết rất nhiều hơn kẻ địch cường đại. Một đầu thú sấm sét sau chọn chúng hắn, vậy nhất định là phân biệt ra Vương Thành cái này cùng uy lực của chiêu thức. Ngoài ra 2 đầu thú sấm sét sau đó, chính là phân biệt nhắm ngay thiên lôi tử cùng với ngoài ra một tên nữ lôi tu. Cái này 3 người có thể nói là trừ Diệp Thần ra người mạnh nhất. Trong sân thế cục kịch liệt biến hóa, 3 cái hạng cao nhất lôi tu thiên tài, bị man thú vây khốn, không cách nào thoát thân. Mà tình huống của những người khác, cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì cái này mấy đầu mọi người xuất hiện sau đó, thì có càng mạnh mẽ bao nhiêu sấm sét tuần thú xông ra, bọn chúng cấp bậc sen vào thú vương cùng phổ thông tuần thú tới giữa, 10 phần tàn bạo thí sát, hung mãnh dị thường. Hơn ngàn người số lượng rất nhanh giảm thiểu, chỉ còn lại có 700-800. Mỗi một chỗ chiến trường, đều là tàn khốc. Nhưng làm người khác chú ý nhất địa phương, vẫn là cái đó vô danh xó xỉnh. Những địa phương khác bộc phát cực kỳ chiến đấu kịch liệt, nhưng chỗ này xó xỉnh nhưng lại yên tĩnh không tiếng động, tựa như lâm vào loại nào đó quỷ dị trạng thái. Lôi đình thú vương từ đến sau đó, liền không có đi lại, một đôi điện mâu mắt thật to trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Dường như muốn đem nhìn thấu. Mà chung quanh sấm sét tuần thú chính là từ từ lui về phía sau, làm lớn ra vòng vây, như cũ chưa từng rời đi.
Diệp Thần từ thú vương trong mắt trong đó cảm nhận được liền chiến ý mãnh liệt, nhất thời có chút im lặng. Mình bề ngoài thực lực, ở nơi này mấy chục người trong đó chính là tồn tại lót đáy, cái này thú vương không đi đối phó cường đại hơn người, nhưng hết lần này tới lần khác theo dõi hắn. Phỏng đoán cái tên này là phát giác mình trong cơ thể sấm sét động thiên, cho nên mới sẽ đem mình coi là địch nhân lớn nhất. Đàn xanh vu sấm sét bên trong mãnh thú, luôn có thể nhận ra được đỏ không giống tầm thường. Dù là Diệp Thần che giấu được khá hơn nữa. Làm hắn thấy lôi đình thú vương thân thể động tác lúc đó, ánh mắt bất kinh rét một cái. Tên kia lại có thể đang chậm rãi ngồi xổm xuống, chung quanh lôi lực vậy dần dần rối loạn. Nó muốn phát động tấn công. Diệp Thần chắc chắn liền cái ý nghĩ này, hắn lòng bàn tay trong đó, nhất thời xông ra lôi quang, cực nhanh hội tụ, ngưng tụ thành một tấm nông cạn tấm thuẫn. Đúng như dự đoán, vậy lôi đình thú vương chính là ở xúc lực. Nó trong mắt đột nhiên đổi được vô cùng hừng hực, ngưng tụ giữa trời đất nhất là cuồn cuộn sấm sét lực lượng, đợi hắn há miệng lúc đó, laser bắn ra bốn phía, một đạo lôi tức phun ra, xé trước mặt vô tận hư không, chạy thẳng tới Diệp Thần đi. Mặt đối với chỗ này mạnh nhất lôi đình thú vương, Diệp Thần vậy không dám thở ơ, hai cánh tay phát lực, liền đẩy ra trường tâm lôi, đồng thời hắn thân hình cấp tốc lui về phía sau. Lôi đình thú vương nơi phun ra lôi tức, long trời lở đất, cơ hồ phải đem nơi này chiếm đoạt. Mà Diệp Thần trường tâm lôi thì lộ vẻ rất không bắt mắt, giống như hai cái di động điện xà, tựa như một khắc sau cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy. Nhưng hai người va chạm, nhưng sinh ra kịch liệt chập chờn. Lôi quang lóng lánh, điện mang bắn ra bốn phía. Hai cái điện xà, lúc này mới hiển lộ ra dữ tợn diện mạo. Chúng dương ra to lớn lôi miệng, đem thú vương lôi tức nuốt mất, hai người đều là ở một phiến huyên náo bên trong, hóa là cho tàn. Thú vương cuồng nộ, thẳng phi thăng lên, giống như là một tôn khổng lồ núi cao, lướt qua tàn phá bừa bãi chiến trường, trong mắt có sấm sét ngưng tụ, hóa thành hai đạo sấm sét, ầm ầm đập về phía Diệp Thần. Có thể Diệp Thần lúc này đã triệu hoán ra cường đại lôi đình pháp tắc, vây kín mít người, cây sợi tóc cũng ở đây sấm sét vờn quanh dưới giơ lên. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngay sau đó cả người phóng lên cao, giống như đạn đại bác bắn, mang theo một hồi cuồng mãnh không gian khí lưu. Cường đại lôi đình pháp tắc, im hơi lặng tiếng, nhưng lại áp chế thiên địa. Cái gọi là con người điện lôi, ở trước mặt hắn đều là vô căn cứ. Ngoại nhân không cách nào nhìn thấy xó xỉnh, cửu lôi động thiên ầm ầm mở, giống như tinh tế nổ, vô số lôi tương lăn lộn sôi trào, là Diệp Thần chuyển vận trước đó chưa từng có lực lượng cuồng bạo. Hôm nay liền lấy ngươi thử một chút ta thành quả tu luyện. Diệp Thần trong mắt đã vứt đi thiên địa, vắt ngang ở trước mặt hắn, phảng phất là một viên rất xa sấm sét cổ tinh. Đó là ý thức biến thành, thần niệm đạt tới. Sấm sét vạn pháp, hồng mông sở ích. Hắn gặp được chân chính sấm sét cổ tinh, đó là tất cả lôi tu phát nguyên chi địa, cũng là thiên địa sơ khai, hồng mông thủy nguyên sấm sét tổ tinh. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ý niệm thoáng qua, nhưng đủ để nhường Diệp Thần ý niệm đổi được cường đại hơn. Hắn lại là lộ ra hai tay, thoát khỏi sấm sét bọc. Trực tiếp nắm vậy thú vương điện đồng ánh sáng. Một màn này, nhường xem cuộc chiến trưởng lão đoàn thành viên đều sợ ngây người, rối rít đứng dậy, đầy mắt không dám tin. Liền Huyền Minh nhị lão đều không cách nào đè xuống trong lòng rung động, hai mắt nhìn nhau một cái, chố mắt nhìn nhau. Mà ở đó chiến trường ngoài ra phương hướng, ba tên thiên kiêu thi triển toàn lực giải quyết trước mặt thú sấm sét sau đó, trong chốc lát hăm hở, đầu ngọn gió không hai. Nhưng là khi bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc đó, nhưng phát hiện Diệp Thần lại bằng vào thân xác cùng lôi đình thú vương đối kháng. Tên này là điên rồi sao? Vương Thành sửng sốt một chút. Hoàn toàn không thể nào tin nổi. Đây chính là lôi đình thú vương à. Trên mình ngưng tụ vô tận sấm sét quy tắc, lại có cái nào lôi tu dám chính diện đối kháng. Coi như phải thắng, cũng là bằng vào tuyệt diệu lôi pháp thủ đoạn. Thiên lôi tử cùng tên kia nữ lôi tu, cũng là dừng bước dừng chân, hướng nơi này, ngắm nhìn tới. Rung động trong lòng bọn họ, một chút đều không so vương thành thiếu. Mà ở vào chiến trường nhất trung tâm lôi đình thú vương. Tựa hồ là không nghĩ tới, ngàn vạn năm tới, lại có người dám cùng mình tay không đối kháng. Ngay sau đó, nó đổi được tức giận dị thường. Sấm sét chi địa, thú vương vi tôn, nó tuyệt không cho phép có người tu luyện khiêu khích hắn tôn nghiêm. Lôi đình thú vương trong mắt điện quang, đổi được càng sáng chói,
dường như muốn đem cái này phiến hư không xuyên thủng. Mà Diệp Thần hai tay, nắm vậy hai đạo điện quang, lúc này đã phơi bày ra nám đen vẻ. Cho dù là lấy hắn lôi thể, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở điện quang xâm nhập. Dẫu sao ở nơi này sấm sét tràng vực trong đó, chỉ có thể sử dụng lôi tu lực lượng, trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch thật giống như ngủ say vậy, căn bản không cách nào thức tỉnh. Vì vậy, hắn muốn chiến thắng, cũng chỉ có thể mượn sấm sét oai. Bất quá một khắc sau, lôi đình thú vương lại phun ra một đạo cường đại lôi tức, thông thiên lôi trụ hết sức nổ ầm, giống như thời đại hồng hoang thái cổ hung thú, bá đạo hung tàn, không được chiếm đoạt chuyện, tuyệt không bỏ qua. Diệp Thần đồng thời chặn lại điện quang cùng lôi tức, thân hình đang từng bước lui về phía sau, mà hắn lôi thân thể bị tổn thương vậy càng ngày càng lớn, toàn thân cao thấp xuất hiện hơn vết thương vết rách. Thấy màn này, không ít người trên mặt, rối rít lộ ra thất vọng thần sắc. Ta nguyên bản còn lấy là hắn có nắm chắc chiến thắng thú vương, không nghĩ tới bất quá là xính thất phu dũng thôi. Lôi đình thú vương bản thân liền là cường đại nhất lôi pháp tắc. Người này muốn bằng vào thân xác đem đánh bại, biết bao ngu xuẩn. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ người thực tập có thể đơn thuần bằng vào mình lôi tu thân xác chiến thắng thú vương, cho dù là 20.000 năm trước cao nhất lôi đế, bọn họ lần đầu rời nhà tranh lúc đó, thiên phú như vậy đáng sợ cũng không có thể làm được. Bên ngoài sân trưởng lão người xem, cùng với bị sàng lọc người dự thi nghị luận không ngừng, mà ở sấm sét tràng vực trong đó, thiên lôi tử ba người cũng là lắc đầu không dứt. Hôm nay cách sau cùng thực tập kết thúc chỉ còn lại có gần nửa nén nhang thời gian, bọn họ đã xác định lên cấp danh ngạch, trước ba tên lại là xa xa dẫn đầu, không ai bằng. Diệp Thần chính là xếp hàng 200 tên ra ngoài, hôm nay lỗ mãng đối kháng lôi đỉnh thú vương, nhìn qua sắp xa sút, đã không có lên cấp hy vọng. Cái loại này mãng phu, còn chưa xứng nhường người ta ba người chú ý. Thiên lôi tử khinh thường cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi, chờ đợi sau cùng thời gian kết thúc. Tên kia nữ lôi tu trong mắt làn thu thủy lưu chuyển, nàng xem Diệp Thần, cuối cùng đi theo thiên lôi tử bước chân, thả trò chuyện với nhau thật vui. Xếp hạng thứ ba Vương Thành, nâng lên trong tay hắn vậy cầm sấm sét dìu lớn, lắc đầu một cái, giống vậy xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Vương Thành bỗng nhiên dừng bước, lại đem thân thể cho di chuyển trở về, trong mắt dần dần hiện ra kinh ngạc thần sắc. Các ngươi mau xem. Vương Thành không nhịn được kêu lên. Thiên lôi tử cùng nữ lôi tu xoay đầu lại. Thiên lôi tử hơi có vẻ không vui, người này sao được như thế chăng thành thục, kinh hãi quái vật nhỏ. Quấy dậy mình cùng nữ lôi tu trò chuyện. Chỉ bất quá khi bọn hắn quay đầu lại, thấy xa xa một màn kia lúc đó, con ngươi không khỏi làm co rúm một cái. Bởi vì vậy phương xa chiến trường trong đó, Diệp Thần quanh thân dần dần xuất hiện một tôn khổng lồ dị tượng. Vậy một tôn dị tượng, sắp hóa thành thật thể hình thái, chiếm cứ ở Diệp Thần sau lưng, người tài to lớn, cao lớn hùng tráng, một đầu màu xanh đen mái tóc dài phóng lên cao. Một tay cầm có sấm sét lưỡi dao sắc bén, mà một tay kia, cầm một cái có thể thông thiên địa đại đao. Cái này tôn dị tượng ước chừng xuất hiện 10 tức thời gian, làm Diệp Thần cả thân lôi lực đạt tới đỉnh cấp. Sau đó liền biến mất không gặp, tựa như chưa từng đã tới. Nhưng không gian ra, Huyền Minh nhị lão khiếp sợ đứng dậy. Thái thượng trưởng lão đoàn người vậy chưa bao giờ thấy qua từ trước đến giờ bình tĩnh nhị lão, lại như này thất thố. Huyền lão chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần chỗ ở phương vị, hô hấp đổi được dồn dập. Hắn cùng Minh nữ hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là phát hiện chỗ dị thường. Huyền lão đại nhân, Minh nữ đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Có người không khỏi hỏi. Huyền lão ánh mắt sau khi hết khiếp sợ, tức là vô cùng thâm thúy. Hồi lâu, hắn tài yếu ớt mở miệng, hắn nơi gọi tới dị tượng, chính là hỗn độn lôi đế. Truyền thuyết trên thế giới vị thứ nhất lôi tu, cũng là chư thiên vạn giới một vị duy nhất, lời đồn đãi mở ra cửu lôi động thiên đế hoàng. Còn như đây có phải hay không chân thực, đã không trọng yếu. Huyền lão lời này vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi làm lộ vẻ xúc động. Bọn họ đều không phải là người ngu, tự nhiên rõ ràng lời này ý vị như thế nào. Ý nghĩa cái này mới vừa vào lôi tu không lâu Diệp Thí Thiên, lại có cùng hỗn độn lôi đế sánh ngang tư chất. Hoặc là nói, hắn thu được hỗn độn lôi đế đồng ý. Lôi vực, chiến trường. Còn dư lại mấy chục tên những người dự thi cũng không biết phát sinh cái gì, thần sắc có chút mờ mịt.
Bọn họ chỉ thấy được Diệp Thần khí thế đột nhiên leo lên, đạt tới chưa từng có ai đỉnh cấp. Vô luận là điện quang vẫn là lôi tức, cũng hơi ngừng. Lôi đình thú vương trợn to mắt thật to, trong lòng lần đầu sinh ra chút hốt hoảng. Không đúng, nó nhưng mà sấm sét nắm giữ, cái này mảnh không gian xứng đáng không thẹn vương giả, không thể bị một tên tiểu bối cho hù dọa ở. Ngay tại nó ngưng tụ lực lượng toàn thân, dự định thi triển nổ tung sét đánh thời điểm, Diệp Thần giống như là một đầu không cách nào ngăn trở dã thú, chọc thủng điện quang cùng lôi tức trở ngại. Tay hắn thành lôi đao, chặt đứt hết thảy trước mặt bụi gai. Giống như côn bằng dương cánh, thẳng vào vân tiêu, ngay tức thì liền vượt qua chục nghìn mét cao. Làm hắn rơi xuống lúc đó, dậm ở lôi đình thú vương trên đỉnh đầu, thuận thế đem một món sấm sét thần quang cắm vào đầu lâu. Mà chính là cái này một món nho nhỏ sấm sét, nhưng nhường lôi đình thú vương kịch liệt giãy giụa, phát ra tiếng gào thống khổ, ở trong mây mù không ngừng vùng vẫy. Mọi người ở đây đều bị chấn động sợ nói không ra lời, rối rít thoát đi, sợ bị lôi đình thú vương tóe ra khủng bố dư âm làm bị thương. Như vậy tới một cái, bọn họ trước tất cả cố gắng cũng trôi theo dòng nước. Mà Diệp Thần thân thể vậy lướt nhẹ văng ra, rơi vào ngoài vạn dặm, đứng chắp tay, bồng bềnh ở trong hư không, ánh mắt vô cùng là thần bí thâm thúy. Cũng không ai biết, ở giây phút sau cùng, hỗn độn lôi đế cho hắn mượn một chút lực lượng, hoàn toàn phá nơi này lôi đình pháp tắc, đem tất cả lôi lực ngưng ở một nơi. Hắn vậy do đột phá này liền vậy một tầng phong tỏa, đem lôi lực đâm vào lôi đình thú vương trong cơ thể, tiêu diệt tất cả sinh cơ. Cùng lúc đó, hắn sau lưng xuất hiện hỗn độn lôi đế hư ảnh, nhưng người lầm lấy là hắn đón nhận loại nào đó truyền thừa, hay hoặc là tỉnh lại trí cao vô thượng hỗn độn lôi đế. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ sấm sét không gian, lôi đình thú vương vậy tuyên cáo tử vong. Hắn khổng lồ kia vô biên thân thể, hóa là khối khối thịt vụn, như băng bạc như vậy rơi xuống, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi nồng nặc. Ba tiếng thực tập thời gian, vậy vào thời khắc này kết thúc. Mà người bên ngoài chính là phát hiện, ở kết thúc một khắc cuối cùng, Diệp Thần tên chữ từ 200 tên chạy đến thứ nhất, hơn nữa dẫn đầu hạng nhì rất nhiều. Một đầu lôi đình thú vương, đủ để nhường người đánh một trận phong thần. Trước mặt bọn họ không gian, xuất hiện một đạo hư ảo kẽ hở, từ từ mở ra, đem tất cả người truyền đưa ra. Khi bọn hắn trở lại Thái Lôi Thần Tông quảng trường bên trong lúc đó, có dũng khí giống như cách một đời cảm giác. Lúc đầu bọn họ trải qua hết thảy các thứ này, đều là thật. Trưởng lão đoàn thành viên, rối rít xuống, cơ hồ trên mặt của mỗi người cũng treo một nụ cười. Chúc mừng các ngươi, thu được vòng kế tiếp dự thi tư cách. Vẫn là tên kia già vẫn tráng kiện trưởng lão lên tiếng nói, chỉ bất qua hắn ánh mắt, luôn là vô tình hay cố ý gian nhìn về phía Diệp Thần bên kia. Không qua bọn họ lại không có phá lệ thăm hỏi sức khỏe Diệp Thần, mà là tuyên bố nghỉ ngơi nửa giờ sau đó, tiếp tục vòng thứ hai thực tập. 20 tên người dự thi, chỉ có nửa canh giờ thời gian điều dưỡng sống, khôi phục tới trạng thái tột cùng. Bọn họ nghe vậy vậy không do dự nữa, lập tức tìm một nơi, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trong cơ thể sấm sét lực lượng. Thật may cái này Thái Lôi Thần Tông bên trong lôi lực 10 phần sung túc, đủ đem bọn họ tốc độ tu luyện nâng cao 100 lần. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thần cũng là tìm được một nơi động phủ, tiến vào trong đó. Thời gian đầu tiên liền dùng lôi lực ngăn cách ngoại giới hết thảy cảm giác, tự thành độc lập không gian, mà lúc này, hỗn độn lôi đế bóng người chậm rãi bay ra. Diệp Thần thấy vậy, lập tức mở miệng nói cảm ơn tiền bối mới vừa ra tay tương trợ, nếu không ta tình cảnh coi như nguy hiểm. Ta cũng không ngờ tới, vậy lôi đình thú vương thời khắc tối hậu phản kích lại có thể sắc bén như thế, khá tốt hữu kinh vô hiểm. Hỗn độn lôi đế nghe vậy, cười một tiếng, nói. Coi như không có ta trợ giúp, ngươi cũng có thể chiến thắng vậy thú sấm, ngươi thiên phú không thua chi ta, như có thể kiên trì, đạo này tương lai tất thành đại khí, yên tâm, ta cũng sẽ đem hết toàn lực phụ tá ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, hỗn độn lôi đế đã hoàn toàn phát giác Diệp Thần thiên phú kinh khủng, so với hắn tới hăng quá hóa dở. Mà hắn trong lòng phần kia đào tạo hậu nhân ý tưởng, càng ngày càng mãnh liệt. Thân là một đời lôi đế, hắn tuyệt không có thể để cho mình truyền thừa rơi vào khoảng không. Hỗn độn lôi đế đưa tay một chiêu, luân hồi mộ địa trong đó, liền có một đạo ánh sáng màu vàng bay ra, rơi vào trong tay hắn. Đó là một bản tuyến chứa già nua cổ tịch, nhìn một cái, tựa như nhường người đưa thân vào vạn cổ năm tháng trước kia,
khi đó đang đứng ở hỗn độn sơ khai niên đại, hết thảy cũng ở vào mông lung trạng thái. Hắn tản ra hơi thở mười phần hùng vĩ. Cái này một bản màu vàng kim tuyến trang cổ tịch tên là Vạn Pháp Sấm Sét, và hỗn độn lôi đế cùng đản xanh vu hồng mông sơ khai, thiên địa tạo thành lúc. Vạn Pháp Sấm Sét, có thể nói là tất cả lôi pháp tu luyện cơ sở. Thánh nhân từng có nói, bất kỳ võ đạo đều là vạn biến không rời kỳ tông, nếu có truyền thừa, vậy nhất định thì có ngọn nguồn. Cái này bản Vạn Pháp Sấm Sét, từ trình độ nào đó mà nói, chính là vô số lôi tu vũ pháp căn nguyên. Hỗn độn lôi đế đem truyền thụ cho Diệp Thần, mà Diệp Thần biết được quyển cổ tịch này thân phận sau đó, thân lòng cũng không khỏi được chấn động một cái, lập tức đang ngồi ngay thẳng, thần sắc trang nghiêm. Ngươi chỉ cần tiếp nhận truyền thừa là được, đợi ngươi hoàn thành pháp này tu luyện, liền sẽ rõ ràng hết thảy, không cần ta nói thêm nữa. Hỗn độn lôi đế chậm rãi nói, tiếp theo vậy bản cổ tịch tự động bay lên, chói mắt ánh sáng màu vàng hóa thành một đoàn hỏa lưu tinh, thẳng vào Diệp Thần đỉnh đầu. Hắn đóng chặt hai tròng mắt, mặc cho đoàn kim quang kia từ mình đầu óc tiến vào, lần đạt tới toàn thân. Tiếp theo mà đến, chính là dâng trào mãnh liệt lôi đình lực, đi đôi với vô thượng công pháp truyền thừa, dung hợp Diệp Thần ý thức trong đó. Chỉ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Thần tài mở ra hai tròng mắt, hắn đã đem lôi đình này vạn pháp đổi vì mình lôi tu căn nguyên. Trong ý thức mặt qua một tháng, nhưng thực tế thời gian nhưng chưa tới một khắc đồng hồ. Đây là hỗn độn lôi đế tận lực khống chế kết quả. Thái lôi thần tông bên trong, đều là sấm sét lực lượng, hỗn độn lôi đế có thể tùy ý điều động, coi như lúc này xuyên phá hư không, ngược dòng thời gian vậy không nói ở đây. Lúc đầu phương pháp này như vậy huyền diệu, không hổ là đản xanh vu hỗn độn bên trong vô thượng pháp môn. Diệp Thần tỉ mỉ cảm thụ đầu óc bên trong truyền tới từng cơn quy luật, trong mắt kim quang đại thịnh. Hắn con người bên trong, hiện ra muôn vàn dị tượng. Vô số sấm sét đại thế giới biến ảo vô cùng, cực độ mênh mông. Lại là có hơn trăm triệu lôi tu, quỳ bái, đưa lên mình tín ngưỡng lực, lấy cung cấp hỗn độn lôi đế tu luyện. Tuy nói bây giờ hỗn độn lôi đế đã xuống dốc, thế nhưng tín ngưỡng lực vẫn là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ, dung vào Diệp Thần người, nhưng hắn giống như vạn giới chủ như vậy, huy hoàng sáng chói, hết sức chói mắt. Bất quá người ngoài nhưng không cách nào thấy cái này cùng kinh người dị tượng. Hỗn độn lôi đế đã đem nơi này phong tỏa, từ bên ngoài nhìn qua, cùng tầm thường lôi tu động phủ không khác. Diệp Thần lúc đi ra, vừa vặn nửa canh giờ trôi qua, ngoài ra 199 tên lôi tu, vậy rối rít rậm chân ra. Trừ cá biệt bị thương đạt tới nghiêm trọng tu sĩ ra, những người khác đều đã khôi phục trạng thái tột cùng. Thiên lôi thần phong thánh địa tu luyện cũng không phải là thổi. Quả nhiên có vô cùng ảo diệu. Vì cẩn thận để gặp. Người còn cần tiếp tục ẩn núp trong cơ thể sấm sét đạo pháp, đem dị thú trong không gian nơi lĩnh ngộ được quy luật hiển hiện ra là được, chớ khinh thường. Hỗn độn lôi đế nhắc nhở. Dẫu sao Diệp Thần trong cơ thể ẩn giấu cửu lôi động thiên quá mức đáng sợ, nếu như bị người phát hiện, không chỉ có sẽ không bị tôn là thiên tài, ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi. Thái lôi thần tông đúng là cần một vị người dẫn đường, nhưng không hy vọng vị kia người dẫn đường siêu thoát thái lôi thần tông nắm trong tay. Mà Diệp Thần vừa vặn có thực lực đó, đợi đem cửu lôi động thiên thúc dục phát đến mức tận cùng lúc đó, là được thống ngự toàn bộ lôi tu thế giới. Như vậy lực lượng, không phải Thái Lôi Thần Tông mong muốn. Diệp Thần vậy rõ ràng hỗn độn lôi đế trong lời nói hàm nghĩa, nhất thời ánh mắt hơi chăm chú. Hỗn độn lôi đế mở miệng nói, trừ mấy lão già này ra, ta còn có thể cảm nhận được lén lút ngoài ra mấy đạo hơi thở, giống vậy vô cùng là mạnh mẽ, chắc là âm thầm theo dõi các ngươi. Cho nên hết thảy lấy chú ý thì tốt hơn, đem người viên thuốc này ăn vào, có thể che giấu hơi thở, liền liền vậy huyền minh hai cái quái vật đều không cách nào phát hiện. Hỗn độn lôi đế lấy ra một viên thiên lôi thần đan, nhưng Diệp Thần ăn vào, che giấu trong cơ thể mạnh đại pháp tắc hơi thở. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, thúc giục luân hồi huyết mạch, lần đạt tới toàn thân, dung hợp viên thuốc đó lực lượng sau đó, liền che giấu trong cơ thể chỗ sâu lôi đỉnh pháp tắc. Tiếp theo hắn liền bước về phía trước, đi tới ải thứ hai khảo nghiệm sân. Cùng nhau đi tới, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt, đều là đổi được có chút không cùng. Diệp Thần đối với lần này thấy có lạ hay không, hắn từ phế vật nghịch tập đến nay, kiến thức qua người quá nhiều tình lạnh ấm. Cái thế giới này người mạnh là vua, quả đấm của người nào cứng rắn, người đó chính là đạo lý. Ngược lại nói,
Đạo lý cũng bất quá là một giả tưởng mà thôi, quả đấm của người nào cứng rắn, nó liền đứng ở người nào vậy bên. Diệp Thần đã sớm luyện liền một bộ sủng nhục bất kinh tâm tính, đi theo những người khác cùng nhau tiến vào một tòa cao vút trong mây dãy núi. Dãy núi này được gọi là Lôi Pháp Đạo Tràng. Cái gọi là Lôi Pháp Đạo Tràng, bất quá chỉ là đào rỗng một ngọn núi, bên trong làm thành hình tròn, mà ở ngọn núi này bên trong, chính là hình thành to lớn luyện võ trường to nhất. Từ bên trong hướng nhìn ra ngoài, cả ngọn núi đỉnh cao đến 100 mét. Trên đó có lôi quang vần quanh, ngược lại là đem luyện võ trường to nhất chiếu sáng được 10 phần sáng ngời. Hai người trưởng lão canh giữ ở cửa, lần này, bọn họ chính là muốn điều tra 200 tên lôi tu tin tức cụ thể, thậm chí bao gồm tu luyện qua đi. Diệp Thần nghe vậy nhíu mày một cái, hắn có thể không có cách nào chứng minh lai lịch của mình. Chẳng lẽ muốn nói mình là ở đến Thiên Lôi Thần Phong lúc đó, mới được là lôi tu sao? Sợ rằng nói ra cũng không có ai tin đi. Hoan nghênh đi tới Sấm Sét Đạo Tràng, xin buông ra trí nhớ bộ phận thần hồn, nhưng chúng ta kiểm tra một tí. Vậy hai người trưởng lão tự nhiên gặp được Diệp Thần chém chết lôi đình thú vương một màn kia, biết được hắn thiên phú khủng bố, tương lai có lẽ sẽ trở thành vị đại nhân vật, vì vậy giọng nói chuyện vậy vô cùng cung kính. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn lấy là phải đi qua như thế nào kiểm tra đâu, nguyên lai là hội qua lại trí nhớ mà thôi. Đối cho người khác mà nói, tạo giả trí nhớ có lẽ 10 phần khó khăn, nhưng đối với luân hồi chi chủ mà nói, thật là dễ như trở bàn tay. Dẫu sao luân hồi nhưng mà nắm trong tay sống chết tuần hoàn, 6 đạo bàn cờ, luyện tới đỉnh cấp lúc đó, có thể thay đổi toàn bộ chư thiên vạn giới quy tắc vận hành, thậm chí làm chết đi vạn năm người lần nữa sống lại. Đổi một cái trí nhớ mà thôi, không có gì lớn không được, thậm chí còn có thể biên tạo. Diệp Thần tâm niệm khẽ động, liền vì mình biên tạo một bộ trí nhớ quy trình, do kiếm tu chuyển là lôi tu, từ đây bước lên đời người đỉnh cấp. Vậy hai người trưởng lão bắt đầu dò xét, biết được Diệp Thần trải qua, còn có tuổi tác sau đó, nhất thời rất giật mình. Ngươi lại vẫn chưa đủ 100 tuổi. Bọn họ kinh ngạc rung động, chưa đủ 100 tuổi thiên tài lôi tu, có thể nói là khó khăn được vừa gặp. Mà chính là trẻ tuổi như vậy người, chém giết lôi đình thú vương. Mắt thường có thể thấy được thiên phú, thật là không thể phai mờ. Diệp Thần dửng dưng gật đầu một cái, hắn quả thật chưa đủ 100 tuổi, thậm chí ở biên trí nhớ trong đó, còn nghĩ mình tuổi tác kéo đến gần 100. Lại không nghĩ rằng, còn có người nói mình quá trẻ tuổi. Hắn tuy chưa đủ 100 tuổi, nhưng lại ở vô số chiến trường bên trong qua lại chém giết, rèn luyện sống chết, tâm lý tuổi tác thậm chí so với một ít thiên tuế cường giả tới, còn muốn cường đại hơn. Tiếp nhận hoàn kiểm tra sau đó, Diệp Thần chính thức bước vào Lôi Pháp Đạo Tràng. Hắn còn không biết thực tập nội dung rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mà nhưng vào lúc này, hắn nghe được một hồi tiếng xé gió truyền tới, sấm sét mãnh liệt, thô bạo nổ tung. Dõi mắt nhìn lại, lại là tên kia nữ lôi tu cùng Thái Lôi Thần Tông đệ tử nổi lên tranh chấp. Nữ lôi tu không biết từ nguyên nhân gì, một cái lôi cầu đập ra, đem tên kia nụ cười khinh thiêu Thái Lôi Thần Tông đệ tử cho đánh trọng thương. Mà chuyến đi này là vậy chọc giận còn dư lại mấy tên Thái Lôi Thần Tông đệ tử, bọn họ rối rít phi thân lên, vây trận liền nữ lôi tu đường đi. To gan, lại dám ở Thái Lôi Thần Tông công khai tổn thương người, người thì không muốn tham gia thực tập sao? Một tên đầu đội quan ngọc, người mặc áo bào tím người tuổi trẻ nhất thời gầm thét, hắn nhưng mà cái này Thái Lôi Thần Tông đệ tử nội môn, tu vi mạnh mẽ, địa vị cực kỳ tôn sùng. Hắn coi trọng tên này nữ lôi tu, như muốn nạp làm thiếp phòng, cũng không ngờ bị đối phương nghiêm nghị cự tuyệt. Thủ hạ mình một tên tiểu đệ rất tức giận, liền muốn đối nữ lôi tu dùng sức mạnh, nhưng không ngờ tới bị nữ lôi tu cho đánh cho trọng thương. Hắn thân vì đại ca, lại làm sao có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Đem vung tay lên, liền dẫn mấy tên tiểu đệ vây quanh vây lại nữ lôi tu. Nữ lôi tu tên là Ứng Hồng Nhan, đến từ bên ngoài lôi tu thế gia, lần này tiến vào Thiên Lôi Thần Phong, chính là muốn trở thành Thái Lôi Thần Tông đặc biệt gọi một trong đệ tử. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, mình lại trở thành nội môn đệ tử mục tiêu săn thú. Tại nàng mà nói, đây cũng không phải là chuyện tốt, còn chưa nhập tông môn, cũng đã đắc tội quyền cao chức trọng đệ tử nội môn. Bắt nàng lại, đưa vào động phủ, khoảng cách trận thứ hai thực tập còn chưa bắt đầu, bổn công tử liền nhường ngươi nếm thử một chút thất thân mùi vị. Chân hình vụ ánh mắt vô cùng phong phú xâm lược tính,
ở nữ lôi tu lồi lõm thích thú vóc người trên quét tới quét lui. Hắn thèm thuồng tại tên này nữ lôi tu, có thể không chỉ là bởi vì nàng tướng mạo, vóc người, còn có nàng trong cơ thể đặc thù sấm sét lực lượng. Hắn ở nữ lôi tu chém chết tên kia thú sấm sét lúc đó, liền phát hiện một điểm này. Vì vậy tài động tâm chúng tà niệm. Hắn tuy địa vị là đệ tử nội môn, nhưng lại bị mắc một loại hiếm thấy tật bệnh, chỉ có trí âm lôi đình lực mới có thể trị tốt hắn bệnh. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đụng phải một tên có trí âm lôi đình lực cô gái, dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, nhiều năm qua dưỡng thành ngang ngược thói quen, nhưng hắn lập tức liền muốn ra tay, đem nữ lôi tu làm của riêng. Chung quanh mười mấy tên tông môn đệ tử, rõ ràng đều là người dưới tay hắn, đám người này làm ác lúc đó, hiện trường không một người dám lên tiếng. Tên là ứng hồng nhan nữ lôi tu, chính là thần sắc nóng này. Nàng ánh mắt nhìn về thiên lôi tử, mang theo khẩn cầu thần sắc, nhưng một đường cũng cùng ứng hồng nhan chuyện trò vui vẻ thiên lôi tử, lúc này lại quay đầu sang chỗ khác, làm bộ như xem không thấy. Hắn có thể không muốn chọc trên tầng này phiền toái. Chân hình vũ lai lịch cực lớn, hắn rất rõ ràng. Ứng hồng nhan nhất thời thất vọng, mắt đẹp ảm đạm, nàng nhưng mà mười phần ngưỡng mộ thiên lôi tử, thậm chí đã chân thành tại hắn, lại không nghĩ rằng cùng tới, nhưng là như vậy lãnh khốc đáp lại. Tiếp theo nàng ánh mắt lại một đảo qua những cái kia lôi tu, hy vọng có người có thể ra tay giúp nàng, nhưng những người đó đều là lạnh nhạt nhìn. Chuyện không liên quan mình, treo thật cao. Có thái thượng đoàn trưởng lão, gặp được một màn này, đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Dù sao thi đấu còn chưa có bắt đầu, cứ mặc cho do chân hình vũ làm ầm ĩ đi đi. Ai kêu ra ra hắn là thái lôi thần tông bên trong đứng sau huyền minh nhị lão tồn tại. Mạnh như vậy dày bối cảnh, trở thành chân hình vũ ở thái lôi thần tông bên trong hoành hành bá đạo vốn. Dưới tay hắn một tên lôi tu lạnh giọng nói, đừng vùng vẫy. Đầu dựa vào chân công tử trăm lợi mà không một hại. Người trả lại cho mình tìm một lớn như vậy chỗ dựa vững chắc. Đúng, cho ngươi cơ hội là vinh hạnh của ngươi, không muốn không biết phải trái. Ứng hồng nhan sắc mặt càng phát ra trắng bệch, nàng nắm chặt hai tay, nội tâm tràn đầy không cam lòng. Nàng còn có trở thành mạnh mẽ lôi tu lý tưởng, sao cam tâm khuất phục dưới người. Cái này chân hình vũ bối cảnh tuy mạnh lớn, nhưng hắn tự mình nhưng là cái chính cống hỗn tử. Cho loại người này làm thiếp. Vậy nàng tình nguyện đi chết. Đang nàng lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên lúc này liếc về gặp có một đạo ánh mắt, đang hướng mình bên này nhìn tới. Đó là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía bên này, hơi có vẻ suy tư. Ứng hồng nhan nhất thời trong lòng rét một cái, đầu óc nhanh chóng chuyển động lực. Diệp Thần ở sấm sét tràng vực ở giữa biểu hiện, nhưng mà quá rõ ràng, thật là cường đại đến ngoại hạng bước. Chỉ bàn về thiên phú, Diệp Thần tuyệt đối là bọn họ trong nhóm người này người mạnh nhất. Thấp như vậy hơi thực lực, là có thể sử dụng như vậy bá đạo sấm sét lực lượng, nếu như cùng hắn lớn lên, vậy còn có. Trong chớp mắt, ứng hồng nhan làm ra lựa chọn. Nàng hiện tại chỉ có một con đường có thể đi. Ứng hồng nhan nắm chặt ngón tay ngọc, hóa thành bá quyền, nhất thời, trên người nàng tóe ra nghiêm ngặt lôi mang, dọc theo cánh tay bỗng nhiên đánh ra, hoảng hốt tới giữa. Giống như có một hồi từ địa ngục tới âm phong thổi đi, làm người ta dùng mình một cái. Nàng tu luyện chính là trí âm lôi đình lực, có thể xưng là thái âm lực. Thái âm lực truyền thừa từ viễn cổ, cùng là lôi tu bên trong số một số hai thiên phú thần thông. Theo lý mà nói, ứng hồng nhan bằng vào như vậy thiên phú, không nghi ngờ chút nào, có thể ở thái lôi thần tông bên trong có một tiệc đất đặt chân. Chỉ tiếc nàng đụng phải phía sau đài càng cường ngạnh chân hình vũ. Thái âm sấm sét lực lượng như yêu như ma, lăn lộn gầm thét, ở trong hư không ngưng tụ ra một cái đen thui cầu, cơ hồ đem những cái kia thái lôi thần tông đệ tử toàn bộ đánh văng ra. Mà ứng hồng nhan chính là mượn này cơ hội, giống như sấm sét lóng lánh, ngay tức thì liền xuyên qua cái lối đi kia, đi tới Diệp Thần bên người. Những người còn lại làm kinh hãi. Này chờ thực lực, thật sự là quá kinh người. Bọn họ chút nào không phòng bị, chỉ có thể tạm thời né tránh. Ứng hồng nhan mắt đẹp trong đó, hàn xương đầy vải, ở thái âm lôi lực nổi bật dưới, giống như địa ngục một đóa băng xương hoa, sáng chói tách thả ra, giá rét lẫm liệt. To gan, ngươi sợ là chán sống, mau chút chạy trở về tới. Ha ha, người phụ nữ ngu xuẩn, ngươi lấy vì mình có thể chạy thoát được thái lôi thần tông sao?
những cái kia ngoại môn đệ tử rối rít lên tiếng châm chọc. Bất quá chợt, bọn họ liền ngây ngẩn. Bởi vì Ứng Hồng Nhan cũng không có thử nghiệm chạy ra khỏi Thái Lôi Thần Tông, mà là đi tới một tên lãnh đạm chàng trai trước mặt, đầy mặt khẩn cầu vẻ. Diệp Thí Thiên, ngươi có thể giúp ta sao? Lần này chỉ cần ngươi có thể cứu ta, vì ngươi làm gì ta đều nguyện ý. Ứng Hồng Nhan kéo lại Diệp Thần tay, lên tiếng khẩn cầu, mắt đẹp hiện lên nước mắt, huyễn nhiên muốn khóc. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt, Diệp Thần muốn cứu nàng, hơn nữa cũng có thể cứu nàng. Đó là chỉ thuộc về người phụ nữ giác quan thứ 6. Diệp Thần cũng không có thời gian đầu tiên hất ra Ứng Hồng Nhan tay, mà là chần chờ. Cho nên Ứng Hồng Nhan hơn nữa xác định mình phán đoán là chính xác. Diệp Thần có chút im lặng. Hắn vậy không ngờ tới, nữ nhân này trực giác lại có thể mạnh như vậy thế. Tại hắn mà nói, đúng là muốn xuất thủ cứu Ứng Hồng Nhan. Ngay vừa mới rồi, hỗn độn lôi đế cho hắn truyền âm, nói Ứng Hồng Nhan hoặc giả là hắn phá giải vậy chấn thần tháp mấu chốt. Tòa kia trong tháp, cất giấu luân hồi huyền bi. Trước đây không lâu, Diệp Lạc Nhi biến thành màu vàng rồng thần đã từng thử phá giải tháp này, nhưng ban đầu liền lấy thất bại chấm dứt, hơn nữa còn gặp phải mãnh liệt cắn trả, đến nay chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ. Như vậy có thể gặp, chỗ tòa này chấn thần tháp nguy hiểm hệ số cực cao. Bằng vào Diệp Thần thực lực trước mắt, nếu như mạnh xông, chỉ sợ cũng chỉ sẽ rơi vào cái trọng thương kết quả. Hỗn độn lôi đế nói cho hắn, Ứng Hồng Nhan trên mình tích chứa thái âm lôi lực, là phá giải tháp này phong ấn chỗ mấu chốt. Căn cứ hỗn độn lôi đế mà nói, Ứng Hồng Nhan trong cơ thể thái âm lực, cũng không tầm thường thái âm, mà là từ viễn cổ truyền thừa xuống thái âm lôi. Liền chính nàng, cùng với nàng chỗ ở gia tộc cũng không có phát hiện điểm này. Diệp Thần nếu là có thể dung hợp viễn cổ thái âm lôi lực, là được đúc ra không chết lôi thân, đến lúc đó, chấn thần tháp cắn trả, đối hắn mà nói chính là một chuyện cười. Diệp Thần rõ ràng liền trong đó lợi hại, nhưng lại có chút do dự. Hắn muốn luyện thành không chết lôi thân, nhất định phải cùng viễn cổ thái âm sấm sét lực lượng dung hợp. Mà dung hợp phương thức, chính là âm dương bổ sung. Cho nên Diệp Thần không hề xác định, đối phương phải chăng có thể tiếp nhận một phe này thức. Nhưng lúc này, sự việc thật giống như có liền chuyển cơ. Ứng Hồng Nhan lâm vào tuyệt cảnh, cần cứu viện, mà hắn đang suy nghĩ muốn không nên ra tay. Diệp Thần trong ý nghĩ ý niệm thoáng qua chốc lát, chợt liền làm ra lựa chọn. Được, ta có thể bảo tính mạng ngươi, nhưng ngươi muốn thay ta làm một chuyện. Diệp Thần dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, nói với nàng. Ứng Hồng Nhan nghe vậy, nhất thời mừng rỡ không thôi, lập tức gật đầu đáp ứng. Nhớ, ngươi lời thề, là đi qua thiên đạo nhận chứng, nếu như không tuân thủ, đem sẽ có lôi kiếp hạ xuống, như hiện tại đổi ý vẫn còn kịp. Diệp Thần nhắc nhở, hắn mặc dù muốn lấy được thái âm lôi lực lượng, nhưng không nghĩ lấy hèn hạ cướp đoạt phương thức. Như vậy tới một cái, liền vi phạm hắn chủ tâm. Ứng Hồng Nhan không chút do dự, lập tức gật đầu ta đáp ứng ngươi. Nàng chưa từng cùng Diệp Thần có tiếp xúc qua, vậy không biết hắn là người gì, nhưng ước chừng bằng vào Diệp Thần một câu nói này, cho giỏi qua chân hình vũ ngàn lần gấp vạn lần. Bầu trời chỗ sâu, thoáng qua một tiếng sấm, đó là thiên đạo làm chứng lời thề ký hiệu. Mà luân hồi chi chủ lời thề, so với những người khác lời thề tới, lại là thiên đạo nơi coi trọng, một khi đối phương có chút đổi ý, thiên đạo đem sẽ không chút lưu tình rơi xuống trừng phạt. Ứng Hồng Nhan cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chân hình vũ các người. Chung quanh có không ít người chứng kiến hết thảy các thứ này, bọn họ trong lòng có tò mò, còn có nghi ngờ. Người nọ tựa hồ còn chỉ dừng lại ở tuyển chọn giai đoạn đi. Không có tiến vào tông môn, liền dám cùng chân hình vũ đối nghịch, thật sự là lớn gan ngông là. Có không ít người cười trên sự đau khổ của người khác, hai tay vòng ngực, chuẩn bị xem kịch vui. Chân hình vũ bản thân thực lực không hề coi là mạnh, nhưng là bối cảnh thâm hậu, hơn nữa đến nơi đó đều mang một đám đả thủ. Trên mảnh đất này, cơ hồ không có người dám cùng hắn đối kháng. Chân hình vũ nhìn như phách lối. Nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không chọc người mình không trêu chọc nổi, liền thí dụ như vậy mấy cái chân chính đệ tử nội môn, là thiên chi kiêu tử, người người đều là thái thượng trưởng lão đệ tử thân truyền. Gia gia của hắn mặc dù là thái lôi thần tông người thứ ba, nhưng vậy không đạt tới một tay che trời bước. Nhưng đối với Diệp Thần cái loại này còn chưa nhập môn tay mơ,
Trần Hình Vũ cũng sẽ không khách khí, hắn ánh mắt dần dần âm lãnh. Cầm hắn giết chết cho ta, trước đánh đến tàn phế, lại bắt lại. Trần Hình Vũ vẫy tay hạ lệnh, mặt không cảm giác. Ở trong sân người không người dám ngăn cản. Vậy mấy tên ngoại môn đệ tử, cười nhạt không dứt, mấy người tạo thành vòng vây, hướng Diệp Thần từng giết tới. Đầy trời lôi ảnh xen lẫn phơi bày, đằng đằng sát khí. Cho dù Diệp Thần thiên phú lại vượt trội, cũng không từng tu luyện tới đại thành cảnh giới, bọn họ như muốn cầm nặn, thật là dễ như trở bàn tay. Cái này mấy người liên thủ tới, liền liền Thiên Lôi Tử và Vậy Vương Thành, cũng không cách nào né tránh. Nhưng Diệp Thần lại không có phân nửa lùi bước, ngược lại nhường Ứng Hồng Nhan lui xuống. Ngươi! Ứng Hồng Nhan môi đỏ mọng khẽ mở, muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, đối phó mấy cái này tiểu lâu la, ta vẫn là có nắm bắt, ngươi tận lực đứng xa một chút, miễn được ảnh hưởng đến ngươi. Diệp Thần cũng không quay đầu lại, đối Ứng Hồng Nhan nói. Mà Ứng Hồng Nhan thì khéo léo ừ một tiếng, ngay sau đó lui đến xa xa. Tay nàng tim bên trong cũng nắm chặt suốt mồ hôi. Những người này cũng không phải là tiểu lâu la à. Diệp Thần bàn tay vung lên, tai nạn thiên kiếm lộ vẻ hiện ra. Hắn lúc trước vì cứu Diệp Lạc Nhi, dùng qua Long Uyên thiên kiếm, triệu hoán huyết long hư ảnh, từ trong hư không bay ra, phá giải huyền minh nhị lão trận pháp. Dĩ nhiên, đó là hắn ở cực độ thúc dục luân hồi huyết mạch dưới tình huống, hơn nữa tình huống lúc đó cho phép, cho nên mới bất đắc dĩ dùng đến. Hắn đổi cầm thiên kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, nói, nếu các ngươi muốn tìm cái chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Hắn cũng không định dùng lôi pháp đi đối phó những người này, chỉ theo đuổi tốc chiến tốc thắng. Nhất niệm đến đây, trên người hắn có kiếm khí bộc phát ra, tai nạn khí thế gào thét như sấm. Thâm trầm thêm sáng ngời màu sắc, từ kiếm cốt bên trong tóe ra, sâm nghiêm nghiêm nghị, tràn đầy thích giết chóc ý. Diệp Thần thao túng tai nạn thiên kiếm, đã đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới, vẫy tay chém tới, liền hình thành chữ thập đan chéo ngang dọc kiếm khí, tràn ngập thiên địa, khí thế kinh người. Kiếm quang biến ảo tới giữa, một cái tai nạn rồng thần gầm thét xuyên ra tới, xem cuốn lên mọi thứ con sông, vỡ nát thiên trọng sơn nhạc. Toàn bộ lôi pháp đạo tràng, tựa như cũng đổi được lảo đảo muốn rơi xuống, không chịu nổi một kích. Không chỉ là vậy lăng không bay tới mấy tên ngoại môn đệ tử, liền người xem cuộc chiến cũng là ngạc nhiên không dứt. Nhưng là, bọn họ lúc này đã không thể lui được nữa. Vậy một đạo nghiêm ngặt kiếm quang xuyên qua thiên địa, thẳng chạy tới. Đối phương mấy người cảm nhận được liền kiếm quang bên trong ẩn chứa ngút trời năng lượng, đã không thể lui được nữa, chỉ có thể cắn răng, tiến hành đón đỡ. Nhưng kiếm khí này bỗng nhiên biến ảo, như máu vậy tươi đẹp, cơ hồ ngưng tụ thành một mảnh màu máu mênh mông. Rào! Động trời tiếng nước chảy, giống như thác nước tách ra, làm vậy mấy tên ngoại môn đệ tử kinh hãi muốn chết. Bọn họ lôi pháp ở tai nạn thiên thân kiếm trước, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng lúc này đã tới không kịp né tránh. Tai nạn thiên kiếm kiếm khí, cuốn tới, chìm ngập sông lên phía trước nhất hai người ngoại môn đệ tử. Bọn họ thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngoài, thân thể tại chỗ văng tung tóe, máu tươi văng tung tóe, nháy mắt tức thì tan rã tan vỡ, hóa thành một luồng khói xanh. Phía sau mấy người kia, nhất thời hoảng sợ thất sắc, vội vàng lui về phía sau, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này kiếm chiêu quỷ dị như vậy. Mau lui lại, hắn không phải tu sĩ tầm thường. Thằng nhóc này rốt cuộc sử dụng chính là đường chết gì? Nhưng người khó lòng phòng bị. Trừ bọn họ ngoài ra, người ở chỗ này vậy rối rít giật mình không thôi. Lúc đầu tên này còn là một kiếm tu, há chẳng phải là vi phạm quy định, lôi tu địa bàn, có thể không cho phép những tu sĩ khác đi vào. Không đúng, hắn cũng không có dùng kiếm pháp tới qua cửa đi, chỉ là dùng để đối phó Chân Hình Vũ người bên dưới mà thôi. Ta cảm thấy trước mặt vị huynh đài này nói có lý, cho dù là tông quy, cũng không cách nào xử lý hắn. Dưới sàn người bắt đầu nghị luận, dẫu sao Diệp Thần chém giết hai người ngoại môn đệ tử, như vậy thực lực đã sớm phù hợp tiến vào Thái Lôi Thần Tông tiêu chuẩn. Còn dư lại mấy tên võ giả, ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút không biết làm sao. Đạo kiếm quang kia, thật sự là quá đáng sợ. Nhưng bọn họ gan mật sắp nứt, rung động phát run, răng đều ở đây trên dưới run rẩy. Trợ trụ vi ngược, giết hại vô tội. Các người vậy không việc gì cần thiết giữ lại. Rắc rắc, Diệp Thần lần nữa khua kiếm,
tai khí xe màu đen nước lũ, chém chết tập kích qua. Còn dư lại mấy người, ngay tức thì trọng thương. Chiến đấu thường thường chỉ sinh ra ở trong chớp mắt. Diệp Thần thi triển ra tuyệt diệu kiếm đạo, nghĩa sâu xa hình thành ưu việt đả kích. Hắn am tường kiếm đạo, nơi dùng kiếm, tuyệt diệu thêm mạnh mẽ. Hết thảy, đều ở đây trong chớp mắt. Còn dư lại mấy người kia phun máu tươi như điên, cuối cùng không cách nào chạy khỏi chết vận mệnh, bị kiếm quang nghiền thành trần. Diệp Thần quả quyết sát phạt, đối với bọn họ động mãnh liệt sát tâm. Nếu không muốn dính vào nhân quả, vậy thì mau chút hít kết. Do dự dự từ trước đến giờ không phải Diệp Thần phong cách. Hắn đem cái này mấy người tất cả đều giết sau đó, thẳng nhìn về phía chân hình vũ, như vậy ý, đã hết sức rõ ràng. Muốn chiến liền chiến. Chân hình vũ trợn tròn mắt, hắn có thể chưa bao giờ gặp lớn như vậy gan người khiêu chiến. Người xem cuộc chiến lần này không bình tĩnh. Mấy tên trưởng lão kết quả tới, ngăn cản cuộc chiến đấu này, nếu như lại đấu nữa, sợ rằng chân hình vũ cũng phải bị giết. Càn rỡ, Thái Lôi Thần Tông là tu hành thánh địa, sao tha cho ngươi tùy ý giết hại. Nổi danh trưởng lão lệ thuộc tại chân hình vũ gia gia một phái hệ này, thấy vậy lập tức thốt nhiên giận dữ. Hắn đánh ra một đạo thần lôi trưởng, gào thét chạy về phía Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần không có phân nửa lùi bước, thẳng nghênh hướng vậy thần trưởng, mơ hồ nổ tung. Sợ rằng ngươi còn không tư cách tới thẩm phán ta. Diệp Thần một tiếng hừ nhẹ, chuyển dùng lôi thu phương pháp, vận dụng trong cơ thể động thiên. Cuồng bạo sấm sét bỗng nhiên lóe lên, một đạo tiếp theo một đạo, nhất thời liền hội tụ ngàn vạn nặng vô địch dị tượng. Cái gì? Người trưởng lão kia nhất thời thất kinh. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lúc này lấy sấm sét hộ thể, hùng hậu lôi khôi giáp ngăn cản tại tiền phương. Bất quá nhưng tác dụng chừng mực. Bởi vì Diệp Thần sấm sét cực kỳ thuần túy, thần thánh, chính là đản sanh vô cửu lôi động thiên, cái này thế gian quy tắc, đối hắn chút nào không phòng ngự tác dụng. Bất quá ngay tại Diệp Thần cửu dương lôi quang sắp xuyên phá người trưởng lão kia thân thể lúc đó, nơi này không gian quy luật đóng lại. Phù văn thần bí hiển hiện ra, hóa thành hai đạo thần lôi, liên thông liền cái này phiến sấm sét đạo tràng. Đủ rồi, điểm đến thì ngưng, vòng thứ hai tỉ thí sắp bắt đầu, cũng ngừng ngừng đi. Cái này một giọng nói già nua hùng hồn, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Huyền Minh nhị lão ở giữa Huyền lão từ trong hư không đi ra. Hắn thân thể cao lớn, cố chờ mong gian mặt mũi sinh điện, khí tượng đạt tới uy nghiêm. Mà vậy tên nữ trưởng lão Minh nữ, như cũng như băng núi như vậy mặt không cảm giác, tựa như một tôn không có bất kỳ cảm tình gì tượng đá. Tên kia đối Diệp Thần xuất thủ trưởng lão trong lòng không cam lòng, nhưng chỉ có thể lui ra. Đồng thời cho chân hình vũ nháy mắt. Chân hình vũ ánh mắt âm trầm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời xóa bỏ, hắn hung tợn nhìn Diệp Thần một mắt, ngay sau đó liền biến mất. Thấy Huyền lão, những cái kia đang xem náo nhiệt người dự thi, vậy rối rít tiến lên. Tổng cộng 200 người, còn được thông qua một vòng thực tập, mới có thể chọn lựa cuối cùng một tên hạch tâm đệ tử nội môn. Những người khác chính là sẽ trực tiếp thu nạp và tổ chức ngoại môn, từ đệ tử bình thường làm dạy. Trong đó chênh lệch, có thể tưởng tượng được, vì vậy lần này cạnh tranh, đem sẽ 10 phần kịch liệt. Đối với Ứng Hồng Nhan mà nói, nàng tâm tình là vui vẻ thêm phức tạp. Diệp Thần ra tay sau đó, quả thật bảo vệ liền tánh mạng của nàng. Vậy nhường nàng để tránh bị chân hình vũ làm nhục. Nhưng đồng thời, còn lập được thiên đạo lời thề, có lẽ không cách nào cùng Diệp Thần giao phong. Mà Diệp Thần chân chính đối thủ, chỉ còn lại có Thiên Lôi Tử cùng Vương Thành, còn có hai người lôi tu xanh đôi. Hai người kia ở vòng trước khảo nghiệm hạng đứng sau Vương Thành. Huyền lão hai tay chắp sau lưng, vô cùng cái cao nhân tư thái. Hắn lăng không đứng, hai tay bắt đầu kết ấn, ở hắn sau lưng. Nhàn nhạt lôi quang từ hư không trong khe chui ra ngoài, nhất thời bao phủ toàn bộ lôi pháp đạo tràng. Hôm nay cái này vòng thứ hai thí nghiệm, nói khó khăn có chút khó khăn, nhưng nói đơn giản vậy đơn giản, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta bày ra đạo này lôi ý, liền có thể bộc lộ tài năng. Ai cái đầu tiên phá giải, liền trực tiếp trở thành ta Thái Lôi Thần Tông đệ tử nội môn, những thứ khác nội môn thiên kiêu, được hưởng giống nhau đặc quyền. Nghe đến lời này, trừ Diệp Thần ra 199 tên người dự thi, ánh mắt dần dần nóng bỏng lên. Thân là lôi tu, bọn họ tự nhiên rõ ràng có thể tiến vào Thái Lôi Thần Tông ý vị như thế nào, mà lần này bọn họ tranh đoạt vẫn là Thái Lôi Thần Tông trẻ tuổi trong đồng lứa nhất là đứng đầu vị trí.
Nếu như đổi thành bình thường, bọn họ có lẽ muốn tu luyện ngàn năm, vạn năm mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nhưng hiện tại một bước lên trời cơ hội liền đặt ở trước mặt, há có thể không quý trọng. Đám người rối rít hít sâu một hơi, cũng cảm giác được mình chuẩn bị kỹ càng. Dẫu sao Huyền lão gọi tới vậy đạo lôi quang tựa hồ vậy không thế nào mạnh, vạn nhất liền phá giải đây. Huyền lão gật đầu một cái, nụ cười trên mặt trở nên có chút quái dị. Đã như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Vậy nhàn nhạt lôi quang, đem 200 người bao phủ trong đó, cực kỳ bình tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Phàm là chuyện bình tĩnh qua đầu, thì sẽ vật cùng tất phản. Diệp thần cũng không có bất kỳ động tác, trong cơ thể hắn cửu dương động thiên tự động mở, nhô lên ra mãnh liệt lôi quang, bảo vệ hắn tứ chi cùng với ngũ tạng lục phủ. Diệp thần thần sắc nhất thời rét một cái, trong cơ thể hắn cửu dương động thiên nhất định là phát giác cái gì. Tài biết chủ động phun ra. Đúng như dự đoán, một khắc sau, những cái kia bình thản lôi quang sinh ra kịch liệt biến hóa. Hình như là một phiến cánh đồng hoang vu sinh ra bạo động giết hại hơi thở, bay lên gào thét, chui vào vân tiêu. Đầy trời dị tượng hóa thành tà ác yêu ma, một mực lan tràn tới chân trời một đầu khác. Vô tận sấm sét lửa, ầm ầm hạ xuống, đem nơi này chôn. Bọn họ đứng ở trận pháp này trung ương, mười phần chú ý, chừng di động, né tránh những ngày đó hỏa lôi đình, phàm là có chạm được, liền sẽ ở trên thân thể lưu lại dấu vết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Biến hóa vậy tới quá đột nhiên, có một tên lôi tu nhất thời kinh hãi không thôi, áp lực như núi cao vậy hạ xuống, hắn khó mà tránh được, trực tiếp giơ quả đấm lên, lục quang xen lẫn, ngược dòng lên. Nhưng trả giá thê thảm, cả người đều bị sấm sét đánh trúng, tại chỗ chết. Lôi quang sáng chói, như điềm lành phục linh vậy dâng trào, phong tỏa hắn đường lui. Những thứ này sấm sét giống như là trật tự xích thần, giải rác tia chớp chói lọi. Vạch qua bầu trời mênh mông, đem tên kia lôi tu đoạn là hai đoạn. Rồi sau đó, lại là có vô số điện quang quấn quanh ra, đem còn thừa lại thân thể nổ là bột, ngưng tụ thành cướp xám. Mọi người tại đây thấy một màn này, đều là lấy ra phòng ngự tính vũ khí pháp bảo. Hiện tại bọn họ suy tính, đều không phải là đi phá hỏng cái này ngút trời lôi trận, mà là suy nghĩ như thế nào ở lôi kiếp dưới sinh tồn tới đây. Huyền lão nói lôi ý, quả nhiên không đơn giản. Diệp thần vậy triệu hoán ra vậy một bộ thần liên khôi giáp, phù tại mặt ngoài thân thể, chặn lại lửa trời lôi. May là như vậy, hắn vậy gặp phải khí tức cuồng bạo chấn động. Sao động cùng tâm trạng bất an bắt đầu lây, những thứ này lôi tu tuy nói thiên phú xuất chúng, nhưng cuối cùng chui luyện không nhiều, kinh nghiệm thiếu. Nán lại một hồi, trong lòng đổi được bất an, thậm chí liền thực tập cũng không muốn tham gia, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bọn họ nhưng phát hiện mình căn bản không cách nào chạy đi, cho dù là cầu cứu cũng không có người đáp ứng. Không ít người có chút hối hận, sớm biết bọn họ cũng không như vậy hào khí can vân, hào hứng đáp ứng Huyền lão. Vốn cho là có thể đi vào chia một chén canh, nhưng ai biết, nhưng thiếu chút nữa đưa cái mạng. Diệp thần, Thiên Lôi tử, Vương Thành cùng mấy tên cao cấp lôi tu thanh niên, tạm thời thủ tại chỗ, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng những người tu luyện khác, có thể không quản được như vậy nhiều. Hang núi bên một nơi trong thung lũng, có 7-8 tên lôi tu phóng lên cao, hợp lực phá vòng vây. Bọn họ lớn tiếng gào thét, xông về vậy đạo lôi đình lửa trời, tại gần lúc nhanh chóng tách ra, tay kết lôi ấn, tại hai tay gian tóe ra lóng lánh màu tím. Sấm sét muốn phát lực, giải khai chỗ này bình phong che chở, giúp bọn họ thoát đi nơi này. Nhưng là ở đó đầy trời lôi hỏa trung ương, xuất hiện một tấm to lớn mặt. Người phía dưới đi qua nhận, nhất thời thất kinh, bởi vì vậy trương đồ sộ mặt khác ra, chính là Huyền lão tướng mạo. Hắn đem mình một chút lôi niệm dung nhập vào chính giữa trận pháp, hóa thành máu tanh lôi ý. Này vậy cách làm, nhưng không ít người cắn răng nghiến lợi, nhưng giận mà không dám nói. Rất nhanh, vậy trương trên mặt lộ ra thấy rõ nụ cười quỷ dị. Hắn dương ra miệng to như chậu máu, một đạo lôi tức bất ngờ thành hình. Mau chút lui ra. Hắn muốn phát động công kích. Khoảng cách tờ này miệng to gần đây người vội vàng hô to, giọng vạn phần nóng nảy. Nhưng đã quá muộn, nháy mắt tức thì lôi quang bay lượn, máu tanh ngất trời, thần mang chấn động tiêu. Vậy đạo lôi ý giống như là lửa trời đánh xuống, đem 7-8 tên người thực tập cho đánh được hồn phi phách tán, hồn phách rời thân thể, hung hăng đập nhập phía dưới đỉnh núi bên trong,
nứt ra ra đạo đạo hố sâu, từ đó sống chết không rõ. Rất nhiều lôi tu nhanh chóng lui ra, tránh gặp phải lôi ý chấn động. Mà những người còn lại trong đó, thực lực yếu hơn một phần chia chính là gặp phải dư âm tổn thương nặng. Huyền lão hư ảnh lôi khí lúc bộc phát, bọn họ màng nhĩ tan vỡ, máu tươi chảy ra ngoài, nhức đầu sắp nứt, cả người máu tươi đầm đìa. Bành! Cách được hơi gần mười mấy người, rối rít bạo là xương máu. Tia máu tràn ngập ở trong không khí, căn căn lọt vào tai, lần này cảnh sắc, diêm dúa thêm quỷ dị. Đây căn bản cũng không phải là cái gì lôi ý, mà là giết người trận pháp, mau thả ta đi ra ngoài, lão tử không tham gia ngươi cái này phá thực tập. Mấy tên lôi thu tức giận giống to, muốn chạy trốn nơi này, nhưng một khắc sau, tiếng kêu ngưng, sau đó tản ra chỉ có từng cơn màu máu. Bọn họ cũng bị lôi tức đánh trúng, từ đó biến thành một chồng thi thể mảnh giấy vụn. Một bên khác, Diệp Thần đợi tại chỗ, cũng không nhúc nhích. Hắn một mực đang quan sát chỗ này trận pháp, làm vậy cái mặt quỷ xuất hiện sau đó, tất cả nổ lên xương máu đều tựa như bị một hồi tà khí hút đi, chậm rãi thăng lên trời cao. Diệp Thần vận dụng luân hồi thiên nhãn, có thể gặp được màu máu hóa là dây nhỏ, từ mặt quỷ lỗ chân lông bên trong chui vào. Mà vậy cái mặt quỷ, chính là lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Cái này lưu ý trận pháp, nhất định là xảy ra loại nào đó biến cố, mới biết trở thành giết người cuồng trận. Hoặc là nói, cái này đạo trận pháp căn bản là vì giết người mà sinh. Diệp Thần không biết bên ngoài các trưởng lão phải chăng phát hiện nơi đây dị thường, nhưng hắn rõ ràng, nếu muốn thoát khốn, còn được dựa vào mình. Có lẽ đây cũng là bọn họ bày khảo nghiệm, ai có thể đánh nát cái này cái mặt quỷ, ai là có thể trở thành người thắng cuối cùng. Nhường ta tới. Thiên lôi tử rốt cuộc không kiềm chế được, phát động công kích, hắn thúc giục một kiện lôi tu chí bảo. Vậy một kiện pháp bảo, có chút tương tự với hàng ma sử, đen nhánh vô cùng, nhưng lúc phát động, lại có vô hình sáng bóng lưu chuyển, tựa như trao đổi hư không chỗ sâu nhất mất đi sấm sét, xây dựng ra một cái hư vô sấm sét đại lộ. Đây là ta thiên lôi nhất tộc truyền đời bảo, lôi tiêu thiên nhận. Hôm nay ta liền dùng phương pháp này bảo, đánh một trận thành danh, phá ngươi cái này lôi ý. Thiên lôi tử giọng mười phần phách lối, phảng phất có này nhận nơi tay, hắn liền vô tư không lo. Vậy cái mặt quỷ chính là hồi lấy một cái thâm thúy nụ cười. Một khắc sau, máu hắn sắc hai con ngươi trong đó, có hai đạo lỗ xoáy đen chậm rãi thành hình. Ở nơi đó đầu, màu tím lôi tương hóa thành hai cái thật nhỏ con sông, kéo dài xuống, khí thế không cao, nhưng nhường người cảm giác tử vong tới gần. Thiên lôi tử hóa dùng sấm sét lực lượng, trong tay ánh sáng chớp mắt, vậy cầm lôi tiêu thiên nhận hóa thân thành một cán to lớn thông thiên trụ, mang theo muôn vàn lôi quang, về phía trước đâm tới. Giống như thời kỳ viễn cổ khen phụ nhất tộc cự nhân, trục nhật mà đi, không sợ hãi, muốn cùng ông trời thí so cao. Đám người chỉ nghe gặp ầm một tiếng vang thật lớn, sấm sét lưỡi dao sắc bén nổ thành mấy đoạn. Thiên lôi nhất tộc tổ truyền thần khí, lúc này tan biến. Mà thiên lôi tử vậy gặp phải cắn trả, miệng phun máu tươi, tuyên cáo khiêu chiến thất bại. Hắn thân hình không có sức rơi xuống, cắn răng, vận dụng cuối cùng một chút khí lực trở về mặt đất trên. Sự thật chứng minh, hai bên thực lực căn bản không ở một tầng thứ. Thí luyện chàng ở giữa hơn 100 người tu luyện, cảm thấy từng trận tuyệt vọng, liền hạng trước ba thiên lôi tử đều không cách nào phá giải nơi đây trận pháp, bọn họ lại là không được. Chỉ như vậy, qua chừng 3 tiếng, trên bầu trời màu máu không gặp biến mất, ngược lại càng phát ra mãnh liệt, mà vậy cái mặt quỷ lúc ẩn lúc hiện, vô cùng phách lối. Thời gian còn có người thử nghiệm qua cửa, nhưng lại không một người có thể không có trở ngại, cơ hồ đều là chịu chết, không có một người xông ra đi, cho nên bọn họ đều rất nóng nảy. Vậy trong biển máu mặt quỷ, tựa hồ là tuét miệng cười, một đạo thần niệm nhàn nhạt truyền ra, phàm là thần hồn đột phá sơ cấp lôi tu, cũng có thể rõ ràng trong đó ý. Vậy đạo mặt quỷ lôi ý là ở nói cho bọn họ, không có ai có thể rời đi, toàn cũng phải chết ở chỗ này, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Nghe lời nói này, tất cả mọi người thần sắc cũng làm rung lên. Tên này không khỏi vậy quá kiêu ngạo, vừa mở miệng chính là muốn bọn họ mạng của tất cả mọi người. Nhưng là bọn họ thử nhiều loại phương pháp, đều không có pháp đối kháng, thậm chí cũng không có biện pháp xuyên thấu tầng kia biển máu, làm bị thương hắn chút nào, đây mới là nhất làm người ta tuyệt vọng địa phương. Người muốn lấy tánh mạng của tất cả mọi người, quả thật là như vậy sao?
Người bất quá là một đạo lôi ý mà thôi, lại không phải chân chánh màu máu sinh vật, sợ rằng còn chưa đạt đến là tùy ý vì cảnh giới. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm truyền tới, bình tĩnh rừng rưng, nhưng như đất bằng phẳng sấm, nổ vang tới. Đám người rối rít quay đầu nhìn lại, cuối cùng ánh mắt phong tỏa xó xỉnh, nơi đó có một cái thanh niên áo bào đen, trên mặt không hề bận tâm, không sợ hãi chút nào. Người này chính là Diệp Thần. Có người không chỉ có lo lắng, bọn họ trước mắt còn không có tìm được đối phó mặt quỷ lôi ý biện pháp, Diệp Thần lúc này lên tiếng khiêu khích, không phải ở tăng tốc độ bọn hắn chết mất nhịp bước sao. Vậy đạo mặt quỷ ánh mắt lạnh như băng, phong tỏa dưới đất Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần nhưng không sợ chút nào, hắn con người trong đó huyết khí liệu nguyên, giống như hỗn độn sơ khai, khó mà nhìn xuyên. Lôi đế, mượn một món người hỗn độn khí, ta muốn phá vỡ cái này cái gọi là lôi ý. Được. Luân hồi mộ địa trong đó, hỗn độn lôi đế thanh âm truyền tới, kèm theo ra, còn có một đạo cực nhỏ ánh sáng màu lam. Đó là hỗn độn lôi đế thần hồn quy luật, dung nhập vào Diệp Thần người. Diệp Thần khí thế của cả người cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng là từ bề ngoài nhìn sang, khí thế không việc gì thay đổi. Chỉ có ở phạm vi nhỏ bên trong, chỉ có cách hắn gần đây ứng hồng nhan phát giác. Ứng hồng nhan ánh mắt có chốc lát mê mang, chợt con người động đất. Bởi vì nàng tựa hồ là nghĩ tới khả năng nào đó, lúc này, nhìn về Diệp Thần ánh mắt đổi được kinh nghi bất định. Diệp Thần xoay đầu lại, hướng nàng gật đầu một cái, dùng ánh mắt tỏ ý chớ có lên tiếng. Ứng hồng nhan tú mâu chớp động, chợt gật đầu một cái, lộ ra một phần vui vẻ như chút được gánh nặng cho, hôm nay, các nàng có thể được cứu. Một đạo trong lôi đình sinh ra tà niệm mà thôi, ai cho ngươi tư cách tàn sát chúng sanh, tùy ý rút ra lấy người mệnh. Diệp Thần lúc này, hai mắt híp lại, cả người áo khoác không gió tự động. Hắn từng bước bước ra, vô cùng huy hoàng khí thế, giống như thiên lộ bầy, làm những cái kia ngăn cản ở phía trước lôi thu đều rối rít tránh ra. Khi bọn hắn lui sang một bên sau đó, mới đột nhiên thức tỉnh, mới vừa rồi là vô ý thức động tác, bọn họ tự nhiên làm theo liền thuận theo. Kết quả là dạng gì ma lực kỳ dị, có thể nhường bọn họ sinh ra xuất xứ từ con tim sợ hãi. Cho ta nhường đường. Diệp Thần thanh âm rừng rưng không sóng, nhưng hàm chứa cực hạn uy nghiêm, giờ khắc này, thiên địa vạn vật là thiện mở ra một cái thông thiên đại nói, thẳng để vân tiêu, mà đây thần thánh huy hoàng khí thế, vậy làm biển máu bên trong mặt quỷ làm chấn động một cái. Diệp Thần dẫm ở lên trời trên đường lớn, thu dọn cấp lên. Nhất thời trói lọi hạ xuống, giống như sương mù tràn ngập. Trước mặt hắn, mở ra một đạo phong cách cổ xưa mà tao nhã môn hộ. Vô hình đợt khí lăn lộn tới, ở sau lưng hắn ngưng tụ ra một cái sấm sét nơi bện áo choàng. Thoáng như đế hoàng hạ xuống, cương phong cuồn cuộn, do thần quang hóa thành sóng lớn ngất trời. Màu vàng kim vương miện bất ngờ hiện lên, chậm rãi rủ xuống, phía dưới đám người nín thở ngưng tiếng, không dám lời nói nửa câu. Cái loại này lực lượng, là vô thượng đế hoàng sức mạnh to lớn, thế tục người phàm không cách nào kháng cự. Diệp Thần được giữa không trung. Tuy là ở mặt quỷ hạ đối vị, nhưng giống như đế hoàng tới, trên cao nhìn xuống khinh bỉ cảm, tự nhiên nảy sinh. Bàn tay hắn trong đó, có một món mênh mông lôi quang, đi về trước đánh ra, mang theo không thể nghịch chuyển to lớn lực lượng. Lớn vô cùng, nhưng đời người úy, khó mà kháng cự. Mà vậy cái mặt quỷ, lần đầu lộ ra hốt hoảng vẻ, nó con ngươi trong hắc động, thi triển ra màu máu lôi tượng. Ngất trời răng nanh vệ cắn ra, cương mãnh bá đạo. Đem bầu trời đều mặc thấu. Lúc này mặt quỷ, giống như là dương da trắng như tuyết răng nanh, lóe lên mưa lất phất đen sẫm chói lọi, cùng vậy kim loại vậy lạnh thấu xương sát khí đồng thời vọt ra, nghênh đón đế hoàng lôi trưởng. Nhưng vô luận là khí thế vẫn là uy lực, cũng rơi xuống hạ phong. Diệp Thần vận dụng lực lượng, chính là tới từ hỗn độn thần đế, tại hỗn loạn chi địa ra đời, mang theo người sáng lập hồng mông tổ khí. Hỗn độn thần lôi. Diệp Thần trong cơ thể sấm sét vạn pháp, lóe lên thần thánh sáng bóng, cùng vậy tia hỗn độn sấm sét hòa làm một thể, giống như lửa cháy mạnh cuồn cuộn. Giờ khắc này, Diệp Thần coi như là cảm ứng được chân chính hỗn độn thần lôi lực, hắn có thể liên tưởng đến năm đó hỗn độn lôi đế ở thời đại Thái Cổ, là như thế nào đại sát tứ phương, xưng vương xưng bá. Bởi vì trận này lực lượng, thật sự là quá đáng sợ, chỉ là một món thần hồn tàn lôi, cũng đủ để nhường chúng sanh run sợ. Phịch một tiếng vang thật lớn.
thần lôi cùng mặt quỷ huyết quang đụng nhau. Mâu thuẫn nhọn, vang vang sắc bén, vậy một cái cất giấu thần lôi bàn tay lớn, bình yên vô sự, cũng không có xuất hiện đảm nhiệm tổn thương nào. Nhìn lại mặt quỷ phát ra vậy tia máu quang, bị đánh rơi sau đó, bình tĩnh đứng, chỉ theo tức có tiếng rắc rắc lan tràn, vô tận vết nứt hiện lên trên đó. Huyết quang cuồn cuộn, sụp đổ như sấm, nhưng nguyên phiến cánh đồng hoang vu mặt đất chấn động đứng lên, mà mặt quỷ hai con người bên trong, chảy ra hai hàng máu nước mắt, nhìn qua vô cùng là khủng bố lạnh người. Người phía dưới cũng hoảng sợ không thôi, cái này kim quang thần trưởng rốt cuộc được có bao nhiêu lực lượng, mới có thể xuyên thấu huyết quang trong đó mặt quỷ, làm bị thương người. Bọn họ dùng hết vô số phương pháp, cũng không có lực thay đổi. Mà Diệp Thần chỉ là đánh ra một trường, thì có như vậy thần uy. Tên này lôi tu thực lực rõ ràng 10 phần nhỏ, giống như mới vừa bước vào lôi tu cảnh giới không lâu, còn chưa nắm giữ hoàn chỉnh quy luật. Nhưng là lại có thể đang tu luyện một đường trên, lĩnh ngộ đại cơ duyên, đại khí vận, ào ào, vô cùng vô tận. Tên này vậy quá mạnh mẽ đi, như thực lực này cũng có thể tổn thương nặng Huyền lão lôi ý, nếu như lại nhường hắn tu luyện mấy năm, vậy còn có. Chúng ta cũng đánh giá thấp hắn, vậy đạo lôi ý sở dĩ không thể công phá, là bởi vì là hắn ẩn chứa trật tự quy luật quá to lớn, chúng ta bản thân sức lĩnh ngộ không có đạt tới như vậy tầng thứ, cho nên không cách nào công phá. Hiểu ý của ngươi, cái này Diệp Thí Thiên lôi pháp lĩnh ngộ, đã vượt qua quỷ kia mặt, cho nên mới có thể áp chế nó. Và thực lực không liên quan, cùng thiên phú có liên quan. Đúng là như vậy. Đám người phía dưới trong đó, có chút tu sĩ thực lực vậy, nhưng kiến thức rộng vô cùng hào phóng, du lịch chư thiên vạn giới, trải qua không thiếu kỳ văn dị sự, vậy xem qua rất nhiều lịch sử cổ tịch. Vì vậy đối với một ít lôi tu quy luật, cùng với quá mức cuộc thi đấu thủ đoạn phá lệ rõ ràng. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc đó, vậy cái mặt quỷ tựa hồ là nổi giận. Hắn há mồm phát ra một tiếng chấn thiên cười như điên, tràn đầy huyết quang con ngươi trong đó có phủ văn màu đen tiếp liền xông ra, hóa thành hai đạo cường tráng hắc lôi, bay ra, cơ hồ bước ngang qua toàn bộ không gian. Tất cả mọi người đều cảm nhận được liền một hồi lòng rung động. Mặt quỷ, đây là đang làm trước khi chết phản công. Hai đạo hắc lôi xuyên qua hư không, phá vỡ chân trời, lấy lớn không sợ tư thái ầm ầm hạ xuống. Đây là lôi ý trung cực thể hiện, cũng là nó đòn sát thủ. Đi tới giữa không trung lúc đó, vậy hai đạo hắc lôi dần dần thay đổi thành đỏ tươi vẻ, lặng yên không một tiếng động, nổ tung không tiếng động. Mặt quỷ muốn mượn này, chặt đứt Diệp Thần bàn tay kia thần lôi, làm tan rã hỗn độn lực lượng. Nhưng Diệp Thần há lại sẽ không có chuẩn bị. Luân hồi huyết mạch cuồn cuộn thành sông, xem lớn giang đông lưu, một cổ não toàn bộ tràn vào Diệp Thần trong cánh tay, nhất thời tản mát ra lấp lánh chói lọi. Còn thật lấy là ta sợ ngươi sao? Diệp Thần không khỏi hừ lạnh. Trong cơ thể hắn chảy xuôi luân hồi lực lượng, lệ thuộc tại thiên đạo, là cái này thế gian tới vĩ thần lực trung cực thể hiện. Đây cũng là hắn lần đầu tiên, đem luân hồi lực lượng cùng hỗn độn thần lôi kết hợp với nhau. Ngay lập tức tới giữa, sinh ra hiệu quả không tưởng được. Chỉ gặp vậy lòng bàn tay thần lôi cũng không chỉ bước, sôi trào gian mơ hồ lộ ra huyết quang, đi về trước một trường đánh ra, lại đem vậy hai đạo màu đen sấm sét tất cả đều nổ, hóa là lẻ loi mảnh vỡ, biến mất ở trong hư không. Đáng sợ như vậy màu đen sấm sét, cơ hồ xuyên thủng bát hoang, lại bị một trường kia phá sạch. Mặt quỷ cả người đánh rách, bị kim quang phất qua sau đó, trước mặt vô tận biển máu rốt cuộc tan vỡ, mà nó vậy hoành bay lên, hung hãn đụng phải chân trời lôi ngục, lại bạo sông lên xuống, lọt vào cánh đồng hoang vu núi rừng. À! Đám người có thể nghe được mặt quỷ phát ra thê thảm tiếng gầm gừ. Giống như liên miên không dứt kim loại giọng run rẩy, kích thích màng nhĩ của người ta, nhưng bọn họ nhức đầu sắp nứt. Không muốn nhường cái này lôi ý chạy. Có người bên lên tiếng quát lên, bạo sông lên lên, trước mặt ngưng tụ ra lôi quang, vọt tới vậy trong núi rừng, đối với hố sâu, phải đem rơi vào trong đó mặt quỷ chém chết. Nhưng mặt quỷ là hạng tồn tại. Cho dù bị trọng thương, vậy không cho phép những con kiến hôi này tùy tiện dính. Rơi xuống sau mặt quỷ, đổi được chỉ có cối xay lớn nhỏ, nhưng cả khuôn mặt như cũ âm khí dày đặc, dị thường dữ tợn. Nó há mồm phun một cái, đầy trời hắc khí cuộn sạch ra. Cuốn chúng mấy cái chạy ở phía trước trẻ tuổi lôi tu. Vậy mấy cái lôi tu nhất thời kêu thảm một tiếng, ở mục nát vũ khí xâm nhập dưới,
cả thân da thịt nhanh chóng hòa tan, lộ ra dày đặc xương trắng. Chợt chỉ nghe gặp rắc rắc một tiếng, bọn họ tứ chi đều bắt đầu vết nứt, chật khớp xương, nhọn cốt gai cắm trên người, phát ra từng cơn kêu thảm thiết. Người phía sau nhanh chóng dừng bước, thân xác hoảng sợ, lập tức tỉnh hồn lại. Tốt nhất là đừng hành động thiếu suy nghĩ, tên này mạnh mẽ như cũ, phải nghĩ biện pháp mới là. Có người mở miệng đề nghị. Ai cũng muốn chém chết cái này đạo lôi ý, lấy được tiến vào tông phái nội môn tư cách. Nhưng người nào cũng không muốn bởi vì lỗ mãng mà bỏ mạng. Bao gồm Thiên Lôi Tử, Vương Thành cùng Ứng Hồng Nhan các người. Ứng Hồng Nhan hơi làm do dự, liền lui cách mảnh chiến trường này. Lấy nàng chiến tích, đủ để tiến vào trước 10, không cần lo lắng không được chọn vấn đề. Chủ yếu hơn chính là, nàng muốn đem nội môn đệ tử nòng cốt vị trí nhường cho Diệp Thần. Loại cảm giác này tới rất kỳ diệu, nhưng cũng vô cùng chân thực. Mới vừa Diệp Thần biểu hiện, đã hoàn toàn chinh phục Ứng Hồng Nhan. Mặt quỷ đi bốn phía phun đầy sương mù màu đen, đang dự định thoát đi nơi này lúc đó, nhưng có một đạo thần thánh uy áp xuất hiện ở hắn trên đầu. Nháy mắt tức thì, mặt quỷ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui xuống đất mà chạy. Muốn chạy trốn, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần thanh âm như sấm âm sâu, điếc tai nhức óc, đem chung quanh đây chàng vực toàn bộ phong tỏa. Mặt quỷ muốn độn thổ, nhưng phát hiện mình thật giống như đập vào một khối tấm thép trên, không nhúc nhích tí nào. Bành! Một đạo lòng bàn tay thần lôi hạ xuống nơi này, chính giữa mặt quỷ ấn đường, hỗn độn lôi lực nhất thời tách thả ra, bộc phát ra vô tận chiếm đoạt một trong. Mặt quỷ kịch liệt vùng vẫy, nhưng cuối cùng không cách nào chống cự, hóa là một nâng phấn vụn. Vậy đầy trời biển máu vậy mất đi bổn nguyên trưởng khống lực, rút đi tươi đẹp màu sắc, rối rít nổ lên. Lặng lẽ rơi xuống đất, hướng xuống tung bay, xem xuống trận mưa nhỏ vậy, nhuận vật nhỏ không tiếng động. Không nên nghĩ cùng ta cướp đồ, ta mong muốn, các ngươi ai cũng cầm không đi. Diệp Thần nói lời này lúc đó, không có nhìn về phía bất kỳ một người, nhưng là đối tất cả người nói. Bộ phận tâm cao khí ngạo lôi tu sắc mặt tức giận, lúc này định lên tiếng, nhưng nhớ lại Diệp Thần kinh thiên thủ đoạn, lại gắng gượng đem lời nín trở về. Tại chỗ sấp xỉ trăm người, lại không một người dám phản bác. Như vậy tình thế, làm người ta trố mắt nghẹn họng. Diệp Thần vậy hấp thu vậy đạo lôi ý tinh hoa, từ từ cảm ngộ. Hắn đã lấy được đệ tử nòng cốt danh ngạch, đánh một trận thành thần. Nơi này không gian, mất đi mặt quỷ lôi ý nắm trong tay sau đó, từng bước suy yếu, tiếp theo liền xem ai có thể dẫn đầu đánh vỡ phong tỏa, phá không đi, liền có thể đoạt được kế tiếp 12 cái danh ngạch một trong. Ứng Hồng Nhan hít sâu một hơi, mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, thần thái sáng láng, nước gợn lưu luyến. Mà Diệp Thần cũng là lần đầu tiên có đáp lại, xông lên nàng khẽ gật đầu. Ứng Hồng Nhan giống như là lấy được loại nào đó khích lệ vậy, đổi được mừng rỡ không thôi, lúc này dùng suốt toàn lực, lăng không phi đột. Chiến đấu kế tiếp cũng không quan Diệp Thần chuyện gì, hắn đi về phía bên kia hư không, mà nơi đó, đã tự động mở ra một cái rảnh riêng cho hắn lối đi. Cùng sân tỉ thí không khí tạo thành mãnh liệt tương phản, là vị tại Thái Lôi Thần Tông phía sau núi trưởng lão hội nghị phòng. Nơi này phòng hội nghị là Thái Thượng trưởng lão đoàn, cùng với tông phái sư thúc tổ thương nghị chuyện quan trọng lúc nơi tụ tập. Phong cách cổ xưa tao nhã, thiền ý hiên ngang, lại là đốt nhàn nhạt cây đàn hương, này thơm do thượng cổ thần mộc nơi mài chế mà thành, mùi thơm loáng, hút vào một hơi, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, tâm thần sảng khoái. Tuy có cây đàn hương tràn ngập, trong phòng họp bầu không khí nhưng hơi có vẻ ngưng trọng. Huyền Minh nhị lão cư tại thủ tọa, bọn họ hai người nắm giữ Thiên Lôi Thần Phong đại quyền sanh sát. Chia nhóm hai người tả hữu, chính là Thái Lôi Thần Tông đại trưởng lão, cùng với một vị thời đại viễn cổ còn sống sót sư thúc tổ. Cái này bốn người chính là Thái Lôi Thần Tông đỉnh cấp lực lượng, vốn là đều là phụ tá tông chủ, đem tông phái phát huy lớn mạnh. Nhưng là trước đây không lâu, tông chủ đi sấm sét đất hoang, rèn luyện thân xác, để cầu đột phá sau cùng trạm kiểm soát, tiến vào trong truyền thuyết thần thánh cảnh giới. Cái cảnh giới kia, có thể nói cách lôi đế cũng chỉ có một bước xa, có thể xưng làm chuẩn lôi đế. Hôm nay lôi tu thế giới đã không có lôi đế, ở đó hai người lôi đế sau trong năm tháng, vậy ước chừng ra khỏi một tên chính xác lôi đế, hơn nữa cuối cùng che giấu thân hình, biến mất không gặp. Nếu như trước một đời tông chủ thật có thể đột phá, vậy từ xưa tiến vào chính xác lôi đế cảnh giới,
đồng thời cũng sẽ đem Thái Lôi Thần Tông kéo vào cao độ toàn mới, hoàn toàn xác lập Thái Lôi Thần Tông ở chư thiên vạn giới bên trong thứ nhất lôi tu tông phái địa vị. Chỉ tiếc người định không bằng trời định, trên một đời tông chủ, cuối cùng độ kiếp thất bại, rơi vào cái bỏ mình hồn diệt kết quả, táng thân vu lôi đỉnh đất hoang. Dựa theo độ kiếp trước khi phỏng đoán, tông chủ đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Cũng không ai biết trên đường xuất hiện hạng biến cố. Chỉ biết là tông chủ một đi không trở lại, 10 ngày không hồi, hơn nữa có lôi tu chính mắt thấy như vậy diệt thế hạo kiếp vậy mây sấm. Ở đó cùng mây sấm đánh dưới, không người có thể còn sống. Tông chủ chết sau đó, toàn bộ tông môn không khí cũng trở nên có chút quỷ dị. Sư thúc tổ bế quan tu luyện, không cách nào đi ra, mà đại trưởng lão chính là có chuyện đi ra ngoài, mới vừa đúng dịp ở 2 ngày trước chạy về. Huyền Minh nhị lão tự chủ trương, chủ tính ăn mừng đại hội, lễ lên ngôi, cùng với bây giờ tuyển chọn sẽ. Đại trưởng lão lúc trở lại, mới phát hiện hai người động tác. Hai vị trưởng lão, ở ta cách trước khi đi, các người tựa hồ cũng không hướng ta nói tới qua mới nhậm chức tông chủ cứ mặc cho, cùng với thu nhận đại hội chuyện chứ. Đại trưởng lão tiên phong đạo cốt, nhất phái ôn hòa tướng mạo, nhưng lúc này lại mặt lộ không vui, ánh mắt sắc bén, thẳng nhìn chằm chằm Huyền Minh nhị lão. Hắn trước đây đi sấm sét đất hoang, điều tra tông chủ bất ngờ chết chuyện. Chuyến đi này chính là nửa tháng thời gian, dây dưa lúc khá lâu. Ai từng nghĩ đến, Huyền Minh nhị lão lại tự chủ trương, cưỡng ép đem tông chủ con một đẩy lên địa vị cao. Diệp Thế Uy Thiên Phú tuy nói không tệ, nhưng thực lực chưa thành thục, căn bản không cách nào gánh nổi tông chủ trách. Huyền Minh nhị lão mượn nửa tháng này cơ hội, sấm sét ra tay, nhanh chóng chỉnh hợp tông phái trong đó các hạng tài nguyên. Khống chế mấy cái chủ yếu đường khẩu, một lần hành động trở thành thực tế người nắm quyền. Theo ta xem, bổn trưởng lão cùng sư thúc tổ đồng thời không cách nào để ý tông môn chuyện quan trọng, cũng là các ngươi ở từ trong dở trò đi. Huyền lão cười không nói, minh nữ mặt không cảm giác. Các ngươi hai người, thật sự là quá hèn hạ. Đại trưởng lão chỉ bọn hắn lỗ mũi tức giận mắng, nhưng ngay lúc nói chuyện còn lưu lại chỗ trống. Mà vậy thạc quả còn sót sư thúc tổ. Chính là không chút khách khí, vỗ bàn lên, căm tức nhìn Huyền Minh nhị lão, thì phải vận dụng lôi đình lực. Lúc trước trong cơ thể hắn vết thương cũ tái phát, cần bế quan tu dưỡng nửa tháng, nhưng chính là ở nơi này nửa tháng trong thời gian, tông môn xảy ra kịch liệt biến hóa. Đến khi hắn xuất quan lúc đó, mình đã thuộc về không tưởng trạng thái, bị đá ra tông môn hạch tâm quyền lực cơ cấu, làm sao có thể không tức giận. Đối mặt hai người tức giận, Huyền Minh nhị lão chút nào không hoảng hốt. Thậm chí lộ ra lau một cái quỷ dị mỉm cười. Không nên hoảng hốt, vì ai làm việc không phải làm việc đấy, huống chi, ta có biện pháp chữa khỏi các ngươi tâm bệnh. Lấy này thành tựu trao đổi, các ngươi cuộc sống thoải mái tu luyện, mà ta nắm trong tay tông môn, đôi bên cùng có lợi, thế nào mà không là. Huyền lão một phen, nhất thời nhường đại trưởng lão cùng sư thúc tổ ánh mắt đổi được lóe lên. Ngươi tốt nhất là có thể giải thích rõ, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Sư thúc tổ giọng như cũ cương quyết, nhưng người thông minh cũng có thể nghe được, hắn đã ở nhượng bộ. Sư thúc tổ, ta nếu là có chắc chắn hoàn toàn chữa bên trong cơ thể người ám tật đâu. Huyền lão ánh mắt híp lại nhìn đối phương nói. Sư thúc tổ nhất thời giật mình không thôi. Lời này là thật. Hắn thương thế bên trong cơ thể, là 5.000 năm trước lưu lại. Lúc đó hắn tránh xử ở trạng thái tột cùng, cả người lôi công mạnh thắng vô địch, đánh khắp vực ngoại không địch thủ. Nhưng sau đó khinh thường mất Kinh Châu, đang cùng một tên lửa tu thiên quân đối chiến trong quá trình, đối phương làm âm chiêu, hư hại hắn lôi đạo căn cơ. Mấy ngàn năm qua, hắn thực lực lui được lợi hại, nếu không phải bởi vì Thái Lôi Thần Tông thực lực cường đại, có thể là hắn cung cấp liên tục không ngừng linh dược, sợ rằng hắn đã rớt ra lôi thánh cảnh giới. Huyền lão ý vị thâm trường nhìn hắn, nói. Vậy tia lửa trời độc tố tích trữ tại trong cơ thể của ngươi, không chỉ có ảnh hưởng ngươi thực lực, còn biết kéo thấp ngươi tuổi thọ, xác định không suy nghĩ một tí sấm sét đạo quả sao? Sấm sét đạo quả. Sư thúc tổ hít sâu một hơi, ánh mắt có chút không xác thực định. Gặp hắn vẫn có hoài nghi, Huyền lão chính là dùng ánh mắt tỏ ý minh nữ. Người sau bàn tay vung lên, ở hắn linh khí phất qua địa phương, có một viên trắng phao trái cây, chậm rãi lơ lửng. Trái cây này, chính là cửu thiên thập địa có bầu dục ra lực lượng kết tinh, sấm sét đạo quả. Sư thúc tổ nhanh chóng hỏi, cái này cái trái cây.
chỉ có thể do tinh không cuối lôi đình pháp tắc nơi thúc dục sinh ra, ngươi là như thế nào lấy được? Huyền lão trả lời, làm sao lấy được ngươi liền không cần phải để ý đến, chỉ cần ngươi có thể đứng ở ta phương này trận doanh, trái cây này liền trở về ngươi tất cả. Sư thúc tổ ánh mắt đổi được dãy giụa. Một mặt, hắn không muốn phản bội tông môn, trở thành người khác trong tay con rối. Nhưng mặt khác, hắn lại muốn lấy được cái này cái trái cây, khôi phục mình thương thế bên trong cơ thể. Lưỡng toàn khó mà thành kỳ mỹ. Hắn nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Đại trưởng lão chính là trầm giọng khuyên nhủ, sư thúc tổ, ngàn vạn lần không thể rơi vào bọn họ hai người vòng bộ. Nhất định là dùng chút giả tạo cam kết, tới lừa gạt chúng ta, nhưng chúng ta buông lỏng phòng bị, từ đó từng cái kích phá. Huyền lão nhàn nhạt nhìn hắn, cùng hắn sau khi nói xong, lúc này mới gợn sóng không sợ hãi mở miệng nói, đại trưởng lão lời ấy sai rồi, cái gì gọi là ta cho ngươi thiết lập vòng bộ. Ta đây là nhường các ngươi kịp thời chỉ tổn. Đại trưởng lão thần sắc vô cùng lạnh như băng, hắn hôm nay coi như là thấy được huyền lão vô sỉ, không khỏi cả giận nói, ngươi lần này cử động là muốn hủy diệt tông môn sao? Ta có thể không đồng ý. Lời vừa nói ra, bầu không khí nhất thời đổi được gươm thuốc vỏ, nỏ dương dây. Đại trưởng lão cái này nhất phái người, ánh mắt cũng đổi được sắc bén, mắt gặp nhưng muốn động thủ, nhưng huyền lão vẫn như cũ thong thả, mà là như không có chuyện gì xảy ra nhàn nhạt mở miệng. Đại trưởng lão, như đã nói qua, người tôn nhi tình huống gần đây có thể không tốt lắm. Ngắn ngủi một câu nói, liền nhường đại trưởng lão thần sắc ngay tức thì biến ảo. Chân hình vũ nhưng mà hắn trong lòng thịt, từ con trai độc nhất của hắn ở một cuộc chiến đấu trong đó bị yêu thú giết sau khi chết, liền chỉ còn lại có cái này một cây dòng độc đinh. Vì vậy trong ngày thường chân hình vũ hoành hành bá đạo, sống trong nhung lụa, trong đó cũng là có đại trưởng lão cho phép. Phần lớn phản nghịch, đều là do cương chịu tạo thành. Ngươi muốn làm cái gì? Ta có thể cảnh cáo ngươi, không muốn đụng chạm ta ranh giới cuối cùng, nếu không thái lôi thần tông không người có thể chịu đựng ở ta phản công. Chân hình vũ nhưng mà hắn nghịch lân, người nào dám xúc? Vậy nhất định sẽ đụng phải hắn điên cuồng trả thù. Đại trưởng lão lời ấy không giả, hắn thân là thái lôi thần tông cao thủ số 1 số 2, tuy không thể nói có 102 quần hùng, nhưng tuyệt đối có thực lực kéo bất kỳ một người tự vận bỏ mạng. Huyền lão nơi nào có thể không rõ ràng lợi hại trong đó, nhất thời lắc đầu một cái, nói, đại trưởng lão, cuối cùng, chúng ta tim vẫn là ở một cái tuyến thượng, cũng là vì tông môn tốt, người dưới gối hôm nay chỉ có chân hình vũ cái này một cái cháu trai. Vô cùng tự nhiên cưng chiều. Nhưng ngươi tìm được biện pháp giải quyết trong cơ thể hắn vấn đề sao? Nếu như không giải quyết được, trong vòng 20 năm, hắn như cũ hẳn phải chết. Nhẹ bỗng một câu hỏi ngược lại, nhưng nhường đại trưởng lão trong lòng trên giống như ghim cây kim, 10 phần khó chịu. Chân hình vũ tu hành còn có thiếu sót, cần trí âm lực lượng đền bù, nhưng lại từ nơi nào có thể tùy tiện tìm cho ra như vậy trí âm sấm sét lực lượng. Như vậy trời xanh trí âm lôi thể, thiên cổ khó tìm. Huyền lão không có nói nhiều, mà là điểm ngón tay một cái, ngưng tụ ra một đoàn trí nhớ hình ảnh, đưa đến đại trưởng lão bên cạnh. Mà đại trưởng lão có chút nghi ngờ, làm hắn tiếp nhận trí nhớ, thấy cảnh tượng bên trong sau đó, nhất thời cả người chấn động một cái. Đoạn này hình ảnh chỉ có ngắn ngủn mấy giây, nhưng nhường đại trưởng lão hô hấp nhất thời dồn dập. Hình ảnh này ở giữa tên nữ đệ tử kia tu luyện chính là trí âm lôi lực. Mới vừa ở trong đầu hắn chợt lóe lên, chính là lúc trước ứng hồng nhan chiến đấu hình ảnh. Từ vậy bàng bạc nhưng lại u ám sấm sét hơi thở tới xem, đúng là trí âm lôi lực không thể nghi ngờ. Huyền lão cũng không đáp lại, ánh mắt đổi được thâm thúy. Ngươi cũng hẳn cảm nhận được, cô gái này là vực ngoại ứng ra con cháu, thiên phú mạnh mẽ, hơn nữa có trí âm sấm sét huyết mạch. Mà duy nhất có thể cứu tốt cháu trai của ngươi, chính là cái này trí âm sấm sét. Tên nữ đệ tử này tên là Ứng Hồng Nhan, hiện tại đã xông vào người thực tập trước 5 tên lần, ta có thể khác nhường minh nữ thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ băng lôi lực, cùng nắm giữ hắn lôi pháp quy luật vận hành sau đó, là được đem đông, đưa dư cháu trai của ngươi phá vách nở hoa, khôi phục thương thế, ngươi cảm thấy thế nào? Không thể không nói, huyền lão lời nói này, đánh trúng đại trưởng lão chỗ đau. Nếu như hắn có thể trị hết tôn nhi trong cơ thể vậy đạo ám tật, cho dù là chết cũng ở đây không tiếc. Huyền lão tiếp tục nói, ngươi cũng đừng quên, cái này thế gian chỉ có minh nữ băng hàn lôi lực, mới có thể tiêu trừ trí âm lôi lực tác dụng phụ, nhường cháu trai của ngươi yên ổn vượt qua kiếp này.
Nếu như ngươi muốn đem cô gái này cưỡng ép chộp tới, thay cháu trai của ngươi chữa thương, cũng không phải không được, nhưng tạo thành hậu quả. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Huyền lão lời ấy cũng không phải là ở đe dọa, mà là trần thuật sự thật. Chí âm lôi lực tuy nói có thể chữa chân hình vũ thương thế, nhưng cũng có khả năng sẽ mang đến tổn thương lớn hơn. Vì vậy cần đại trưởng lão nghiêm túc cân nhắc. Mà đại trưởng lão sắc mặt, chính là đổi được âm tình bất định. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, huyền lão đã sớm làm xong hết thảy chuẩn bị, chính là vì thuyết phục hắn cùng sư thúc tổ. Hắn tâm kết tông phái, nhưng càng coi trọng huyết mạch truyền thừa. Thay chân hình vũ trừ chứng bệnh, khôi phục thực lực, chính là hắn cho tới nay chuyện muốn làm, nhưng khổ nổi không tìm được phương pháp. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mặt hắn, hắn nhắm mắt trầm tư, qua hồi lâu, chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng có một cái trước sách, ngươi tất không thể hư hại Thái Lôi Thần Tông lợi ích. Đương nhiên biết, ta cùng Minh Nữ đón lấy tông chủ công việc, các ngươi chỉ cần an tâm phụ tá là được, chúng ta nhất định sẽ liên thủ, đem Thái Lôi Thần Tông mang tới cao độ toàn mới, thậm chí xông phá lôi tu lãnh vực. Lôi tu sinh làm cho này chư thiên vạn giới một cổ xưa lực lượng, cũng là thời điểm nên trở về địa vị bá chủ. Huyền lão giọng trong đó, hàm chứa vẻ mơ hồ thô bạo, đây chính là hắn dã tâm chỗ. Dẫn lôi tu, hoặc là nói dẫn Thái Lôi Thần Tông, lần nữa trở lại chư thiên vạn giới trong tầm mắt. Không khí của phòng họp yên lặng nhưng lại quỷ dị, đại trưởng lão cùng sư thúc tổ ánh mắt lóe lên không chừng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo sao rơi phá vỡ yên tĩnh, đó là Huyền Minh nhị lão có 102 đưa tin phương thức, bọn họ ở sau núi này phòng họp triệu tập trọng yếu kỷ sự, che giấu ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Lúc này, hắn tài đọc đến ngoại giới tin tức. Ha ha, thật là trời giúp ta Thái Lôi Thần Tông. Đã bao nhiêu năm, lại có người dùng trực tiếp đánh chết phương thức phá ta lôi ý, không thể cứu vãn được à. Trước nhường lão phu xem rốt cuộc là đường nào thiên tài. Huyền Minh nhị lão bóng người, lúc này hóa là lưu quang, lao ra nơi đây, những thứ khác Thái Lôi Thần Tông hạch tâm các trưởng lão vậy rối rít đi ra. Mà ở tông môn rừng rậm chỗ sâu, lôi pháp đạo tràng trong đó, rất nhiều người dự thi đều đã đi ra vậy phiến máu tanh cánh đồng hoang vu. Ở Diệp Thần ra tay tiêu diệt mặt quỷ sau đó, chỗ kia cấm kỵ bị suy yếu rất nhiều. Bọn họ rối rít cho gọi ra lôi đình lực, thu được tương ứng hạng. Bất quá đến hiện tại, bọn họ vẫn như cũ là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Diệp Thần ra tay đánh nát vậy cái mặt quỷ, sợ rằng bọn họ đều đã bị vậy đầy trời biển máu hút đi lên, trở thành trong đó chất dinh dưỡng. Nhất niệm đến đây, bọn họ nhìn về phía vậy đạo áo bào đen bóng người lúc đó, ngay trong ánh mắt nhiều lau một cái sợ hãi cùng tôn kính. Trước lúc này, cũng không có người nhìn thẳng nhìn qua Diệp Thần. Những người của thế giới này, chỉ sẽ tôn trọng cường giả, mà không sẽ thương hại tên yếu. Người mạnh người có lý, người yếu người đáng chết. Mạnh hiếp yếu, không ngoài như vậy. Này là từ cổ chí kim, chân lý vĩnh hằng không đổi. Diệp Thần ngồi xếp bằng ở tại chỗ, như núi bất động, hắn quanh thân hình thành một đạo nho nhỏ sấm sét tràng vực, liền xét đánh quy luật cũng vô cùng là mơ hồ, vừa thấy liền biết, là cái mới vừa bước vào lôi tu cảnh giới không lâu lôi tu. Nhưng lúc này lại không một người dám lộ ra khinh bỉ hoặc là thần sắc giễu cợt, đều là cách xa nơi này. Vừa thấy được Diệp Thần, bọn họ liền nhớ tới hắn tay không biến dạng mặt quỷ một màn kia. Muốn hơn rung động, có nhiều rung động. Thật là gặp quỷ. Bọn họ giàu gì vậy tu luyện lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua này chờ thực lực nhỏ đạo hạnh, cảnh giới lại hết sức cao thâm yêu nghiệt. Ở nơi này trong sân, chỉ có Ứng Hồng Nhan một người dám đến gần Diệp Thần, nàng vậy thán phục tại Diệp Thần thực lực, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ hắn. Xem ra mình dưới tình thế cấp bách, lại có thể ôm được một cái thật lớn chân. Diệp Thần đem vậy một món hỗn độn sấm sét bỏ vào khí hải. Đem mang đến dư lực, hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch sau đó, lúc này mới kết thúc trạng thái tu luyện. Người bộ dáng này nhìn ta làm gì? Đối mặt ngồi ở mình đối diện, cặp mắt bên trong tràn đầy thần sắc hiếu kỳ Ứng Hồng Nhan, Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Vậy không việc gì, chính là đang suy nghĩ, người muốn ta làm sự việc rốt cuộc là cái gì? Ứng Hồng Nhan cười xinh đẹp một tiếng, tha phương mới nhìn Diệp Thần, lại có một chút động tâm cảm giác. Người này thiên phú cao, thực lực mạnh, có đảm nhận, hơn nữa lớn lên vậy thanh tú anh đẹp. Chủ yếu hơn chính là trong cơ thể hắn vậy đạo lôi đình hơi thở,
hàm chứa tới vĩ quy luật, 10 phần hấp dẫn người. Ứng Hồng Nhan cũng là tại lúc sau, đến gần Diệp Thần trong nháy mắt nơi nhận ra được, lúc này nàng hơn nữa kết luận mình ý nghĩ trong lòng. Diệp Thần thiên phú, cần phải thu được thiên đạo đồng ý. Chuyện này à, thật ra thì ta vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó lại nói cho ngươi đi. Diệp Thần ngoài mặt như vậy trả lời, đầu óc bên trong, nhưng đang hỏi Hỗn Độn Lôi Đế. Trừ vậy cùng biện pháp ra, còn có đường khác có thể được không? Cơ hồ không có. Hỗn Độn Lôi Đế trực tiếp giữa đường. Diệp Thần chỉ có thể thu hồi tâm thần, nói như thế. Hắn tổng không thể đối ứng Hồng Nhan nói, thật ra thì cứu ngươi, chính là muốn cùng ngươi tới một tràng âm dương song tu. Như vậy chuyện vô sỉ, sợ rằng liền luân hồi đại lộ cũng không đáp ứng. Ứng Hồng Nhan gật đầu một cái, đi theo Diệp Thần bên người, y theo dập khuôn. Lão là theo chân ta làm gì? Diệp Thần nhìn nàng, hồ nghi nói. Ứng Hồng Nhan mắt đẹp trong đó, sóng mắt lưu chuyển, nếu ngươi cứu ta, sau này ta cái mạng này liền trở về thuộc ngươi, vô luận ngươi đi nơi nào, ta cũng đi theo. Diệp Thần nhất thời cảm thấy nhức đầu, có thể cũng không cách nào khuyên ở Ứng Hồng Nhan, chỉ có thể mặc cho nàng đi. Cũng không lâu lắm à, Huyền Minh nhị lão đến, tuyên bố vòng thứ hai khảo nghiệm kết quả. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng dừng lại ở Diệp Thần trên mình. Huyền Minh nhị lão đầu tiên là bán cái thắt hút, đem tiến vào Thái Lôi Thần Tông ngoại môn người trước cũng nói một lần, cuối cùng tài đọc lên Diệp Thần tên chữ. Làm hắn nói ra Diệp Thần tên chữ thời điểm, từ Viễn Sơn vậy bưng, có một đạo sấm sét tránh hiện ra, chấn triệt thiên địa. Liền toàn bộ tông môn đều bị chiếu sáng, đó là mộ đạo lôi. Đại biểu Thái Lôi Thần Tông vô thượng quang vinh, chỉ có người mang đại khí vận người, tài có thể có cái này đạo lôi đình. Mà đây thần đạo thiên lôi, chính là cụ tượng hóa huyễn hóa thành cả người trường bào màu tím, trên đó thêu đạo đạo lôi văn, chỉ phải mặc vào người tâm niệm vừa động, là được đem trên y phục thần thánh lôi văn cho gọi ra tới, là hắn sử dụng. Cảm ơn Huyền lão, cảm ơn Minh nữ. Diệp Thần lúc này thần sắc cũng thay đổi được chỉnh trọng rất nhiều, hắn trước mặc dù từng gặp quá hai người đuổi giết, nhưng cùng bọn họ cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Hiện tại chính là tiếp nhận truyền thừa lúc đó, vô luận như thế nào, trước đem cái này đệ tử nòng cốt danh hiệu thu vào tay nói sau. Chỉ có như vậy, mới được luân hồi huyền bi. Những người khác nhìn một màn này, mặt đầy hâm mộ. Tham dự qua thực tập người, không có một cái không phục. Chỉ có rất ít người trong lòng tức giận bất bình, nhất là vậy chân hình vũ, lại là cắn răng nghiến lợi, ánh mắt căm ghét. Hắn còn dự định ở thi đấu sau hung hăng thu thập Diệp Thần một lần đâu. Nhưng không nghĩ tới tên này trực tiếp lực áp rất nhiều thiên tài, đoạt được thực tập đại hội hạng nhất. Từ đó lắc mình một cái, địa vị lại so hắn còn muốn tôn sùng, trực tiếp cùng Thái Lôi Thần Tông trong đó mấy tên mạnh nhất thiên kiêu ngồi ngang hàng. Như vậy thiên phú cùng tiềm lực, có thể nói kinh thế hãi tục, vạn cổ khó khăn được vừa gặp. Nếu như muốn cùng là địch, sợ rằng cũng được cân nhắc một tí, dẫu sao tông môn không phải nhà hắn, cho dù gia gia của hắn thân là đại trưởng lão. Cũng không khả năng vô duyên vô cớ là hắn ra tay, xóa sạch một tên trong tông môn nhất là cao cấp lôi tu thiên tài. Điểm này tự mình hiểu lấy, hắn vẫn phải có, nếu không không cách nào sống tạm đến hiện tại. Người phái người đi điều tra một tí cái này Diệp Thí Thiên cùng vậy Ứng Hồng Nhan quan hệ, tra được càng rõ ràng càng tốt. Chân hình vũ đối với thủ hạ mấy tên chân chó nói. Nếu như cái này hai người xuất từ cùng tông tộc, hoặc là quan hệ thân mật nói. Vậy hắn có lẽ liền phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Như Diệp Thần chỉ là xính tạm thời dũng, vậy hắn chính là có nắm chắc bắt lại Ứng Hồng Nhan. Hắn có thể không tin, Diệp Thần sẽ vì một người phụ nữ, từ đây cùng hắn hoàn toàn đối lập. Đợi Diệp Thần tiến vào tông môn, hiểu được mình thân phận sau đó, ra tay vậy sẽ cố kỵ một hai. Có thể co giãn, lật trường tới giữa vui giận cắt chuyển, đây mới là chân hình vũ có thể tùy tiện sống đến bây giờ nguyên nhân thực sự. Theo môn phái đạo dùng ban hành, chàng này thực tập vậy tuyên bố kết thúc. Cuối cùng người thắng trận là Diệp Thần, mà hắn cũng được công tiến vào Thánh Sơn trong đó. Chỗ tòa này Thánh Sơn ẩn chứa sấm sét lực lượng, vô cùng là phong phú, liền Diệp Thần cũng kinh ngạc không thôi. Hắn liên tiếp ở chỗ này ở mấy ngày, lại là có người tông môn đưa tới không ít tu luyện linh dược, cùng với lôi pháp bí tịch. Mà đang ở mấy ngày sau, Huyền Minh nhị lão tự mình đi tới hắn trong động phủ. Diệp Thí Thiên, gần đây trạng thái tu luyện được không?
Huyền lão vóc người to lớn, gương mặt uy nghiêm, giờ phút này trên mặt nhưng là cười híp mắt. Chẳng biết tại sao, thấy hắn cái này bức nụ cười, Diệp Thần trong lòng chừng mực thoải mái. Hoặc giả là bởi vì trước kia lưu lại xấu xa ấn tượng đi. Khải bẩm hai vị trưởng lão, đệ tử gần đây khá tốt, nhờ có nhị lão sai người đưa tới linh dược, mới có thể nhường đệ tử khôi phục thương thế. Diệp Thần chắp tay, đáp lại. Âu, lại nhanh như vậy liền khôi phục, lại nhường ta tới xem. Huyền lão thần sắc kỳ dị, hắn thả ra một đạo màu bạc trắng sấm sét, quanh quẩn tại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Vậy đạo lôi đình có thể nối thẳng Diệp Thần khí hải, tra xem hắn thương thế bên trong cơ thể. Diệp Thần lập tức vận dụng hỗn độn lôi lực, che lại luân hồi hơi thở. Huyền lão thấy Diệp Thần khí hải trong đó, lôi lực hùng hồn, quy luật nguyên vẹn, không khỏi hài lòng gật đầu một cái. Được, ngươi khôi phục được cực nhanh, đã như vậy vậy thì theo ta đi, mang ngươi đi một cái địa phương tốt. Huyền lão vừa nói, lúc này xoay người. Mà vậy minh nữ toàn bộ hành trình mặt lạnh không nói lời nào, tựa như đối với người nào đều là bộ dáng như vậy, Diệp Thần vậy thấy có lạ hay không? Hắn đi theo Huyền Minh nhị lão, đi tới vị kia tại tông môn chỗ sâu nhất địa phương, gặp được vị vào trong đó một cái hải vực. Ngươi có biết này vì sao chỗ? Huyền lão hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hỏi. Hắn thực lực nhường người không đoán ra, bề ngoài nhìn qua giống như là một hữu dũng vô mưu mãng phu, nhưng thực tế tâm tư lại âm trầm rất. Mà minh nữ cho tới nay đều là đi theo hắn bên người, vô cùng nói ít nói. Bầy mưu lập kế người kia, vẫn luôn là Huyền lão. Diệp Thần ánh mắt khá là ngạc nhiên, hắn lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết. Sau đó Huyền lão liền cùng hắn nói cái này phiến biển lai lịch. Cái hải vực này tên là Thánh Lôi Hải, từ viễn cổ lúc thì đã tồn tại, Thái Lôi Thần Tông vậy dựa vào cái này phiến biển lực lượng, hoàn thành mới bắt đầu giai đoạn quật khởi. Chỉ là sau đó cái này Thánh Lôi Hải xuất hiện vấn đề, liền bị phong ấn ở này. Ngàn vạn năm qua, mỗi vừa đảm nhiệm người nắm quyền cũng tìm đường giải quyết, để lần nữa sống lại Thánh Lôi Hải. Thánh Lôi Hải vừa nhìn vô tận, sóng sôi trào. Làm hóa thành lôi tương sấm sét lật sông tới lúc đó, bên bờ liền sẽ hiện ra một đạo mơ hồ trận pháp, phong tỏa bọn chúng xâm nhập. Nhưng Diệp Thần nhưng không thể từ trong nhận ra được một chút sức sống, rõ ràng sóng nhiệt lăn lộn, gầm thét không ngừng, nhưng cái này tòa thánh lôi hải, nhưng khắp nơi lộ ra chết quỷ dị không khí. Diệp Thần chừng mực rõ ràng, Huyền Minh nhị lão vì sao phải đem mình mang tới nơi này. Hủy thiên diệt địa vậy to lớn sấm vang, không ngừng truyền ra. Dung chuyển thương khung, chấn nhiếp hoàn vũ. Cái này thánh lôi hải phía trên chân trời, đều bị chết bóng mờ bao phủ. Động cùng yên tĩnh, ở chỗ này biểu diễn ra cực hạn chênh lệch. Đè được người không thở nổi. Nơi này là thời kỳ thái cổ lưu lại một phiến lôi biển, tích chứa trong đó trước ở giữa đất trời này bổn nguyên sấm sét lực lượng, chỉ là cuối cùng, vô hạn sức sống đều bị đoạn tuyệt. Nếu như có thể bàn việc cái này phiến thánh lôi hải, đem ở giữa sấm sét lực lượng lấy ra, đó đúng là giữa trời đất cường đại nhất lôi pháp tắc. Huyền lão giang hai tay ra, ánh mắt bên trong đều là khát vọng. Nhưng Diệp Thần khứu giác cực kỳ bén nhạy, hắn đã từ Huyền lão lời nói trong đó, nghe được một chút mùi không giống tầm thường. Huyền lão đem hắn đơn độc mang đến chỗ này, tuyệt không phải là vì nhường hắn rõ ràng cái này phiến thánh lôi hải lịch sử. Diệp Thần trong lòng, đã dâng lên nồng nặc phòng bị chi tâm. Giữa lúc hắn suy tư lúc đó, nấp trong luân hồi mộ địa ở giữa hỗn độn lôi đế lên tiếng. Cái này một phiến cái gọi là biển, là ta năm đó sau cùng sinh mạng căn nguyên, không nghĩ tới rơi xuống nơi này. Hỗn độn lôi đế thanh âm, nhưng Diệp Thần đột nhiên cả kinh. Lôi đế tiền bối, ngươi nói đây là ngươi bổn nguyên lực lượng, có thể vì sao như vậy yên lặng. Diệp Thần nơi cảm nhận được lôi đình lực, tiết lộ ra một cổ nồng nặc tự ý, không có nửa điểm sức sống có thể nói. Căn nguyên cùng bề ngoài là có chút khác biệt, trong này phần lớn sức sống, đều đã diệt vong, nhưng ta ở thân xác hư hại trước, vì mình giữ lại cuối cùng một phần chỗ trống, ở nơi này trong biển, có một đạo lôi trụ, là thần của ta hồn, bất quá nhìn dáng dấp vậy mau biến mất. Hỗn độn lôi đế chậm rãi thở dài nói. Hay không còn có cơ hội lần nữa sống lại này biển? Diệp Thần âm thầm hỏi. Hỗn độn lôi đế lắc đầu một cái, không có cơ hội. Nhưng ngươi nếu là có thể đem cái này lôi biển trong đó thuộc về ta cuối cùng một chút thần hồn luyện hóa, là được sử lôi đình thần thể đạt tới viên mãn bước, hoàn chỉnh thừa kế ta truyền thừa.
Hỗn độn lôi đế vừa nói, lại thả ra một phần sấm sét, tiến vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần trong cơ thể, có một đạo nhỏ xíu lôi lực đang di động, đó là hỗn độn lôi đế nơi thả ra. Lôi lực theo máu, leo lên, rất nhanh liền rót vào Diệp Thần hai con ngươi bên trong, mượn cái này đóng kín một cái lôi lực bơm vào, Diệp Thần xuyên thấu qua tầng tầng lóng lánh sấm sét, gặp được ở vào lôi biển chỗ sâu nhất cây kia thông thiên quang trụ. Nháy mắt phương hoa, thoáng qua rồi biến mất. Diệp Thần chỉ thấy được, ở đó dưới đáy biển, có một cây thông thiên cột, đen nhánh thâm trầm. Đây chính là hỗn độn lôi đế nơi lưu lại thần hồn, che chở hắn cuối cùng một chút lực lượng của thân thể, bất tử bất diệt, chống đỡ đến nay. Diệp Thần không thể không xúc động, hỗn độn lôi đế thực lực cường đại, xa xa vượt quá hắn ý liêu. Ước chừng như vậy một phần thân thể còn sót lại, thì có như vậy cuồn cuộn cảnh tượng, vậy hắn cường thịnh lúc đó, lại sẽ có thực lực như thế nào? Sợ rằng so với Nhâm Phi Phàm, mà tổ vô thiên các người, cũng tướng không kém bao nhiêu đâu. Như vậy có thể tưởng tượng, hỗn độn lôi đế ở đó quần ma cũng dậy thái cổ niên đại, toát ra hạng bá đạo thần tư. Nếu không phải bởi vì độc lập đỉnh phong, hoành đầy hết thảy, quá cô quạnh mà lựa chọn ngủ say, bỏ lỡ về sau thời đại viễn cổ, có lẽ cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế này. Hỗn độn ngũ tử, đều là như vậy. Diệp Thần thu hồi tâm niệm, đồng thời vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có hỗn độn lôi đế che chở, cái này thánh lôi hải liền không đả thương được hắn. Mà lúc này, hắn nghe được huyền lão vậy mà không tình cảm thanh âm. Ngươi nhiệm vụ, chính là đi này biển, tìm thuộc về chính ngươi cơ duyên, nhớ, tìm được đi lên nữa, đến lúc đó, ngươi biết trở thành toàn bộ thái lôi thần tông mạnh nhất thiên kiêu, cũng đem sẽ thừa kế tông môn đạo thống, trở thành đảm nhiệm mới thiếu trưởng môn. Huyền lão trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười ôn hòa, là Diệp Thần giáng lên cổ khí. Nhưng Diệp Thần nơi nào không biết lão già này tâm tư. Hắn trải qua rất nhiều sống chết, nhìn quen nhân tâm hiểm ác, hết sức rõ ràng, lão già này lén lút tuyệt đối không an cái gì tốt tim. Trong cơ thể hắn hỗn độn lôi đế, lúc này mở miệng nói, hắn là muốn nhường ngươi tiến vào trong đó, lấy bên trong cơ thể ngươi trí cao vô thượng sấm sét lực lượng, tới lần nữa kích hoạt cái này phiến thánh lôi hải. Bởi vì ngươi sau khi đi vào, nơi này sấm sét liền sẽ đem ngươi coi là cấm kỵ. Điên cuồng tấn công, ngươi như muốn sống hạ, tới cũng chỉ có thể phản kháng, mượn chí cao lôi đình lực, chỉ cần có thể lần nữa oanh phá nơi này cấm chế, xé ra một đạo lỗ hổng, vậy hắn liền có thể đi vào trong đó, ngư ông đắc lợi, bắt được ta vậy một chút thần hồn. Hỗn độn lôi đế trải qua vạn cổ, tự nhiên biết rõ huyền lão đang có ý gì. Hắn nói vừa ra, nhất thời nhường Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc này trong lòng cười nhạt không dứt. Huyền lão vì dụ dỗ hắn đi vào, chính là vì đạt được vậy một đạo thần hồn lôi trụ, nói gì cùng hắn tiếp tông chủ vị, những lời này đều là giả. Yên tâm đi đi, hai người chúng ta sẽ bảo đảm tính mạng ngươi không lo. Huyền lão vừa nói, không cho Diệp Thần cự tuyệt cơ hội, hắn cả thân khí thế ngay tức thì đổi được vô cùng bàng bạc, thậm chí sau lưng còn mơ hồ hiện ra một vòng sấm sét đại nhật, tản ra hung dữ uy mạnh ánh sáng rực rỡ. Huyền Minh nhị lão, đều đã trang trí cao cấp lôi tu cảnh giới. Hơn nữa có rất nhiều mạnh mẽ thủ đoạn, mới có thể hiệu lệnh cái này chư thiên vạn giới, nhất là thần thánh lôi tu tông phái. Mà một vòng này mênh mông hơi thở, cũng đem cái này thánh lôi hải bên ngoài phong ấn, từ từ mở ra một vết thương. Cùng lúc đó, vậy thánh lôi hải vậy sinh ra chập chờn, đạo đạo mất đi, sấm sét cuốn tới, cuồn cuộn vô địch. Chỉ bất quá những thứ này sấm sét đến huyền lão trước mặt lúc đó, liền không thể cử động nữa. Huyền lão ánh mắt lạnh lẽo, trong cơ thể sấm sét phun trào, có vô cùng lôi quang ánh chiếu ra, ngưng tụ thành một đạo lôi lực 10 phần tấm thuẫn, đem thánh lôi hải tập kích toàn bộ chặn. Yên tâm vào đi thôi, chỉ chút này sấm sét, còn không cách nào làm sao ta. Cùng thời khắc đó, Minh Nữ vậy đứng ra, trực tiếp ra tay mở ra một cái lối đi. Minh Nữ cả thân lôi khí 10 phần âm lãnh, bất quá lại cũng không đạt tới chí âm bước, càng nghiêng về tại băng xương âm hàn. Trên người nàng khí lạnh bạo dũng ra, kịch liệt mạnh mẽ, cuồn cuộn bao la, giống như một tôn phá băng ra người khổng lồ viễn cổ, đạp phương bộ, ầm ầm đánh ra. Diệp Thần thấy nàng sử chiêu thức sau đó, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng lòng bàn tay bên trong, lại ngưng tụ ra một cái băng xương trường kiếm, tựa như nối thẳng thiên địa, liền bốn phía hư không cũng đi theo sụp đổ. Vô tận thần uy chiếu sáng đi ra, thông triệt thiên địa.
đây cũng là Huyền Minh nhị lão thực lực sao? Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Sợ rằng hắn hiện đang thi triển luân hồi toàn lực, đều không cách nào làm bị thương cái này hai người trong đó một cái đi. Bọn họ chí ít đã vượt qua Thiên Quân lão tổ trung cấp tầng thứ, có lẽ đã đạt tới Thiên Quân lão tổ giai đoạn cao cấp. Cho dù là ở chư thiên vạn giới, thực lực bực này, vậy cũng coi là nhất lưu cao thủ. Bành! Trong thánh lôi hải, phịch đích một tiếng, truyền đến tiếng vang lớn. Trận pháp mở ra, sấm sét trên mặt biển xuất hiện một cái tạm thời lối đi. Mau chút vào đi thôi, cái lối đi này không cách nào kiên trì quá lâu. Huyền lão lúc này hóa thân lôi quang cự nhân, tạo ra một phiến động thiên, lúc này đang cúi đầu xuống thúc giục. Minh nữ tay cầm băng xương kiếm, cuồn cuộn bao la, thần sắc vô cùng là lạnh lùng. Nếu như Diệp Thần chần chờ, sợ rằng ngay tức thì liền sẽ bị lôi quang đánh nát. Hắn ở ánh mắt hai người nhìn soi mói, bước đi vào này cái hải vực, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, liền nghe phía sau chuyển tới tiếng vang. Quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Huyền Minh nhị lão đóng cửa lại. Huyền lão còn đối với hắn mỉm cười gật đầu, tỏ ý Diệp Thần không cần lo lắng. Diệp Thần đi bên kia liếc mắt một cái, thần sắc nghiêm túc, hắn biết mình hoặc đem đối mặt một ít nguy hiểm. Vậy thánh lôi hải tiêu diệt sấm sét, tựa hồ vậy phát giác không biết người xâm lăng, nhất thời đổi được bạo động lực, đạo đạo sấm sét, xé hư không, thối giữa không dứt, để cho chung quanh đây hết thảy quy luật cũng điên đảo, thậm chí xu hướng tại biến mất. Những thứ này sấm sét đã không có tự mình ý thức, tự nhiên cũng không quyền uy khái niệm, bất kỳ tiến vào nơi này người, cũng sẽ bị hắn coi là địch tay. Ngươi không cần lo lắng, cứ đem cái này tơ hỗn độn lôi lực thả ra ngoài, chúng có thể nhận ra, sẽ không tấn công, có thể bảo ngươi bình yên vô sự. Hỗn độn lôi đế phân ra một chút lực lượng cho Diệp Thần, sau đó lần nữa trở lại luân hồi mộ địa, nghỉ ngơi lấy sức. Đối với hắn bây giờ mà nói, mỗi vừa phân thần hồn lực lượng cũng vô cùng là chân quý, ra tay nhiều một lần, hơi thở liền sẽ yếu bớt một phần. Vì vậy hắn không thể không nằm nhập nghĩa địa nghỉ ngơi, khôi phục chút linh khí. Diệp Thần đạo câu đa tạ, lặng lẽ đem phần ân tình này nhớ trong lòng. Qua lại đủ loại trải qua tới xem, hỗn độn lôi đế cũng không phải là tốt thiện vui thi người, hắn làm hết thảy các thứ này, bất quá là muốn kéo gần cùng Diệp Thần khoảng cách mà thôi. Diệp Thần tự nhiên rõ ràng ý trong đó, hắn thả ra cái này đạo hỗn độn lôi lực, những cái kia mãnh liệt chạy tới mất đi sấm sét xoay tròn dừng lại, rơi vào giữa không trung bên trong, tựa hồ là rất sợ hãi đạo này thật nhỏ tử lôi. Làm sao, hiện tại cũng biết sợ sao, mới vừa làm gì, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngay sau đó cầm trong tay lôi quang đánh ra, nhất thời thiên tàn thiếu, mất đi sấm sét không ngừng tiêu tán, đem hỗn loạn hơi thở mang đi. Đồng thời lấy được nơi này còn thừa lại quy luật. Vậy đầy trời sấm sét không ngừng hội tụ, phảng phất là chúng loại nào đó nguyền rủa, nhanh chóng thu nhỏ lại diệt vong, tiêu di hầu như không còn, không còn tồn tại. Cùng hắn lại lần nữa trở lại thánh lôi hải bên trong lúc đó, chỉ còn lại có một chút sấm sét, vô lực rủ xuống đi xuống. Mà cả tòa thánh lôi hải tựa hồ cũng phát giác Diệp Thần đến, trên người tản ra hơi thở, vô cùng mạnh mẽ chói mắt, trọng yếu hơn chính là trên người hắn cái này một chút hỗn độn lôi khí, cùng năm đó hỗn độn lôi đế lưu lại thông thiên trụ, hơi thở giống nhau như đúc. Diệp Thần hiến tế ra luân hồi huyết mạch lực lượng, cùng lôi đình này dung hợp với nhau, nhất thời tự nhiên ở mất đi lôi biển trong đó, lại là để cho yên lặng đã lâu lôi biển sôi trào, toát ra một hồi xương trắng. Ngay sau đó, tan thành mây khói, nồng nặc xương mù trùng trùng phân bố, tràn ngập toàn bộ thánh lôi hải, trở cách trong ngoài tất cả tầm mắt. Đồng thời vậy chặn lại đang bên bờ xem cuộc chiến Huyền Minh nhị lão tầm mắt. Huyền lão nhíu mày một cái, mở hồn mắt, nhưng phát hiện mình không cách nào nhìn thấu vậy cảnh tượng bên trong. Hắn mắt thần, nhưng mà đi qua mạnh mẽ sấm sét rèn luyện, giống vậy vô căn cứ vật cũng có thể nhìn thấu, không nghĩ tới nhưng ở thánh lôi hải gặp phải ngăn trở. Tại sao có thể như vậy? Huyền lão nhất thời sinh lòng nghi ngờ, mà hắn một bên minh nữ cũng nói. Mình không cách nào nhìn thấu tầng này khói trắng vậy khói mù. Chẳng lẽ là thằng nhóc này làm ra? Gần đây không thích nói chuyện minh nữ, lúc này mở miệng nói. Hắn tựa hồ đã phát giác chúng ta ý đồ, nhưng vậy thì như thế nào? Chúng ta chỉ là ở chỗ này, cùng hắn đi ra, là được bắt, lấy hắn thực lực, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc chính là lớn nhất khí vật, lại làm sao có thể nắm giữ cái này phiến thánh lôi hải?
Huyền lão chính là khinh thường cười một tiếng. Hắn cho dù thiên phú mạnh hơn nữa thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu thôi, ta cũng không tin, cùng cái này sương mù dày đặc tản đi sau đó, hắn còn có thể có thủ đoạn có thể ngăn cản chúng ta theo dõi. Minh nữ cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy sự thật quả thật như vậy, liền phóng khoán tim tới. Hai người chỉ coi là cái này trong thánh lôi hải có tự động che giấu bản lãnh, dẫu sao nơi này sấm sét thuộc về mất đi một loại, thập phần cường đại uy vũ. Hơn nữa còn là từ thái cổ truyền xuống, có thập phần thần bí uy áp. Lúc này, ở trong thánh lôi hải, Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, hắn bố trí ra những thứ này khói trắng, chính là vì ngăn che Huyền Minh nhị lão thăm dò. Hắn cũng không muốn để cho cái này hai người thấy mình mặc qua thánh lôi hải, đi tới mặt biển hạ. Hắn đem vậy một chút lôi đình lực làm tấm thuẫn, để ở bốn phía tản ra sấm sét, bình yên vô sự đi vào trong đó. Những thứ này thông thường sấm sét, cơ hồ đều sợ hỗn độn lực, dẫu sao đây chính là thiên địa sơ khai hùng vĩ lực lượng, cho dù chỉ còn lại có một món, vậy đủ để cho tất cả sấm sét chùn bước. Cái này thánh lôi hải dưới lòng đất thế, vậy sinh được khá là kỳ lạ, giống như là có từng ngọn núi cao đổ tới đây, đỉnh núi đều là hướng xuống dưới sôi trào, nguy nga nguy nga. Diệp Thần thấy như vậy địa thế, hơi cảm thấy tò mò. Rất nhanh, hắn liền gặp được ngọn núi kia trung ương, có một tòa thông thiên trụ, giống như nhất trụ kình thiên, chĩa vào toàn bộ đổ sụp xuống thánh lôi hải. Diệp Thần thấy vậy, cũng không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh, bởi vì chỗ này thiên trụ cao đến trăm nghìn trượng, hắn chỉ gặp đạt được vậy mãnh liệt có lực ngọn núi chính, nâng toàn bộ rơi xuống đại thế giới. Thật là kỳ lạ cảnh tượng, đây cũng là ngươi lưu lại vậy một món thần hồn sao? Diệp Thần gặp qua không thiếu cường đại tồn tại, nhưng một chút thần hồn trải qua vạn cổ năm tháng, còn có nhiều uy lực này, không hề nhiều gặp. Hỗn độn lôi đế chỉ để lại bộ phận thần hồn, trợ giúp Diệp Thần giải đáp nghi ngờ. Ừ, đây coi như là ta linh hồn lực lượng ở giữa một phần căn nguyên, ở thoát khỏi ta bản thể thời điểm, liền cùng tự thân cắt đứt liên lạc. Lúc ấy ta tìm ngàn năm, cũng không có thể tìm được nó, lại không nghĩ rằng thiên đạo luân hồi, ở nhục thân của ta bị diệt sau đó, còn có thể gặp được một món thần hồn. Hỗn độn thần đế không khỏi than thở một câu. Diệp Thần có chút hiếu kỳ, hiệp bọc một phần hỗn độn lôi lực, tới chỗ tòa này thông thiên thần trụ trước mặt. Cái này một phiến cảnh tượng, vị là nguy nga, từ dưới đi lên nhìn lại, liền có thể thấy nhộn nhạo ba quang. Lúc đầu vậy một phiến thánh lôi hải, bất quá là giả tưởng thôi. Chỉ có nông cạn một tầng. Chân chính bí mật kinh thiên, cũng giấu trong lòng đất hạ. Cái này cây thông thiên thần trụ, chính là do hỗn độn lôi đế thần hồn nơi hóa thành, lúc này đã lột xác thành mới tinh hình dáng. Liền hỗn độn lôi đế mình cũng không xác định, cái này một món thần hồn phải chăng đã ra đời mới linh trí. Hắn cũng không cách nào cho biết Diệp Thần, kết quả rốt cuộc như thế nào. Bởi vì hắn cái này một chút thần hồn hoàn toàn hao hết, cả người vậy lâm vào ngủ say. Không có hỗn độn lôi đế giải thích đáp hoặc, Diệp Thần chỉ có thể tự thăm dò. Mà sau đó, hắn phát hiện một chút có ý nghĩa hiện tượng, từ hắn góc độ nhìn lại là chỗ tòa này sấm sét trụ chĩa vào mất đi thánh lôi hải, nhưng là từ vùng biển phía trên tới xem, nhưng giống như là thánh lôi hải trấn áp chỗ này sấm sét. Hai bên chế ước lẫn nhau, đối lập chống lại. Làm Diệp Thần đứng ở một bên cẩn thận xem thời điểm, vậy một tòa thông thiên lôi trụ bề ngoài nổi lên biến hóa, bốn phía có thật nhỏ lôi quang tụ đến, trình viên hình bao vây, cuối cùng tại tâm điểm ngưng tụ thành một đạo hình người. Qua nhiều năm như vậy, người rốt cuộc đã tới. Một đạo thanh âm quen thuộc ở Diệp Thần vang lên bên tai, nhất thời để cho hắn làm sửng sốt một chút, Diệp Thần định nhãn nhìn, lại phát hiện lôi quang nơi hội tụ người đi ra ngoài ảnh, lại cùng hỗn độn lôi đế lớn lên giống nhau như đúc. Không, hoặc là nói đây cũng là hỗn độn lôi đế. Hắn đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, diễn cảm mười phần ôn hòa. Diệp Thần trong chốc lát có chút ngẩn ra, theo bản năng lui về phía sau hai bước, thả kéo ra khoảng cách. Ngươi chính là ta bản thể truyền nhân chứ? Ta có thể cảm nhận được trên mình ngươi mang theo hỗn độn lôi lực, không có lấy được này người thừa kế, là chắc chắn không cách nào có được này cùng mênh mông sức mạnh to lớn. Vậy hỗn độn lôi đế thần hồn, chậm rãi nói. Hắn muốn đi tới đến gần Diệp Thần, nhưng là đi ra mấy bước, lại bị một tầng vô hình vô sắc bình phong che chở trận lại. Nhất thời, hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, nhưng cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Lần này sau này,
hắn lại khôi phục vậy lần dịu dàng mặt mũi. Cái này đáng chết lôi biển, đem ta khốn nơi này chỗ, ngàn vạn năm tới không thoát thân được, hôm nay ngươi đến, vừa vặn thay ta giải khai này cùng phong ấn. Diệp Thần định nhãn nhìn xem hắn, trong lòng có sở tư tìm. Tuy nói hắn không cách nào thấy tầng kia bình phong che chở, nhưng lại có thể cảm giác được, toàn bộ thông thiên lôi trụ cũng bị vây hãm trong đó. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy, tên này không hề xem bề ngoài nhìn qua như vậy thân thiện. Yên tâm đi, đạo phong ấn này chỉ là nhằm vào ta, đối ngươi không có phân nửa ảnh hưởng, chỉ cần ngươi đi vào, thay ta giải khai đỉnh núi vậy một đạo tâm trận là được, đợi phong ấn phá sau đó, ngươi thì sẽ hoàn toàn lấy được ta truyền thừa. Hỗn độn lôi đế cười nói, chia tay ra, dùng tay làm dấu mời. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, trước mặt này tia thần hồn, đúng là hỗn độn lôi đế lưu lại, cũng không phải là giả giả. Nhưng thân là luân hồi chi chủ bản năng, nhưng để cho hắn phát giác nguy hiểm, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn nhanh chóng suy tư, nháy mắt tức thì ánh mắt chấn động một cái. Chốc lát thời gian, hắn đã phát giác chỗ không đúng. Trước mắt hỗn độn lôi đế, thái độ quá mức ôn hòa. Đúng vậy, ôn hòa. Phải biết hỗn độn lôi đế bản thân nhưng mà thập phần cường đại lại kiêu ngạo người, lần đầu tiên từ luân hồi mộ địa tỉnh lại, cũng chưa có đem Diệp Thần coi vào đâu. Vậy cổ lạnh như băng khí chất, tới từ thực lực cường đại, giống như cao cao tại thượng chư thiên đế hoàng, không cách nào sửa đổi, không thể phỏng theo. Diệp Thần chậm rãi bước ra một bước, từ ngoài mặt xem, hắn tựa hồ là tin cái này tia thần hồn là hỗn độn lôi đế nơi lưu lại. Nhưng trong lòng, nhưng là vô cùng cẩn thận. Vậy một món hỗn độn lôi đế thần hồn, nụ cười rồi rào, cười nghênh đón hắn đi vào. Vậy hỗn độn lôi đế thần hồn hai tay chắp sau lưng, nụ cười ôn hòa, mười phần hòa ái dễ thân cận. Rất tốt, nếu như có thể đem cuối cùng một chút thần hồn bổ sung nguyên vẹn, tất cả lôi đế pháp thuật cũng sẽ mở, đến lúc đó, đem ngươi sẽ trở thành là chư thiên hỗn độn thiên cường đại nhất lôi tu. Hỗn độn lôi đế thanh âm trong đó, tràn đầy cám dỗ. Bất quá Diệp Thần nhưng ở một khắc cuối cùng ngừng lại, khoảng cách vô hình kia bình phong che chở, ước chừng nửa bước xa. Hỗn độn lôi đế lúc này ngây ngẩn, chợt mở miệng hỏi nói, còn có cái gì băn khoăn sao? Cứ nói ra, chỉ cần ta biết, liền sẽ vì ngươi giải đáp. Diệp Thần không nói gì, mà là cười híp mắt nhìn hắn. Hỗn độn lôi đế cảm thấy sự việc có chút ra nắm trong tay, thần sắc vậy dần dần từ ôn hòa đổi được không lộ vẻ gì. Ngươi chẳng lẽ không muốn lấy được cuối cùng này một chút truyền thừa sao? Hoặc là nói, ngươi đã mình lĩnh ngộ lôi đế pháp thuật. Vậy hỗn độn lôi đế lại là hỏi. Diệp Thần như cũ lắc đầu một cái, nói ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời đi lên, ta là được vì ngươi giải khai phong ấn. Nói, ban đầu bản thể của ngươi đem cuối cùng một chút thân xác cùng thần hồn phân hóa lúc đi ra, rốt cuộc là thân xác che ở thần hồn. Vẫn là thần hồn che ở thân xác. Diệp Thần vừa hỏi như thế, để cho hỗn độn lôi đế sợ run hồi lâu, chợt cười nói, đương nhiên là thần hồn che ở thân xác, mới có thể để cho thần hồn tồn lưu đến đây. Diệp Thần trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, phản bác không, là thân xác bảo vệ thần hồn, đây là hắn chính miệng nói cho ta, ngươi chẳng lẽ không nhớ bản thể sở hành chuyện liền sao? Hỗn độn lôi đế nghe vậy, nhất thời nhíu mày một cái. Phải không? Vậy có lẽ là ta nhớ lộn đi. Nghe đến lời này, Diệp Thần hoàn toàn thu hồi bước vậy nửa bước, lui về tới chỗ cũ. Ngươi căn bản cũng không phải là hỗn độn lôi đế thần hồn, nói đi, gạt ta đến bên trong đi muốn làm cái gì, nói giữa lúc điểm lý do, có lẽ ta sẽ cân nhắc cứu ngươi. Diệp Thần trên mặt, lộ ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Mới vừa rồi hắn chối, chẳng qua là dò xét thôi. Cái này cái gọi là hỗn độn lôi đế thần hồn, thời điểm bắt đầu trần chờ hồi lâu, cũng đã bại lộ hắn giả mạo thân phận. Mặc dù hắn nói ra câu trả lời chính xác, nhưng là bị Diệp Thần hủy bỏ sau đó, cũng không có kịp thời cho sửa lại là giả càng thêm giả. Nếu như hắn thật là hỗn độn lôi đế lưu lại cuối cùng một chút thần hồn, lại sao sẽ không biết bản thể năm đó rơi xuống cuối cùng, là thần hồn che ở thể xác. Như vậy có thể gặp, hôm nay nơi còn sót lại cái này tia thần hồn. Bất quá là một hàng giả thôi. Tên này cũng không biết là từ nơi nào nhảy ra cô hồn dã quỷ, bị Diệp Thần đoán được sau đó, thần sắc hoàn toàn lạnh như băng. Mà hồn thể cẩu hắn, vậy dần dần đổi thành một cái mặt xanh răng nanh ác quỷ,
cả thân ra hiện lên màu thanh lục ánh sáng. Không nghĩ tới ngươi còn có chút khôn vặt, lại có thể nhìn thấu ta mưu kế. Vậy quái vật mặt xanh răng nanh, cười hắc hắc, con ngươi bên trong lục quang lưu chuyển, chăm chú nhìn Diệp Thần, thật giống như gặp được loại nào đó mỹ vị thức ăn. Diệp Thần không cách nào xác định cái này mặt xanh quái vật rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngươi rốt cuộc là vật gì loại, chiếm cứ cái này một chút gửi thần hồn lại là vì cái gì? Ha ha, ta là ai cũng không trọng yếu chính là bên trong cơ thể ngươi vậy đạo lôi đình hơi thở, hết sức quen thuộc à, làm ta khó mà quên trong lòng, nếu là có thể đem ngươi nuốt vào, ta liền có thể lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục như cũ, cho dù hiện tại không nuốt nổi, vậy ngươi hôm nay vậy trốn không thoát. Mặt xanh quái vật khóe miệng nụ cười, quỷ quyệt âm hàn. Lúc này, Diệp Thần tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vậy lập thể mặt biển. Chỉ gặp thánh lôi hải lôi tương, đều đã nhuộm thành liền đen nhánh vẻ. Nguyên bản đại khí bàng bạc, hiện tại nhưng đổi được u ám thâm trầm, phảng phất có vô tận ác ma quy tắc ở trên đó lưu chuyển, bao phủ ở trên đầu bọn họ, tựa hồ là một tòa địa ngục. Ngươi làm cái gì? Diệp Thần đột nhiên cả kinh, nhìn về phía vậy mặt xanh quái vật. Ta không làm gì, chỉ bất quá ở nơi này ngàn vạn năm thời gian tới nay, bày ra một cái bẫy mà thôi. Trước mắt cái này phiến thánh lôi hải, đã thuộc về ta khống chế phạm vi, làm ngươi bước vào đáy biển một khắc đó trở đi, thì đã trở thành ta trong lòng bàn tay đồ chơi, không cách nào thoát khỏi. Vừa nói, mặt xanh quái vật lại nữa nương tay, mà là trực tiếp lòng bàn tay một nặn, nháy mắt tức thì có vô tận hắc mang tụ đến. Diệp Thần giống như là bị kẹt ở âm tào địa phủ trong đó, khắp nơi đều là quỷ dị hắc khí, bọc được bí mật không ra gió, để cho hắn không có thở dốc chỗ trống. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần đã đem Long Uyên Thiên Kiếm rút ra. Long Uyên Thiên Kiếm, Thái Dương Xích Hoàng Trảm. Diệp Thần cầm kiếm, khẽ quát một tiếng, vô cùng khí thế nhất thời bộc phát ra, cho dù là hắc khí lượn quanh đáy biển, vậy sinh ra chấn động, lay động không dứt. Vô tận Thái Dương quy tắc, đan vào ánh trăng, ở chỗ này lưu chuyển. Thế nhưng mặt xanh quái vật nhưng một chút cũng không sợ, một khắc sau, hắn chậm rãi lơ lửng lên. Ngón tay chạm được vô hình vô sắc bình phong che chở. Bành! Ngay sau đó, hắn bắn ra mấy đạo giống như nước gợn nhộn nhạo ánh sáng. Diệp Thần nơi cho đòi kêu thiên kiếm lực, cũng không có để cho mấy người bọn họ chịu ảnh hưởng, bởi vì một đạo vô hình tràng vực tác phẩm xây, đem người vây hãm trong đó. Người cảm giác được mình vùng vẫy hữu dụng không? Cuối cùng vẫn sẽ bị ta luyện hóa, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề thôi. Vậy cái huyết long thần sắc xâm nghiêm, cả thân màu máu ánh sáng có thể chiếu ánh bầu trời, thậm chí so với cái này luân thái dương, tới được càng thâm trầm. Không có ích lợi gì, nơi này chính là thánh lôi hải, là ta lãnh vực, ở ta đem hỗn độn lôi đế cuối cùng một chút thần hồn chen đi, phong ấn sau đó, liền trở thành nơi này nắm giữ. Mặt xanh quái vật ngửa mặt lên trời cười dài. Ầm ầm một tiếng, sấm sét nổ vang, mây đen hội tụ. Mặt xanh quái vật điều động núp ở chỗ sâu lực lượng, làm Diệp Thần bất ngờ không kịp đề phòng. Đối mặt vậy trong bầu trời lăn lộn mây đen, Diệp Thần nhất thời có cái gì không đúng. Cảnh tượng như vậy, quả thực là có chút đáng sợ. Ung ung uy áp, chân thực quá mức rung động. Liền nơi này hư không sóng gợn đều bị chen bể, từng cục khổng lồ mảnh vỡ rơi xuống, phơi bày ra sâu kín đen nhánh vẻ, mà trên bầu trời, những cái kia hắc khí vậy hóa thành hư ảnh, hướng Diệp Thần tấn công. Đây là mặt xanh quái vật khống chế chiến ý, cũng là hư ảnh, mang theo cường đại lực lượng, vọt xuống tới, làm nguyên phiến thánh lôi hải cũng đột nhiên hỗn loạn. Vô hình vô sắc bình phong che chở, vậy như sóng vậy lăn lộn. Thêm nữa, bị đè ở dưới đáy tòa kia sấm sét thần trụ, kịch liệt rung chuyển, giống như là một đầu tuyệt thế hung thú. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần muốn đột phá nơi này phong tỏa. Sợ rằng còn được từ khác một góc độ tới ra tay. Toàn bộ thánh lôi hải sinh ra quỷ dị chập chờn, đem Diệp Thần giam ở trong đó. Mặc dù không có uy hiếp chí mạng, nhưng Diệp Thần có thể nhận ra được những lực lượng này có ăn mòn tính, liền hắn bảo vệ ở bên ngoài cơ thể huyết quang bình phong che chở cũng có thể gặm xuống tới, có thể gặp hắn ăn mòn trình độ cường đại. Mà một bên khác, như cũ bị kẹt ở vô hình không màu trận pháp bên trong mặt xanh quái vật, một chút cũng không nóng nảy. Hắn lần nữa trở lại vậy sấm sét thần trụ bên trên, ngồi xuống nghỉ ngơi,
cười híp mắt nhìn về phía Diệp Thần bên này. Ta nói hết rồi, chỉ cần ngươi tiến vào nơi này, liền trở thành ta con mồi, bên trong 3 ngày, ngươi tất cả vũ khí pháp bảo, hoặc là thần thông, đều không cách nào chống đỡ ta cái này vĩnh đêm đen lợi hại. Vậy mặt xanh quái vật quỷ dị cười một tiếng, chợt liền không nói gì nữa, yên tĩnh chờ đợi. Diệp Thần tạo lập được màu máu bình phong che chở sau đó, vậy dứt khoát ngồi xếp bằng xuống tới, tâm thần chìm vào đầu óc. Hắn vận dụng luân hồi huyết mạch, thử nghiệm đánh vào chung quanh phong tỏa, đều là lấy thất bại chấm dứt. Đầy trời hắc khí vây quanh, cũng không phải là vô cùng cường đại ma lực, cũng không uy chấn trời ngọn lửa đen, mà là xem sềnh sệt được hóa không ra hắc cao su. Hắn phụ ở không khí ngoài mặt, khó mà trừ, hơn nữa giống như là một cái người săn mồi, yên tĩnh bò lổm ngổm, gặm nhắm người huyết nhục, tốc độ chậm chạp, nhưng lại từng bước đẩy tới. Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng, mặt xanh quái vật vì sao ban đầu ngay tại nói, mình vô luận như thế nào vậy chạy không thoát. Nếu như hắn bước vào vậy bình phong che chở phạm vi, có lẽ sẽ bị mặt xanh quái vật một chiêu giải quyết, dẫu sao hắn bị phong tỏa ở bên trong, vậy không xảy ra trận pháp. Nếu như không lừa gạt thành công, mặt xanh quái vật vậy sẽ không khách khí, đem sẽ hoàn toàn phong tỏa cái này mảnh không gian. Cái này tia ma khí, bền bỉ thêm ngoan cố, Diệp Thần trước nơi không gặp, hắn vận dụng 2 tháp 1 thuật, còn có 3 thanh thần kiếm, đều không cách nào đem cắt. Nhất thời, hắn trong lòng trầm xuống. Đã như vậy, vậy thì dùng luân hồi máu thử một chút. Hắn bỗng nhiên mở 2 mắt ra, lòng bàn tay tới giữa, có một giọt máu tươi nổi lên. Toát ra màu máu ánh sáng rực rỡ, ánh chiếu được rất nhiều hắc ám đều rối rít tránh để cho. Cùng lúc đó, máu tươi hướng lên phóng tới, tiến vào vậy húy mạc như sâu hắc khí trong đó. Diệp Thần thể đánh một trận, huyết khí ngất trời, nhưng là những thứ này ma khí, tựa hồ tràn đầy quỷ dị ma pháp hắc ám, có thể ngăn cản hết thảy. Đối mặt cái này luân hồi máu, hắc khí tuy có nơi tránh để cho, nhưng hình thành vòng vây, đem luân hồi máu khuếch tán phạm vi từ từ nhỏ dần. Thấy một màn này, Diệp Thần ánh mắt rét một cái, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ liền luân hồi máu đều không cách nào đồng phục cái này tia hắc khí liền sao? Diệp Thần nghĩ thầm. Ha 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 ha, ngươi không cần vùng vẫy. Diệp Thần nghe được một đạo tiếng cười lớn, là tên kia mặt xanh quái vật phát ra. Ta nói, ngươi là không trốn thoát được, cái này một món ma khí cũng không phải là phàm tục vật, mà là hỗn độn lục tử trong đó hỗn độn ma đế nơi lưu lại. Bằng vào ngươi trước mắt linh khí cấp bậc, sợ rằng còn không cách nào chiến thắng. Mặt xanh quái vật tuét miệng cười một tiếng, răng nanh lộ ra, rất là khiếp người. Diệp Thần nghe vậy nhất thời cả người chấn động một cái. Hỗn độn ma đế. Đây cũng là từ vì sao mà đến viễn cổ đại thần, hắn trước kia tựa hồ chưa từng nghe qua. Hơn nữa nghe tên, giống như là cùng hỗn độn ngũ tử có chút liên lạc. Ha ha. Người dĩ nhiên không biết hỗn độn ma đế tồn tại, hỗn độn lôi đế cũng sẽ không cùng ngươi nói tới chuyện này. Mặt xanh quái vật trên mặt ý giễu cợt càng đậm, hắn đưa ra vậy chỉ màu xanh đậm ma chảo, trên đó vết thương phân bố. Mà hắn cúi đầu tự lẩm bẩm, giống như là tự nói, hoặc như là đang hỏi Diệp Thần. Ngươi muốn biết ta vì sao sẽ tồn tại ở cái này lôi đế căn nguyên bên trong sao? Ha ha, chuyện này nói đến nói dài. Vừa vặn ta cũng nhàm chán hơn 10.000 năm, liền cùng ngươi nói một chút đi. Diệp Thần không có bất kỳ hứng thú trả lời hắn mà nói, tiếp tục nhắm mắt trầm tư. Mặt xanh quái vật thanh âm, ở nơi này thánh lôi hải trống không để chậm rãi truyền ra. Mà Diệp Thần chính là đem hết tất cả loại biện pháp, đều không cách nào đột phá những thứ này căn nguyên ma khí phong tỏa, đành phải tạm thời xóa bỏ. Liền nguyện vọng thiên tinh nơi thả ra tinh thần trói lọi. Đều bị những thứ này ma khí đè được dần dần ảm đạm, thậm chí xu hướng tại biến mất. Dùng được một lần sau đó, liền không cách nào sử dụng nữa. Tiếp theo Diệp Thần lại phân biệt thử tuyết tàng tinh thần cùng thiên địa huyền hoàng tháp, giống vậy xuất hiện như vậy hiệu quả. Tại sao sẽ như vậy? Diệp Thần nghi hoặc không thôi, vạn phần kinh ngạc, hắn sử dụng nhưng mà 33 thiên thái thượng thần khí, bên trong sảm tạp hồng quân lão tổ cao nhất lực lượng. Có thể nói đây là cái này vực ngoại cấp bậc cao nhất thánh khí. Nhưng đã đến thần bí này ma khí trước mặt, nhưng lần lượt tháo chạy, căn bản không phòng giữ được trận địa. Hơn nữa một lần phóng thích, bị đè sau khi trở lại, phảng phất có một loại lực lượng vô hình, từ trên trời hạ xuống, cắt đứt Diệp Thần cùng những thứ này pháp bảo tới giữa liên lạc. Diệp Thần cuối cùng có thể vận dụng,
chỉ có bản thân luân hồi huyết mạch. Đáng ghét, tên này ma khí quá mức khủng bố, liền hắn đều không cách nào tra thấy rõ ràng, rốt cuộc là cái nào xa xôi thời đại cao nhất ma uy. Bất quá theo mặt xanh quái vật giải thích, câu câu lọt vào tai, Diệp Thần đại khái cũng biết liền bị kẹt ở nơi này phong ấn bên trong, rốt cuộc là vì sao sinh vật. Cái này mặt xanh quái vật, chính là hỗn độn ma đế. Chính xác mà nói, là hỗn độn ma đế một món tàn hồn. Ở đó cực kỳ rất xa thời đại, thiên địa sơ khai, hồng mông sơ ích, hết thảy đều là thuộc về mông lung hỗn độn trạng thái, vậy chính là bởi vì như vậy, ra đời hỗn độn bên trong mạnh mẽ tồn tại. Hỗn độn ngũ tử là trong đó nhân vật đại biểu, ban đầu vừa ra đời chính là đỉnh cấp, thống trị dòng dã một cái thời đại, để lại vô số sáng chói truyền thuyết. Chỉ là sau đó xuất hiện đủ loại biến cố, vậy có thể nói là thiên đạo luân hồi tuần hoàn, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, chưa bao giờ sẽ thuộc về một người nào đó. Cho dù người nào cường đại đến có thể khiêu chiến thiên đạo, nhưng cuối cùng không cách nào chiến thắng thiên đạo. Thế gian vạn vật tương sanh tương khắc, âm dương lưỡng cực, đạo pháp tự nhiên, có quang minh địa phương sẽ có hắc ám. Người tự thân u ám mặt, chính là bóng dáng, đây cũng là quá thế gian chí cao vô thượng thái cực âm dương lý. Đem thời gian suy diễn đến chư thiên vạn giới, mới bắt đầu nhất thời đại, giống vậy dùng thích hợp thời điểm đó hỗn độn ngũ tử, bọn họ đại biểu ngũ hành thuộc tính, thông thiên triệt địa, mạnh mẽ vô cùng, hoành đẩy thế gian hết thảy tồn tại. Nhưng chính là ở loại tình huống này dưới, ra đời một vị từ trong bóng tối đi ra hỗn độn ma đế. Tên này hỗn độn ma đế có thể xưng là hắc ám chi tử, cùng hỗn độn ngũ tử thuộc về phía đối lập. Nhưng trong cơ thể ẩn chứa ma uy, nhưng thông thiên triệt địa, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hỗn độn ma đế chính là chư thiên vạn giới tất cả ma tu tổ tông, cũng là ma công ma bảo phát nguyên. Cường đại như vậy tồn tại, lại sao có thể là hỗn độn ngũ tử nơi cho nên âm dương hai mặt hắc ám cùng quang minh tới giữa, nhất định phải bùng nổ một tràng sinh tử tồn vong đại chiến. Ban đầu cơ hồ tất cả mọi người lấy là hỗn độn ngũ tử đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng sự thật lại cũng không như vậy, cho dù là hỗn độn ngũ tử liền khởi thủ tới, cũng chỉ có thể cùng hỗn độn ma đế đấu được kỳ cổ tương đương, bên tám lạng, người nửa cân. Sáu đại cường giả phân là hai phái, đánh được trời đất u ám, nhật nguyệt không sáng, nguyên cái ngôi sao cùng vũ trụ cũng ảm đạm thất sắc. Trận chiến này tình hình, là lúc ấy tất cả người cũng không nghĩ tới. Ở hơn trận chiến đấu bên trong, hỗn độn ma đế cả thân ma ý tiệm su viên mãn, đổi được càng phát ra mạnh mẽ, thậm chí liền hỗn độn ngũ tử liên thủ, đều không cách nào đem áp chế. Sau cùng tinh không đánh một trận, hai bên đánh được vô cùng là thảm thiết, hỗn độn ma đế thế công từ đó chết, linh thể bị lôi quang đánh diệt, rơi vào hoàn toàn hắc ám. Mặt xanh quái vật nói đến chỗ này, vậy tỏ rõ liền mình thân phận, hắn, chính là hỗn độn ma đế cuối cùng một món căn nguyên. Ban đầu tiêu diệt ma đế một kích tối hậu là do hỗn độn lôi đế để hoàn thành, diệt thế lôi quang ngút trời lên, khủng bố tuyệt luân, đem hỗn độn ma đế thân xác đốt thành cho tàn. Chỉ bất quá cuối cùng, hỗn độn ma đế tồn lưu liền cuối cùng một chút tự mình thần hồn, im hơi lặng tiếng, cực kỳ yếu ớt, liền hỗn độn ngũ tử cũng không có phát giác. Lúc ấy hỗn độn lôi đế bản thể, đem ta đặt vào tại hỗn độn lôi đế sấm sét bên trong, hơn nữa cắt đứt cùng ta tới giữa liên lạc. Để cho ta hoàn toàn ngủ ly bì, đợi ta tỉnh lại lúc đó, chỉ thấy được hỗn độn lôi đế còn sót lại thần hồn cùng thân xác. Mặt xanh quái vật cười quái dị một tiếng, vừa nói nhìn về phía Diệp Thần. Hắn là hỗn độn ma đế thần hồn, nhưng hình thành ý thức độc lập. Không cần giãy giụa nữa, ngươi không cách nào chạy ra khỏi nơi này, có ngươi lực lượng thành tựu hòa tan, tin tưởng cái này phiến phong ấn rất nhanh liền sẽ phá, đến lúc đó ngươi thân xác liền là ta sử dụng, trọng tố ma đế oai. Yên tâm, làm ta thừa kế thần hồn của ngươi cùng trí nhớ sau đó, sẽ thật tốt đối xử tử tế ngươi người thân cùng bạn. Mặt xanh quái vật giống như là lập được loại nào đó cam kết, chắc chắn địa đạo. Mà Diệp Thần lúc này, rốt cuộc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Lúc này nói thắng bại, sợ rằng hơi quá sớm đi. Mặt xanh quái vật cười không nói, hắn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần trên đỉnh đầu vậy phiến hắc khí chất nhờn, đã càng đè càng gần. Cho dù là luân hồi huyết mạch, cũng không cách nào kháng trụ hỗn độn sơ khai ma khí uy lực, lần lượt tháo chạy. Ngươi cảm giác được mình còn có thể vác bao lâu? Mặt xanh quái vật trêu ghẹo vậy hỏi. Hắn trở lại vậy sấm sét thần trụ phía trên, đứng ở tâm trận bên trong, mà hắn dưới chân,
ngàn vạn năm tới chưa từng có động tĩnh luân bàn, lại bắt đầu chuyển động lực, tốc độ chậm chạp, nhưng là kéo theo ánh sáng nhàn nhạt. Hắn sắp thoát khốn, hơn nữa còn là lấy cường hãn tư thái trở về. Hỗn độn ma uy đến nay do ở đây, mà khi đó hỗn độn ngũ tử đã không gặp bóng dáng. Có lẽ đây là trong sâu thẳm ý trời đi, hỗn độn lực lượng, để cho hắn trở lại thần thánh đỉnh cấp. Mặt xanh quái vật giang hai tay ra, nghênh đón sinh mạng mới đến, hắn sắp hoàn thành lột xác, thoát khỏi cái này mặt xanh răng nanh quái vật hình tượng. Mà ở một đầu khác, màu đen chất nhờn chậm rãi chiếm đoạt, đẩy tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Thần mặt ngoài thân thể, chỉ còn lại có một tầng mong mỏng huyết quang, hắn không biết mình ở trong này đợi bao lâu, tất cả pháp bảo đều là dùng hết, nhưng đối hắn không có bất kỳ hiệu quả nào. Cuối cùng Diệp Thần chỉ có thể mở luân hồi mộ địa, thử nghiệm lần nữa triệu hoán hỗn độn lôi đế. Nhưng hỗn độn lôi đế lực lượng dùng hết sau đó, đã rơi vào ngủ say, dưới sự bất đắc dĩ, hắn đem một chút luân hồi huyết mạch đưa vào trong đó. Vậy phân luân hồi huyết mạch, quấn quanh ở nghĩa địa bầu trời, chậm rãi xâm nhập mộ bia, màu máu ánh sáng lưu chuyển hầu như không còn. Rốt cuộc, ở sau cùng giây phút, mộ bia chậm rãi động, một đạo sấm sét hỗn độn khí tức bốc lên, hỗn độn lôi đế đã tỉnh lại. Diệp Thần phân ra một đạo thần niệm, truyền cho hỗn độn lôi đế, trong thoáng chốc, hỗn độn lôi đế liền rõ ràng liền tất cả. Vậy đôi lóe lên lôi mắt, nhìn về hư không, phong tỏa mặt xanh quái vật bóng người. Mà mặt xanh quái vật vậy phát giác hỗn độn lôi đế hơi thở, nhất thời cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống, bất quá chỉ lưu lại một chút linh niệm, liền thần hồn cũng không tính, coi như là hoàn toàn chết đi, lại cũng không cách nào trở lại ban đầu đỉnh cấp. Hỗn độn ma đế đối với hỗn độn lôi đế hận ý, nhất là sâu nặng, ban đầu chính là bởi vì hỗn độn lôi đế vậy một đạo thiên kiếp sấm sét, đem đánh vào vực sâu, nhận chịu ngàn vạn năm thống khổ. Không nghĩ tới ngươi còn sót lại một chút thần hồn, hơn nữa phụ sống ở thần hồn của ta bên trong, hoàn thành thay thế. Hỗn độn lôi đế một tiếng cảm thán, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó trận chiến ấy lưu lại tai họa ngầm, lại kéo dài đến vô số vạn năm sau. Hiện tại Diệp Thần đã hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh xấu. Tiền bối, còn có biện pháp gì có thể cứu vãn sao? Diệp Thần lập tức mở miệng hỏi nói. Hỗn độn lôi đế trầm mặc hồi lâu, lắc đầu một cái. Chuyện này có lẽ đã thành định cục, ta chỉ còn lại một món thần niệm, trước lưu lại hai đạo thần hồn, đều là tặng cho ngươi hoàn thành tu luyện, hiện tại đã vô kế khả thi. Diệp Thần nghe lời nói này, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, nhưng ánh mắt rất nhanh lại lần nữa kiên định. Hắn tin tưởng trời không tuyệt đường người, hơn nữa bằng vào hắn luân hồi khí vận, định có biện pháp vượt qua kiếp này. Chẳng qua liền cháy cực hạn luân hồi huyết mạch, xông phá tầng này phong ấn, có liên quan sống chết, sau này hãy nói. Hỗn độn lôi đế thấy Diệp Thần lần này hình dáng, bên trong tâm hữu sở xúc động, hắn suy tư chốc lát, vẫn là nói. Có lẽ cuối cùng còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì, tiền bối mời nói. Nếu như ngươi có thể thức tỉnh cái khác bốn tên hỗn độn thần đế làm một vị trong đó, để cho hắn thả ra thần hồn căn nguyên, giúp ngươi một tay, hơn nữa ta một kích tối hậu, có lẽ có thể đem hỗn độn ma đế đánh bại. Ta còn có thể cuối cùng giúp ngươi một tay, có như nhau hỗn độn thần vật, ngay tại ta còn sót lại bản thể trong đó. Vừa nói, hỗn độn lôi đế thần niệm chấp động, ở vào bọn họ phía trên thánh lôi hải, tựa như được loại nào đó triệu hoán, kịch liệt sôi trào. Như vậy náo động trình độ, cơ hồ trước đó chưa từng có, liền một mực canh giữ ở thánh lôi hải bên ngoài Huyền Minh nhị lão, đều bị kinh động, tạm thời tới giữa vô cùng kinh ngạc. Diệp Thần thậm chí có thể xuyên thấu qua tầng kia sền sệt chất lỏng màu đen, thấy thánh lôi hải sóng lớn sôi trào không ngừng. Mà ở đó ngập trời dưới uy thế dần dần ngưng tụ ra một đạo khổng lồ đồ sộ ảnh, vậy gần như vô địch vậy đồ sộ ảnh, xuyên phá liền vừa dày vừa nặng màu đen chất nhờn, tiến vào cái này phiến hư không, đi tới Diệp Thần trước mặt, kim quang lóe lên, lửa đốt hắn hoa, vô tận sấm sét quấn quanh, phảng phất có thông thiên triệt địa có thể. Tiền bối, đây là vật gì? Liên Diệp Thần cũng bị cái này cây sấm sét màu vàng răng đầy thần bổng cho rung động đến, vật này ẩn chứa hơi thở, không cách nào hình dạng. Nhưng Diệp Thần có thể khẳng định, hắn vượt qua xa 33 thiên thái thượng thần khí, lại là ngoài ra một loại thế gian chí tôn pháp bảo. Đây là kèm theo hỗn độn sơ khai, mà cùng nhau sinh ra thông thiên lôi linh, ta đem gọi là hỗn độn lôi bảo,
là ta bổn mạng thuộc tính chi nhánh vật, cũng là ta năm đó nơi cầm vũ khí, ở ta trận chiến cuối cùng sau khi thất bại, ta liền đem cùng thân thể không lành lặn niêm phong chung một chỗ, luân lạc tới vũ trụ bên trong. Hỗn độn lôi đế kể cái này kiện thông thiên lôi khéo léo lai lịch, nhất thời để cho Diệp Thần vô cùng giật mình. Hắn tiếp xúc được hỗn độn pháp bảo, thì có hỗn độn linh bảo, khác biệt tại 33 thiên hồng mông và thủy nguyên khí, hỗn độn linh bảo ở chư thiên vạn giới đều có nhất định giá trị. Mà ở đó hỗn độn linh bảo bên trên, còn có lợi hại hơn thần khí, chính là huyền thiên linh bảo. Bất quá đây đều là hỗn độn thời đại nơi lưu lại vậy khí vật, cũng không thông thiên có thể. Như hỗn độn lôi đế nơi cầm thông thiên lôi linh, siêu thoát tại vạn giới ra, huyền thiên vạn khí phổ căn bản cũng chưa có tư cách đem thu ghi trong đó, vì vậy cái này cây sấm sét màu vàng bổng, một mực ở bên ngoài chìm chìm nổi nổi, chưa bao giờ có người đem thu phục. Mang nó đi luân hồi mộ địa, có lẽ có thể có hiệu quả, ta tới trước vì ngươi ngăn trở cái này hỗn độn ma đế bổn nguyên lực lượng. Hỗn độn ma đế thần hồn ngay tức thì tăng vọt mấy trăm lần. Giống như là một tôn bước ngang qua hư không người khổng lồ viễn cổ, đầy trời sấm sét, sen lẫn lóe lên, vô cùng chói mắt, buộc vòng quanh một tấm to lớn lưới sét, tạm thời thừa nâng những cái kia màu đen chất nhờn, thả tạo thành đối kháng thế. Mà Diệp Thần thì đem vậy sấm sét tràn đầy bầy thông thiên lôi linh, thu vào ý thức trong đó. Rồi sau đó hắn tiến vào luân hồi mộ địa, nơi này nghĩa địa rộng lớn bao la, nước suối vàng tràn ngập ra, hình thành vô cùng là rộng rãi thác nước. Luân hồi mộ địa trong đó sinh ra chấn động, bất quá vậy một phần chia chưa từng thức tỉnh đại năng, vẫn không có phản ứng. Diệp Thần đi tới hỗn độn ngũ tử ở địa phương đó, hít sâu một hơi, ôm quyền nói, vãn bối Diệp Thần, hiện tại gặp kiếp nạn, đang muốn cùng hỗn độn ma đế tử chiến, còn mong các vị tiền bối có thể xuất thủ tương trợ, giúp ta vượt qua cửa ải khó. Diệp Thần động thủ cúi người, thì lễ thi như vậy. Nhưng là còn dư lại bốn chỗ luân hồi mộ bia. Cũng không có phản ứng, như cũ yên tĩnh đứng sừng sững, lạnh như băng vô tình. Diệp Thần không tin tà, thử nữa một lần, nhưng là như cũ không hữu hiệu. Ngay tại Diệp Thần cau mày lúc đó, trong cơ thể bầu trời hoàng tuyền đồ nhưng truyền đến dị động, từ vậy càn khôn bên trong, có hai cánh cửa bay ra, ở Diệp Thần trước mặt cấp tốc phóng đại, bất ngờ thành hình. Là vậy huyền tôn cửa, hắc long cửa. Cái này hai tòa cửa, là hồng hoang cửu môn một trong. Giống vậy mạnh mẽ, nhưng Diệp Thần cũng không chủ động triệu hoán chúng, lúc này nhảy ra ngoài làm gì. Diệp Thần trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng chợt hắn liền thấy vậy một đạo to lớn thông thiên lôi linh, phát ngang ở hai môn tới giữa, tựa hồ hình thành một tòa kim quang lòe lòe cầu. Nháy mắt tức thì, luân hồi mộ địa truyền tới dị động, bia đá lóe lên, ngọn lửa nhô lên, tựa hồ phải đem tất cả nước suối vàng cháy hầu như không còn. Mà ngay sau đó... Một đạo chánh khí nghiêm nghị ngọn lửa bóng người chậm rãi hiện lên. Đó là một tên người mặc màu đỏ lửa mãng bào nam tử, liền đầu đầy mái tóc dài vậy là hỏa đỏ vẻ, hắn quanh thân, huyền hỏa vây quanh, hơn nữa có màu đỏ thẫm phù văn không ngừng lưu truyền. Ngọn lửa thần quang chạy về phía bốn phương, làm hắn cả người giống như một chuôi ra khỏi vỏ huyền hỏa thần kiếm, thế tất yếu thọt xuyên nguyên cái thiên địa, tiêu trừ thế gian hết thảy không bình. Ta là hỗn độn viêm đế. Đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, ngươi vì sao người? Hỗn độn viêm đế đôi mắt như lửa, nhìn về phía Diệp Thần, hắn là chư thiên hỏa diễm nắm giữ, cũng là hôm nay ở vào cường thịnh lúc lửa tu nhất mạch tổ tông. Tiền bối, ta là luân hồi chi chủ. Diệp Thần nói rõ mình thân phận, sau đó liền đem hỗn độn viêm đế hồn thể đưa tới nghĩa địa ra, để cho hắn gặp được một màn trước mắt. Hỗn độn viêm đế cũng không lâu lắm, liền rõ ràng liền này vì sao ý. Lôi đế lão nhân kia đã đem truyền thừa cho ngươi. Cũng được, ta nếu như không ra tay nữa, lão nhân kia và ngươi, sợ rằng cũng sống không nổi nữa. Hỗn độn viêm đế than thở một tiếng, hắn mở ra lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa nhún nhảy bỗng nhiên hiện lên, ngưng luyện thành hình. Đem lửa này chiếm đoạt, từ nay về sau, ngươi liền là thiên địa vạn vật dị hỏa chủ, tất cả dị hỏa đều đưa nghe ngươi triệu hoán, vì ngươi sử dụng. Kinh văn lời ấy. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, lập tức gật đầu một cái. Hỗn độn ngũ tử lực lượng vượt ra khỏi chư thiên vạn giới có thể chịu đựng phạm vi, vô cùng là mạnh mẽ vô địch, vì vậy mỗi một lần truyền thừa, hắn cũng phải thật tốt chắc chắn. Diệp Thần tay trái cầm thông thiên lôi linh, tay phải nhẹ nắm ngọn lửa nguyên. Làm hắn lắc mình ra, thiên địa linh lực họp lại, vô cùng vô tận luân hồi huyết mạch, cũng bị lần nữa kích thích,
bọc người hóa thành từng đạo xiềng xích quấn ở Diệp Thần trên mình. Ngọn lửa cùng sấm sét xen lẫn ra, xông phá thiên địa, chặt đứt phong tỏa. Tuyệt không có khả năng này. Đứng ở tâm trận trong đó Hỗn Độn Ma Đế, trước mắt hoảng sợ, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, tràn đầy không dám tin thần sắc. Sau đó, Diệp Thần sau lưng một đạo hỏa diễm người khổng lồ bóng người chậm rãi đi ra, thả đối mặt khí thế hung hăng, không chút nào tướng để cho. Hỗn Độn Ma Đế, không nghĩ tới à, vạn cổ tuổi tháng sau, ta ngươi hai người lại còn có thể gặp nhau. Hỗn Độn Viêm Đế trên mình thái cổ hơi thở kích động ra, nén liền bốn phía lớn mảnh không gian. Mà Hỗn Độn Lôi Đế thấy hắn tới, vậy buông lỏng tâm thần, thu hồi lôi đình lực. Không nghĩ tới cái đầu tiên đánh thức người, lại là ngươi. Vì sao không thể là ta? Ha ha, thằng nhóc này trên mình huyết khí hung mãnh rất, ta đã dự định đem truyền thừa cho hắn. Hai người Hỗn Độn Thần Đế ở chỗ này, Diệp Thần vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại Hỗn Độn Ma Đế bên kia, thần sắc đổi được vô cùng làm khó kham. Cái này hai tên trong đó tùy ý một cái, hắn cũng không sợ, nhưng nếu là hai người liên thủ tới, cho dù là hắn, vậy thật tốt tốt suy tính một tí. Không nói nhiều thừa thải, Hỗn Độn Ma Đế, nếu vạn năm trước chưa từng đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt, hôm nay liền đánh một trận chém tới hồng trần đời. Vậy ngươi liền đi thử một chút. Hỗn Độn Ma Đế tự nhiên không cam lòng như vậy sa sút. Hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, trong mắt có vô tận dùng mình sôi trào, vậy đầy trời sềnh sệt nửa đêm hóa thành một cái cuồn cuộn sông dài, vào lúc này, đổi được lại nữa sềnh sệt âm trầm, mà là xích nhiệt nóng bỏng, so với nham thạch nóng chảy, còn muốn nóng bỏng hơn 10.000 lần. Hủy diệt đạo uẩn kích động ra, hóa thành cuồn cuộn nước lũ, thẳng phi mở ra xuống, nghênh hướng cái này hai người Hỗn Độn Thần Đế. Lần này uy lực không thể ngăn trở, làm người ta kinh hãi muốn chết. Thằng nhóc, hai người chúng ta đem lực lượng truyền cho ngươi, tiếp theo liền xem tài năng của ngươi. Hỗn Độn Viêm Đế cười nói, sau đó hắn cùng Hỗn Độn Lôi Đế đối mặt một diễn, hai người đồng thời đem mình lực lượng truyền cho Diệp Thần. Một cây lóe lên sấm sét màu vàng thần bổng, kinh khủng dị thường, phù văn bay lên, cực nhanh vần quanh, mà một món khác vừa gần ngủ say dị hỏa căn nguyên vậy thông suốt tỉnh lại, tách thả ra ngọn lửa thần mang. Diệp Thần một tay cầm sấm sét thần bổng. Một tay cầm dị hỏa căn nguyên, cả người giống như cao cao tại thượng đế hoàng, mà luân hồi huyết mạch giống vậy bộc phát ra, vào giờ khắc này, đạt được hết sức phóng thích, để cho hắn cả người nhìn như, giống như cao cao tại thượng đế hoàng. Hỗn Độn Ma Đế vậy cảm nhận được liền Diệp Thần bá đạo khí thế, không khỏi được ánh mắt rét một cái. Chỉ gặp Diệp Thần đem tự thân dâng trào đạo vận bơm vào đến vậy sấm sét thần bổng trong đó, màu vàng kim sấm sét càng phát ra cường thịnh, phóng lên cao. Tại trong hư không chấn động ra sấm sét đạo ấn, hóa là từng ngọn thần phù, dán vào vũ khí bên trên. Nhanh chóng mãnh liệt ánh sáng phá đạo ra, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng Hỗn Độn Ma Đế chém tới. Mạnh mẽ đến mức tận cùng lực lượng, thường thường sẽ ở giây phút sau cùng hoàn toàn ngưng ở trong hư không, im hơi lặng tiếng, đột ngột lướt qua, cũng không giật mình bao lớn tiếng vang, nhưng làm người ta không cảm giác chút nào. Một gậy này là bản năng chiến đấu. Cũng là tự thân quy tắc, ngưng tụ đến mức tận cùng biểu hiện. Lôi thần khí cùng lửa căn bản, lẫn nhau kết hợp, mượn do luân hồi huyết mạch lực lượng bung ra. Những cái kia đứng sừng sững tại không trung màu đen chất nhờn, run lẩy bẩy. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có thể đem hai đạo hỗn độn lực lượng hợp hai là một. Hỗn Độn Ma Đế lần đầu tiên tâm trạng mất khống chế, tức giận gào thét, hắn ánh mắt bên trong, hắc mang lóe lên, tức giận tới cực điểm. Hỗn Độn bổn nguyên lực lượng, là ở giữa đất trời này cường đại nhất tồn tại. Mỗi một được hỗn độn, liền đại biểu một loại truyền thừa, ở một cái thời đại, chỉ có thể truyền cho một người. Hỗn độn lực lượng kết hợp với nhau, đây là trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Cho nên Hỗn Độn Ma Đế la thất thanh. Liền Hỗn Độn Lôi Đế cùng Hỗn Độn Viêm Đế, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc. Bọn họ hai người là muốn đem cái này hai cổ lực lượng mượn tại Diệp Thần. Bằng vào số lượng ưu thế, tới đánh bại Hỗn Độn Ma Đế. Nhưng bây giờ nhìn lại, Diệp Thần tựa hồ hoàn thành trước đó chưa từng có đột phá. Hủy diệt lực, đạo ẩn lưu chuyển, lẫm liệt vọt ra, hóa thành một đạo tử vong sông dài, ngay tức thì nhấc lên sóng gió kinh hoàng, vô tận cuồn cuộn tới. Hỗn Độn Ma Đế hết sức ngăn trở, nhưng vẫn không cách nào ngăn lại cái này tam phương lực lượng tạo thành màu máu sông dài,
ngay tức thì bị hắn chìm ngập, vậy như ma trùng vậy nằm sấp trên không trung màu đen chất nhờn, cũng bị từng cái phá giải, tan rã không tiếng động. Diệp Thần đứng ở không trung, cương phong lẫm liệt, thổi qua hắn gương mặt, nhưng không cách nào lững lờ hắn kiên nghị ánh mắt. Sắt thép vậy ý chí, có thể lay trời. Diệp Thần ủng có thiên phú, còn có một viên cường đại tim. Lôi đế, ngươi tìm một tốt truyền nhân à? Hỗn độn viêm đế không khỏi được xúc động một câu. Hỗn độn lôi đế khẽ mỉm cười, hiện tại cũng là ngươi truyền nhân. Hỗn độn viêm đế nhất thời vui vẻ cười to. Ngươi nói cũng đúng, ta đã đem dị hỏa căn nguyên cũng cho thằng nhóc này dùng, hắn quả thật coi như là ta truyền nhân, bất quá nhắc tới, ngoài ra ba tên thế nào vậy sẽ không nghĩ tới, hai người chúng ta truyền thừa lại đồng thời cho một người. Đúng vậy, mưa gió quỷ quyệt, thế sự khó liệu. Lại có ai có thể ngờ tới hỗn độn ma đế một chút thần hồn còn tồn lưu thế gian. Lại xem kìa, xem thằng nhóc này có thể sáng tạo bao lớn kỳ tích. Hai người hỗn độn thần đế, nhìn qua tựa hồ không chút nào lo lắng. Trên thực tế, bọn họ cũng không cần lo lắng. Diệp Thần tóe ra trình độ cao nhất lực lượng, xuyên thấu cái này phiến chất lỏng đen bao trùm mà thành biển, nóng bỏng thần mang, liền ngăn cản cũng không ngăn nổi. Hắn một kiếm, lại khủng bố đến như vậy bước. Vậy thông thiên lôi đình phát ra sau đó, cùng dị hỏa tướng ngưng kết, hợp thành hư ảo quang tử thân kiếm cùng chuôi kiếm. Luân hồi huyết mạch cuối cùng xoay tròn lao ra, phát ra nghịch thiên tiếng gầm gừ, tổ hợp thành cái này cầm ngút trời thần kiếm lưỡi kiếm. Chí mạng hơi thở, khủng bố như vậy. Hỗn độn ma đế cũng không nhịn được nữa, hắn đang cảm thụ đến như vậy lực lượng điên cuồng sau đó, nhức đầu sắp nứt, liền chung quanh chiếm đoạt hắc sắc ma diễm vậy như ẩn như hiện, cũng nhanh không nhịn được. Thằng nhóc này rốt cuộc là từ đâu tới quái vật, có thể đem viêm đế cùng lôi đế lực lượng dung hợp là một. Đáng sợ nhất phải, hắn bản thân mang theo vậy một cổ huyết sắc lực lượng, thật là xuyên qua cổ kim, hoành đoạn vạn cổ, vô cùng khủng bố ngút trời. Số lượng cao sát khí vô cùng vô tận, bùng nổ lóng lánh, hóa thành vô số ác liệt màu máu ánh sáng, giống như kiếm mưa sấm sét, ngay tức thì xuyên thủng tầng tầng chất lỏng đen, chúng mục tiêu hỗn độn ma đế vậy một chút thần hồn. À! Hỗn độn ma đế lên tiếng gào thét, như cũ không cách nào ngăn cản hủy diệt đến. Phịch đích một tiếng, hắn thân thể hồn thể hóa là đầy trời tinh mưa, tung bay xuống, nhưng ngay sau đó, bị kiếm sắc bén mang cuốn vào trong đó, chống đỡ chốc lát, cuối cùng vẫn là mất đi thành trần. Đến đây, tên kia từ hỗn độn bên trong sinh ra ngút trời ma đế, tuyên cáo chết. Hỗn độn lôi đế cùng hỗn độn viêm đế thấy vậy, thần sắc phức tạp, thổn thức xúc động. Hỗn độn ma đế cũng cùng bọn họ ở vào cùng một thời đại, ban đầu là chiếu sáng thiên địa đại đế cấp nhân vật, hiện tại cũng đã mất đi ở lịch sử bụi bặm trong đó. Đàn xanh vu hỗn độn một nhóm người kia, đã còn dư lại không có mấy, cái thời đại này, cuối cùng còn chưa thuộc về bọn họ. Trong nháy mắt than thở chợt lóe lên, làm Diệp Thần thu hồi bá đạo hơi thở, lần nữa khôi phục bình thường lúc đó, hỗn độn hai đế đi lên phía trước, cười chúc mừng. Lão này cuối cùng một món thần hồn bị ngươi tìm được, thật đáng mừng, cũng chỉ muốn một món, ngươi là được thừa kế hoàn chỉnh hỗn độn lôi đế quy luật, trở thành chấp trưởng hỗn độn thần lôi người. Hỗn độn viêm đế cười nói, lần này nói tiếng nói, ngược lại là để cho Diệp Thần trong lòng cả kinh, chợt thần sắc phấn chấn. Hỗn độn thần lôi, đây chính là hỗn độn lôi đế kinh thế sát chiêu, cho dù ở chỗ này trước, hỗn độn lôi đế đã đem truyền thừa công pháp thụ tại hắn, nhưng như cũ thiếu vậy một chút chân thật đạo nghĩa. Hôm nay cái này tơ đạo nghĩa bổ sung lên, hắn truyền thừa vậy xu hướng tại nguyên vẹn. Hỗn độn lôi đế hài lòng gật đầu một cái, khá là vui vẻ yên tâm. Hắn cả đời này tính tình cao lãnh, cao ngạo như hàn mai, chưa bao giờ thua qua học trò, cho đến thần hồn không lành lặn, kéo dài hơi tàn lúc đó, mới vừa có nơi tỉnh ngộ, hôm nay cũng coi là quy về viên mãn, lại cũng không có tiếc nuối. Sư phụ, người đại khả yên tâm, ta sẽ tiếp tục đem hỗn độn thần lôi truyền thừa tiếp. Diệp Thần từ hỗn độn lôi đế bộ mặt diễn cảm, suy đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, vì vậy lập tức chắp tay, mặt đầy trịnh trọng nói. Hỗn độn viêm đế cười được càng vui vẻ, thằng nhóc giỏi. Lại còn hiểu được lung lạc lòng người. Ngài cũng là ta sư phụ, Diệp Thần nói. Ngươi tên đồ đệ này ngược lại cũng không tệ, chỉ bất quá nếu là thật đang muốn lấy được ta truyền thừa, sợ rằng ngươi được đi ly hỏa chi địa, tìm được ta tích chữ ở nơi đó một món hỗn độn lửa mới được.
Đó là ta ở nơi này thế gian lưu lại cuối cùng một kiểu đồ. Hỗn độn viêm đế lời nói đến đây, cũng có một chút xúc động. Bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hỗn độn ngũ tử trói lọi đã trở thành qua lại, vậy thì thật tốt ở luân hồi mộ địa trong đó nghỉ ngơi lấy sức, đem truyền thừa trao tặng Diệp Thần, có lẽ bọn họ có thể làm chứng Diệp Thần từ có chút danh tiếng, đến độc bá thiên địa. Nơi này nguy cơ, đã giải trừ, bất quá hỗn độn lôi đế như cũ duy trì thánh lôi hải giả tưởng. Ngươi mau thừa dịp này cơ hội, luyện hóa lôi hỗn độn thần lôi, vậy hai ông già còn ở bên ngoài chờ trước đâu, đem ngươi thần lôi hoa là thân mình bộ phận, bọn họ liền không cách nào phát hiện. Hỗn độn lôi đế nói như vậy. Hỗn độn thần lôi, nhưng mà trong thiên địa tới uy chi vật một trong, hắn căn nguyên sấm sét, ở hắn trong mắt xem ra, huyền minh nhị lão cái này cùng cấp thấp tồn tại, còn không tư cách chấm mút. Tiếp theo, một đạo thần lôi từ đáy biển chỗ sâu chậm rãi bơi lại, thật nhỏ như rắn, nhưng ngưng tụ cực hạn sáng chói chói lọi. Hắn cùng vậy thông thiên lôi trụ hòa làm một thể, chậm rãi tán lạc, hóa là lưu quang, toàn bộ tiến vào Diệp Thần trong cơ thể. Cái này đạo thần lôi ở trong cơ thể hắn di động, chảy xiết, nhưng là lại không có bất kỳ xâm lược tính lực lượng. Như vậy thứ nhất, nhưng để cho Diệp Thần có chút không có thói quen, rất sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, dẫu sao hắn một đường tới nay, luyện hóa tất cả loại võ kỹ, pháp thuật cùng với bảo vật, mỗi một lần cũng được chịu đựng trình độ không đồng nhất chỗ đau. Làm Diệp Thần chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí lúc đó, hỗn độn thần lôi đã ngưng luyện thành hình. Ở trong cơ thể hắn hội tụ thành một cái nho nhỏ sấm sét, có thể tùy thời dung nhập vào luân hồi huyết mạch trong đó. Hỗn độn lôi đế cùng hỗn độn viêm đế, vậy đều là trở lại luân hồi mộ địa trong đó. Bất quá tại gần nhập nghĩa địa trước, bọn họ giao cho Diệp Thần một viên thật nhỏ màu đen hạt giống, đó là hỗn độn ma đế nơi lưu lại. Dĩ nhiên, vậy cũng chỉ là hỗn độn ma đế một chút tàn hồn, chỉ bất quá đã không có ý thức của chính mình. Trừ phi Diệp Thần có thể tìm được hỗn độn ma đế lưu lại nơi này thế gian cuối cùng vừa phân thần hồn lực, mới có thể đem làm của riêng. Đến lúc đó, hỗn độn ma đế thần hồn đem sẽ trở thành là Diệp Thần mạnh mẽ trợ lực. Bất quá hắn lưu tại thế gian thần hồn lực, kia sẽ tốt như vậy tìm. Chư thiên vạn giới, quá mức bát ngát, không người đi qua cấm khu thì có rất nhiều, đến nay còn có vạn tộc cao thủ chưa từng đến qua thời không. Đem hỗn độn thần lôi dung vào huyết mạch trong đó sau đó. Diệp Thần liền đi ra cái này phiến thánh lôi hải. Mà ở bên ngoài, theo kết thúc chiến đấu, thần hồn truyền thừa bị bắt lấy, cái này phiến thánh lôi hải, lại cũng không cách nào duy trì mặt ngoài cảnh tượng, ùm ùm vang lên. Một mực đứng chờ ở bên ngoài huyền minh nhị lão, đã có chút không nhịn được. Huyền lão lại là chau mày, nhìn về cái này phiến thánh lôi hải. Bất quá ngay tại lúc này, chấn động thanh âm truyền tới, làm thần sắc chấn động một cái. Đây cũng không phải là thông thường vang động, mà là sinh ra chân chính biến cố. Huyền lão đã lấy ra mấy thứ pháp khí cao cấp, chuẩn bị nghênh đón sấm sét lực lượng đánh vào, hắn muốn mượn này cơ hội, một lần hành động tiến vào vậy chỗ sâu cấm khu, cướp lấy như vậy cao cấp sấm sét thần thì. Có thể nhưng vào lúc này, mãnh liệt bạo động thánh lôi hải, bỗng nhiên lúc này trượt sụp xuống, thành phiến hư không liên tục sụp đổ, vậy sôi trào lôi tương cũng giống bị quất lấy làm như vậy, rối rít bốc hơi. Ước chừng mấy hơi thở thời gian, thánh lôi hải liền biến mất hơn phân nửa. Huyền lão con người bỗng nhiên co rúm một cái, trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau đánh mở phong tỏa thánh lôi hải ngút trời trận pháp, không để ý hết thảy xông vào trong đó. Nhưng là đã không cách nào ngăn cản thánh lôi hải xu thế suy sụp. Minh nữ vậy đi theo đi vào, lạnh như băng biểu tình hờ hững, xuất hiện vẻ ngưng trọng. Huyền lão ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, bởi vì ở hắn trong cảm giác, nơi này hư không đã không có ý thức, sấm sét lực lượng hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô không gian. Bỗng nhiên lúc này, hắn thần sắc bỗng nhiên đông lại một cái, bởi vì hắn ở đó hư không chỗ sâu gặp được một bóng người. Không phải Diệp Thần lại có thể là ai? Lúc này Diệp Thần, giả vờ bất tỉnh ngủ không tỉnh, cho đến huyền lão tới đây, đem cứu lên, đi trong cơ thể rót vào một chút thần hồn lực. Hắn lúc này mới thong thả tỉnh lại. Xảy ra, chuyện gì? Diệp Thần ánh mắt mê mang, nói bá láp. Chuyện gì, chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Huyền lão giọng đổi được lạnh như băng, nhưng Diệp Thần nhưng làm như coi thường, mà là xoa đầu thần sắc có chút thống khổ. Tiếp theo huyền lão liền lấy ra hắn trí nhớ, muốn xem thấy để chuyện gì xảy ra, Diệp Thần làm bộ như vô tội, bề ngoài đáp ứng,
nhưng trong thực tế, đã biên tạo tốt lắm luân hồi trí nhớ. Ở trong đó trí nhớ nội dung hoặc thật hoặc giả, kết cục sau cùng, là thông thiên lôi trụ ở giữa hắc mang bùng nổ, mà hắn vậy như vậy ngất xỉu. Nhìn xong đoạn này trí nhớ sau đó, Huyền lão ánh mắt đổi được trầm trọng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại sẽ là cái loại này kết cục. Cuối cùng vậy đạo lôi đình hắc mang chính là hắn truy tìm nhiều năm không có kết quả cao nhất lôi lực, hiện tại lại có thể tự động chạy khỏi, trốn vào trong hư không, chẳng biết đi đâu nơi nào, quả thực làm hắn rất đau tim. Đáng chết! Huyền lão tức giận mắng, nhưng không thể làm gì, bởi vì hắn không cách nào giận cá chém thất tại Diệp Thần. Dẫu sao là hắn để cho Diệp Thần tiến vào, Diệp Thần có thể nói là toàn bộ hành trình bị động, không có chút nào sức chống cự, lại làm sao có thể trách tội tới hắn. Không việc gì, ngươi không có sao liền tốt. Huyền Minh nhị lão chợt lên đường, đem Diệp Thần đưa về ở vào lôi sơn ở giữa động phủ, sau đó mấy ngày, liền lại cũng không có tới qua. Diệp Thần cũng vui vẻ được thanh nhàn, bắt đầu điều nghiên trong cơ thể vậy đạo hỗn độn thần lôi. Tu luyện hơn, hắn vậy sẽ tới trong tông môn đi lên một lần. Vậy dò thăm một ít tin tức. Hắn từ tiến vào tông môn đến nay, chưa từng gặp qua một tên cao cấp thiên kiêu. Trong lòng thật là kỳ quái. Đi qua hỏi thăm cùng trò chuyện, hắn mới biết, lúc đầu tất cả tông môn thiên kiêu đều đang bế quan, hoặc là đi vực ngoại rèn luyện, tăng cường thực lực, chính là vì nghênh đón không lâu sau 9 tầng trời lôi tháp mở. Lúc đầu, lần này tất cả tiến vào Thái Lôi Thần Tông đệ tử đều có đi 9 tầng trời lôi tháp tiến hành thực tập tư cách. Một khi lấy được lôi tháp đồng ý, lấy được cực kỳ phong phú khen thưởng, hơn nữa trong cơ thể sấm sét căn nguyên lực, vậy càng ngày sẽ càng thuận. Diệp Thần nghe vậy chính là nhíu mày một cái, những tin tức này, Huyền Minh nhị lão cũng không nói cho hắn, hơn nữa cũng không có ai tới thông báo, vẫn là hắn đến tông môn bên trong đi loanh quanh tài nghe được. Xem ra không có để cho Huyền lão đạt được vậy kiểu đồ, hắn rất là tức giận à. Diệp Thần không khỏi cười nhạt. Cái gọi là tuyển chọn nội môn đệ tử nòng cốt, bất quá chỉ là cái hài hước đi. Chỉ là vì chọn lựa ra thực lực mạnh nhất vậy một tên đệ tử, nhìn chúng hắn thiên phú, giúp Huyền lão tiến vào thánh lôi hải bên trong, thay hắn bắt được vậy lôi đình lực. Làm Diệp Thần mất đi giá trị lợi dụng, liền bị vứt bỏ, liền bề ngoài công phu cũng không muốn làm. Cái gọi là Huyền Minh nhị lão, sợ rằng cho tới bây giờ không có vì tông phái lo nghĩ qua đi, chỉ là vì lợi ích cá nhân mà thôi. Bất quá cái này cửu lôi thần tháp thực tập, vẫn là thật có ý tứ. Hắn cũng muốn đi tham gia một tí. Ở thần tháp mở trước khi ngày giờ bên trong, Diệp Thần hiểu được chỗ tòa này thần tháp lịch sử sâu xa, nguyên lai là tông phái tổ sư ra bằng vào ngút trời lôi lực mở ra một nơi không gian, mà nhất là nồng cốt vùng chính là được gọi là cửu lôi thần tháp. Tiến vào tháp này, là được rèn luyện lôi lực, ngưng luyện bãi mìn, thông qua thực tập sau đó, còn sẽ lấy được tương ứng truyền thừa cùng khen thưởng. Đây là thuộc về duy nhất Thái Lôi Thần Tông đệ tử Phúc Trạch. Cũng là rất nhiều người chen chúc bể đầu ra, cũng muốn tiến vào này phái một trong những nguyên nhân. 7 ngày sau, rất nhiều thiên kiêu xuất quan, tông phái bầu trời dị tượng lộ ra, thẳng vào vân tiêu, mà không thiếu cường đại đệ tử vậy từ vực ngoại trở về, đưa tới đám người hoan hô. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Lôi Thần Tông đổi được phi thường náo nhiệt. Đông! Theo một tiếng trung vang, cửu lôi thần tháp chính thức tuyên cáo mở cửa. Mà Diệp Thần vậy theo dòng người. Đi tới vậy cửu lôi thần tháp lối vào. Lôi vực không gian bên ngoài, có một đạo rộng rãi hình thoi sấm sét, đứng lơ lửng trên không. Trên đó có thể đứng mấy chục ngàn người, vô cùng vĩ đại xa xôi, hùng vũ phi phàm. Lúc này lối ra đã hội tụ không ít người, ùn ùn kéo đến, từ bốn phương tám hướng tới, cuồn cuộn không ngừng. Vậy phiến cửu lôi thần tháp không gian, nhịp đập dị thường, cho dù là đến gần. Liền có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa mạnh mẽ sấm sét lực lượng. Do bạo lôi tạo thành không gian lối đi, chậm rãi thành hình, dần dần đổi được vặn vẹo. Đó là một cái lối vào, do mấy tên thực lực cường đại trưởng lão chung nhau duy trì, tài giữ cho nó cơ bản hình dáng, nơi tản ra chập chờn 10 phần đáng sợ. Nơi này chính là cửu lôi thần tháp chỗ ở không gian sao. Diệp Thần lăng không đứng, mang mục nhìn lại, cảm thụ vậy hư không sấm sét chập chờn. Trong lòng có chút kinh ngạc. Có thể lấy sức một mình mở ra loại phim này mãnh liệt không gian người định phi phàm người, nhất định phải có cực hạn lôi đình lực, mới có thể thành công. Như vậy thực lực không phải người thường có thể tưởng tượng, thậm chí ở toàn bộ chư thiên vạn giới mà nói đều là vô cùng là bạt tiêm tồn tại.
Tiến vào cửu lôi thần tháp thời gian cùng với quy tắc, cũng biểu hiện ở lôi vực bầu trời, viết được rõ ràng rõ ràng. Cửu lôi thần tháp mở thời gian là một cái tháng, ở thời gian này, môn phái đệ tử đều là có thể vào trong đó. Cửu lôi thần tháp bên trong, có rất nhiều cơ duyên, tổng cộng chia là tầng 9, thực lực càng mạnh người, nơi leo tầng lầu thì cũng càng cao, đến nay mới ngưng, thái lôi thần tông trong đó lôi thu thiên tài nơi leo tầng cao nhất đếm là tầng 8. Vẫn chưa có người nào leo lên qua tầng thứ 9. Truyền thuyết tầng thứ 9, cất giấu thế gian cường đại nhất một đạo sấm sét, có người, có thể hiệu lệnh vạn lôi, một lần hành động trở thành sấm sét pháp vương. Mà tầng thứ 9 cơ duyên, như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó, ngàn vạn năm tới, cũng không một người có thể đem chinh phục. Diệp Thần nghe được một hồi tiếng kinh hô, tuần hành động nhìn lại, nguyên lai là Thái Lôi Thần Tông một tên cao cấp thiên kiêu bước vào trong đó. Đó là có một đầu tóc tím trẻ tuổi người đàn ông, hắn vóc người kỳ dài, khuôn mặt anh tuấn, đi tới giữa tử lôi vần quanh, mười phần ưu nhã mê người. Hắn quay đầu khẽ mỉm cười, liền rước lấy một đám lôi tu thiếu nữ thét chói tai cùng hoan hô. Bất quá còn có một người khác nhân khí, thà không phân cao thấp. Đó là một tên hồng nhan cô gái tuyệt mỹ, tóc đen tung bay, như tiên dáng trần vậy hạ xuống, để cho một đám nam tu đệ tử thán phục không thôi. Này hai người đều là Thái Lôi Thần Tông cao cấp thiên kiêu, gần nhất năm thời gian tới nay, liền một mực ở riêng mình trong động phủ bế quan tu luyện, chính là vì đánh vào chín lôi tháp. Tiếp theo lại có mấy tên thiên kiêu, tiếp liền bước vào nơi này, tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt. Xem Diệp Thần cái này cùng mới nhập môn người mới, cũng không có người nào chú ý. Hơn nữa tuyển chọn trước chỗ hứa hẹn nội môn địa vị nồng cốt, cũng không có thực hiện. Dù vậy, vẫn có một ít người chú ý tới Diệp Thần đối với lần này nghị luận. Thậm chí còn có chút đệ tử nội môn, phát ra khinh thường tiếng chê cười. Liền hắn, cái loại này thấp kém thực lực còn có thể tiến nhập nội môn, sợ rằng ta đã sớm trở thành trưởng lão. Diệp Thần cũng không quan tâm những ánh mắt này, hắn trong mắt chỉ có vậy cái hư không sấm sét lối đi. Hắn con người đông lại một cái, thân hình chớp mắt, xuyên qua hư không, tiến vào chỗ kia lối đi. Mà đang ở hắn xông vào lúc đó, vậy sấm sét lối đi sinh ra chút chập chờn, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Một ngày trong thời gian, rất nhiều hơn Thái Lôi Thần Tông lôi tu thiên tài đều là tràn vào nơi này, như châu chấu quá cảnh ùn ùn kéo đến. Sấm sét không gian bao trùm hạ, như ẩn như hiện cửu lôi thần tháp, chính là giống như một cái chiếm cứ ở trong hư không kinh thiên thú vương, như núi bất động, uy nghiêm hiển hách. Mỗi cái người tiến vào nơi này, ở đó sấm sét không gian chỗ sâu, đều sẽ có chói lọi thoáng qua, chợt xuất hiện một quả nho nhỏ lệnh bài. Tấm lệnh bài này đem sẽ ghi chép mỗi người đột phá số lược, rõ ràng phơi bày ở đám người trong đó. Thời gian một tháng lúc kết thúc, đi được xa nhất người kia, đem sẽ trở thành là Thái Lôi Thần Tông một đời mới nhân vật dẫn quân. Bành! Làm Diệp Thần xuyên qua sấm sét không gian lúc đó, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng âm trầm, phảng phất là gió thổi báo giông tố sắp đến. Tất cả mọi người đều cảm nhận được liền một điểm này. Nhưng trước kia tiến vào qua cửu lôi thần tháp người, chính là thấy có lạ hay không, ổn định thân hình, tầng trời thấp phi hành, vượt qua tràng này lại sắp tới gió bão. Lần đầu tiên tiến vào cửu lôi thần tháp người, chính là khá là kinh ngạc, bởi vì ở đó hư không phía trên, phảng phất có sóng biển dâng hạ xuống, tụ đến, đầy trời sấm sét, điên cuồng lóe lên, biến dạng hư không. Toàn bộ hư không sấm sét đều thay đổi dáng vẻ, thành vô cùng cuồng bạo lôi đình lực, liền toàn bộ không gian đều biến thành một đạo chuyển tốc cực nhanh vòng xoáy. Mà bọn họ chính là trong bất chi bất giác đột phá một tầng giới vách đá, chính thức tiến vào cửu lôi thần tháp trong đó. Này là cửu lôi thần tháp tầng thứ nhất, người bất kỳ cũng có thể tiến vào. Diệp Thần sau khi đi vào, liền gặp được chìm chìm nổi nổi lóe lên sấm sét, định nhãn vừa thấy, những cái kia sấm sét đều đang là từng ngọn thực chất tính lôi đài, phơi bày ra trầm thấp màu sắc. Mà hôm nay trên lôi đài, chính là có một từng đạo bóng người ngồi xếp bằng, đều là lâm vào trạng thái tu luyện. Xem ra những lôi đài này, chính là trong tháp chỗ tu luyện. Những cái kia lôi đài, chi chít phân phối ở các nơi, đã có không ít đệ tử ngồi xuống, cảm ngộ nơi này sấm sét đại lộ.